Phần 3 Thuật giả kim mới Các nhà giả kim cổ đại kiếm tìm một cách vô ích nhằm biến chi thành vàng. Các nhà giả kim hiện đại đã thành công trong cuộc tìm kiếm đó. Những viên đạn chì của cuộc chiến tranh đã mang lại nguồn vàng bạc vô tận cho các pháp sư những kẻ kiểm soát cơ chế Mandrake. Thực tế gây sửng sốt cho thấy rằng, nếu thiếu khả năng tạo ra tiền pháp định, đa số các cuộc chiến tranh thời hiện đại sẽ chẳng thể xảy ra. Chừng nào mà cơ chế này còn được phép hoạt động, chừng đó các cuộc chiến tranh tương lai còn có thể xảy ra. Đây là câu chuyện nói về chủ đề này. Chương 11 Kế hoạch của Rothschild Sự trỗi dậy của gia tộc Rothschild ở châu Âu, truyền thông của các nhà tài phiệt trong việc tạo ra lợi nhuận từ các bên tham chiến, công thức mà theo đó, chiến tranh được biến đổi thành nợ và nợ biến đổi lại thành chiến tranh, chúng ta đã hiểu được về chủ đề tiền tệ và lịch sử vận hành của nó sự vận hành được đạo diễn bởi các nhà nghiên cứu chính trị và tiền tệ bây giờ chúng ta sẽ phải đi con đường vòng bên cạnh con đường thẳng và xem xét một số bối cảnh lịch sử từ các góc độ khác nhau khi chúng ta chuyển góc nhìn bối cảnh này có thể khiến chúng ta có cảm giác rằng mình đang đi lạc đường và bạn có thể tự hỏi rằng không biết từ những điều trên có mối liên hệ nào đang diễn ra với cục dự trữ liên bang tuy nhiên hãy tin chắc rằng mối liên hệ này có tất cả mọi thứ để thực hiện với pháp và khi chúng ta quay trở lại với đề tài này mối liên hệ đó sẽ trở nên rõ ràng hơn lợi ích của chiến tranh vấn đề chủ yếu của chương này sẽ là về các lợi ích của chiến tranh và đặc biệt hơn là về khuynh hướng của những kẻ ngồi mắt ăn bát vàng và tận thu lợi ích từ các chính phủ bị thao túng và lôi kéo vào các mối xung đột quân sự không phải vì lý do yêu nước mà vì mục đích tư lợi cá nhân Cơ cấu điều phối quy trình này vốn được thực hiện tốt trong quá khứ giờ đây trở nên phức tạp hơn so với việc cho các chính phủ tham gia chiến tranh vay tiền và sau đó thu lãi suất cho dù cuộc chiến tranh chỉ là một phần của quy trình. Việc chi trả thực tế thường diễn ra dưới dạng thiên vị mang tính chính trị trên thương trường. Trong một bài viết vào năm 1937, nhà sử học người Pháp Richard Lunsen giải thích rằng Mặc dù thường được gọi là các nhà ngân hàng, những kẻ tài trợ cho các cuộc chiến tranh trong giai đoạn tiền tư bản không phải là nhà ngân hàng theo nghĩa hiện đại của từ này không giống như các nhà ngân hàng hiện đại những người kinh doanh tiền gửi với các khách hàng của mình hoặc trong thời gian gần đây tiền được tạo ra từ không khí bởi ngân hàng trung ương eg nói chung là họ làm việc với của cải thứ mà bản thân họ tích lũy được hoặc được thừa hưởng và sau đó cho vay với mức lãi suất cao như vậy những kẻ liều mạng tài trợ cho chiến tranh chính là những kẻ giàu sụ tuy nhiên khi đồng ý tài trợ cho chiến tranh những kẻ cho vay giàu có này không phải lúc nào cũng coi trọng mức lãi suất về vấn đề này họ thường để cho đối tác hiểu được sự phục tùng ở mức độ cao của họ đối với các khách hàng đáng kính nhưng đổi lại họ đảm bảo các đặc quyền của mình những thứ có thể được biến đổi thành lợi nhuận công nghiệp hoặc thương mại ví dụ như việc nhượng quyền khai mỏ độc quyền kinh doanh hoặc nhập khẩu đôi khi thậm chí họ còn được quyền chiếm đoạt các khoản thuế nào đó như là khoản tiền bảo đảm cho các khoản cho vay vì vậy, bản thân khoản cho vay đã mang trong mình nguy cơ có thực và thường không bao hàm nhiều lãi suất, mức lợi nhuận gián tiếp mới thực là khoản thu ấn tượng, và sự khoan dung của kẻ cho vay đã được đền đáp xứng đáng. Đế chế Roster Không một cuộc tranh luận nào về ngân hàng, như bộ máy tài trợ cho các cuộc chiến tranh lại không đụng chạm đến cái tên Roster. Đó chính là Mayor Angel Roster, với câu trích dẫn, hãy cho tôi quyền phát hành và kiểm soát nguồn tiền tệ quốc gia tôi sẽ chẳng cần quan tâm tới việc ai là người tạo ra luật pháp. Frederick Morton, một chuyên gia viết tiểu sử kết luận rằng gia tộc Rothschild đã chế ngự thế giới một cách triệt để hơn, gian trá hơn và lâu dài hơn tất cả các hoàng đế La Mã trước đó hay Hitler sau này. Ba, Đế chế của Rothschild bắt đầu hình thành vào giữa thế kỷ 18 tại Frankfurt, Đức và do Mayor Bauer, con trai của một người thợ kim hoàng, lập nên Mèo trở thành nhân viên của ngân hàng oppenheimer tại hanover và leo lên chức giám đốc junior partner sau cái chết của ông bố chàng thanh niên này trở về quê ở frankfurt để tiếp tục việc kinh doanh của gia đình ngay ở cửa có treo một chiếc khiên với con đại bàng như là biểu tượng nhằm chứng thực ngày thành lập chiếc khiên màu đỏ trong tiếng đức khi phát âm giống như rothschild vì thế chàng thanh niên đã đổi tên từ bao thành rothschild và bổ sung năm mũi tên trên vuốt của đại bàng nhằm biểu trưng cho năm người con trai của mình Gia tộc roster bắt đầu khởi nghiệp khi Mel tích lũy được kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực ngân hàng. Nhà roster đã vượt qua được sự cạnh tranh nhờ vào sự nhạy bén trong kinh doanh của Mel. Ngoài ra, sự hỗ trợ của năm người con trai thông minh hơn người về sau đều là những ông chủ của các trung tâm tài chính quyền lực cũng đóng vai trò quan trọng. Khi đủ lông đủ cánh và có khả năng học được trò ma thuật biến đổi nợ thành tiền, Năm người con trai nhà Rothschild quyết định rời bỏ quê nhà ở Frankfurt và xây dựng mạng lưới kinh doanh bổ sung tại các trung tâm tài chính không chỉ của châu Âu mà còn tại các châu lục văn minh trên thế giới. Suốt nửa đầu thế kỷ 19, thay mặt các chính phủ Anh, Pháp, Prussia, Áo, Bỉ, Tây Ban Nha, Naples, Bồ Đào Nha, Brazil và các bang khác của Đức cũng như các quốc gia nhỏ bé khác, họ chính là những nhà ngân hàng nhỏ của vua chúa châu Âu. Họ thực hiện những khoản đầu tư lớn thông qua các đại diện của mình trên thị trường các quốc gia như Hoa Kỳ, Ấn Độ, Cuba và Úc. Họ là những nhà tài trợ cho Cecil Rose và tạo điều kiện cho ông ta thiết lập một đế chế độc quyền tại các mỏ vàng của Nam Phi. Họ cũng được kết nối với hãng chế tác kim cương De Beers. Chuyên gia viết tiểu sử Derek Wilson chỉ ra rằng những ai bài bác hoặc phỉ bán gia tộc Rothschild vì ảnh hưởng xấu xa của họ cũng đều có vô số lý lẽ cho sự giận dữ và mối lo âu của mình cộng đồng ngân hàng thường lập ra giai cấp thứ năm fifth estate tổ chức mà trong đó dưới sự kiểm soát của họ đối với các khoản chi tiêu các thành viên buộc phải tác động đến các sự kiện quan trọng nhưng cho đến lúc này gia tộc rothschild là một đế chế có quyền lực mạnh hơn bất cứ thế lực nào khác trước đó với việc điều khiển nhiều nguồn của cải đó là một đế chế mạnh tầm quốc tế và hoàn toàn độc lập các chính phủ hoàng gia đã tỏ ra lo lắng về gia tộc này vì đó là con ngựa bất kham mà họ thì không thể kiểm soát được nó cộng đồng xã hội thì tỏ ra căm ghét gia tộc này vì nó không hợp với dân chúng. Những người ủng hộ chủ nghĩa hợp hiến thì phẫn nộ vì khả năng giấu mình một cách cao siêu của gia tộc này. Đương nhiên, những điều bí mật này là điều cơ bản đối với sự thành công của âm mưu và gia tộc Rothschild đã hoàn thiện nghệ thuật này. Và bằng cách giấu mình như vậy, gia tộc này có thể tránh cơn thịnh nộ của công chúng. Wilson nói rằng, khả năng giấu mình cao siêu chính là nét đặc trưng trong hoạt động chính trị của gia tộc Rothschild. Họ ít khi xuất hiện trong các cuộc tranh luận công khai về các vấn đề quan trọng. Họ cũng chẳng bao giờ ló dạng đến văn phòng chính phủ. Thậm chí sau này, khi bước chân vào quốc hội, một số thành viên trong năm anh em nhà họ cũng không dễ dàng nhận ra trong cuộc họp nghị viện của London, Paris hay Berlin. Tất cả họ chỉ muốn thực hiện những trọng trách chính trong ngày như cấp hoặc rút vốn, cung cấp dịch vụ cho các chính khách hoặc tác động tới các quan chức cao cấp và giao dịch hàng ngày với những nhân vật ra quyết định của cải lậu. Cuộc chiến tranh tiếp diễn ở châu Âu tạo ra vô vàng cơ hội tuyệt vời cho việc cặt hái lợi nhuận từ việc buôn lậu các loại hàng hóa tiêu dùng khan hiếm qua các cuộc phong tỏa quân sự. Kể từ khi gia tộc Rothschild tài trợ cho cả hai chiến tuyến và được biết đến với khả năng tạo ra ảnh hưởng chính trị lớn lao, chỉ cần một dấu hiệu nhỏ hình chiếc khiên đỏ trên túi da, tàu chở hàng hai cờ tàu thủy là người giao dịch hoặc tàu của họ có thể đi qua tất cả các điểm kiểm soát quân sự. Việc miễn trừ kiểm soát đối với anh em nhà Rothschild cho phép họ giao dịch thoải mái trên thị trường chợ đen đang đói khát các mặt hàng vải vóc, sợi, thuốc lá, cà phê, đường và bột chàm, và họ tha hồ tự do đi lại giữa biên giới các quốc gia Đức, Scandinavia, Hà Lan, Tây Ban Nha, Anh và Pháp chính. Sự bảo trợ của chính phủ chính là một lợi ích gián tiếp giúp tạo ra lợi nhuận thương mại khoản lợi nhuận còn cao hơn nhiều so với lãi suất mà họ nhận được từ các khoản cho vay của chính phủ. Sự thật là trên đời này Khoản thu thiệt của người này đôi khi lại là sự thắng lợi của kẻ khác và thậm chí một trong những chuyên gia viết tiểu sử thân thiện nhất cũng phải thừa nhận rằng trong hơn hai thế kỷ gia tộc Rothschild đã thu được nguồn siêu lợi nhuận từ các cuộc chiến tranh và suy thoái kinh tế. Napoleon và các nhà tài phiệt ngân hàng. Nếu như một bức tranh đáng giá hàng ngàn lời thì một ví dụ chắc chắn phải đáng giá hàng chục lời giải thích. Ở đây không có một ví dụ nào thú vị hơn cuộc chiến tranh kinh tế được tiến hành bởi các nhà tài phiệt của châu Âu trong thế kỷ 19 chống lại Napoleon Bonaparte. Đó là một sự kiện dễ bị lãng quên nhất của lịch sử rằng Napoleon đã khôi phục lại luật pháp và trật tự cho nước Pháp vốn hỗn loạn trước cuộc cách mạng, đồng thời tập trung không phải vào cuộc chiến tranh mà vào việc thiết lập hòa bình và cải thiện các điều kiện kinh tế. Ông ta nóng lòng muốn đưa đất nước và nhân dân thoát khỏi cảnh nợ nần cũng như sự giám sát của các nhà tài phiệt ngân hàng. Trong cuốn chế độ quân chủ hay quyền lực tiền bạc, Monarchy or Money Power Romaine Wilson đã nói rằng luật do Napoleon ban hành quy định rằng không được xuất khẩu tiền ra khỏi nước Pháp vì bất cứ lý do gì ngoại trừ có sự đồng ý của chính phủ và rằng trong bất kể hoàn cảnh nào cũng không được thực hiện các khoản vay nhằm đáp ứng các nhu cầu chi tiêu hiện hành. Napoleon nhấn mạnh người ta chỉ phải cân nhắc các khoản vay sẽ dẫn tới đâu để nhận diện mối nguy hiểm của chúng. Như vậy tôi chẳng có gì liên quan đến chúng, các khoản nợ và sẽ luôn phản đối chúng. Mục tiêu của Napoleon là nhằm rút quyền lực ra khỏi nguồn tài chính, nhằm ngăn cản chính phủ như chính ông ta đã từng ngăn cản chính phủ của vua Louis sáu. Napoleon cho rằng, khi dựa vào tiền bạc của các nhà tài phiệt, chính phủ khó có thể kiểm soát được tình thế vì đã trót hành xử theo kiểu tay đưa tay nhận. Đồng tiền không có tổ quốc, các nhà tài phiệt chính là những kẻ không có lòng yêu nước và cũng chẳng phải là những quân tử lịch thiệp gì, mục đích duy nhất của họ chỉ là lợi nhuận. Ngón đòn đầu tiên của Napoleon nhằm chống lại ngân hàng là nhằm thiết lập ngân hàng độc lập pháp mà ông ta là chủ tịch nhưng ngân hàng này không được tín nhiệm và nguồn vốn của chính phủ cũng không bao giờ đổ vào đây tuy nhiên ngân hàng này từ chối vay tiền từ chính phủ và điều này gây ra sự lo lắng cho các nhà tài phiệt thực tế đối với họ điều này là hỗn hợp của các thông tin xấu và tốt thông tin xấu là họ phủ nhận lợi ích của các khoản thanh toán hoa hồng cho các loại tiền kim loại thông tin tốt là không cần viện đến nợ họ vẫn tin chắc rằng napoleon không thể bảo vệ mình về mặt quân sự. Wilson tiếp tục cho rằng, các nhà tài phiệt ngân hàng hy vọng sẽ khiến cho Napoleon suy sụp. Không ai tin rằng ông ta có thể tài trợ cho chiến tranh ở quy mô lớn mà bản thân ông ta thì bị cản trở không được nhận tiền giấy do sự phá hủy tín phiếu Arsena Vậy ông ta lấy nguồn vàng bạc tối cần thiết ở đâu để có thể chu cấp cho cả đội quân hùng mạnh như vậy? Tuyết, Thủ tướng Anh, hy vọng vào sự liên minh của Anh, Áo, Russia, Nga, Tây Ban Nha, Thụy Điển, và một số bang nhỏ khác. Khoảng 600.000 trai tráng đã tham gia. Tất cả nguồn lực của cải của nước Anh, hoặc cũng có thể nói của cải của thế giới được đổ vào lực lượng hùng mạnh này. Một người đạo Coast có thể tập hợp được 200.000 người không? Anh ta có thể trang bị vũ khí cho đội quân đó hay không? Anh ta có thể nuôi được cả một đội quân như thế không? Nếu những viên đạn chì đã không hạ được anh ta, thì những viên đạn vàng sẽ kết thúc mọi chuyện. Giống như những người khác, ông ta sẽ buộc phải ngã mũ vay tiền và chấp nhận các điều kiện của các nhà tài phiệt ngân hàng. Ông ta không thể thò tay vào khoản tiền 2 triệu bảng Anh, trong khi kho bạc trở nên trống rỗng và nguồn cung tiền kim loại của quốc gia cũng rộng tuyết. London nóng lòng xem thử bài toán sẽ được giải như thế nào. Napoleon giải bài toán nát óc này khá đơn giản bằng việc bán đi một số đất đai của mình. Những người Mỹ điên khùng đó đã trả cho ông ta 3 triệu bảng Anh để lấy cái đầm lầy rộng lớn có tên là Louisiana. Kế hoạch phá hủy nước Mỹ Napoleon không cần chiến tranh, nhưng ông ta biết rằng những kẻ thống soái ngành tài chính châu Âu sẽ không chịu hòa bình trừ phi họ buộc phải chung sống trong hòa bình bằng sự bại trận của các chế độ bù nhìn dưới trướng hoặc trừ phi bằng cách này, hai cách khác. Điều đó mang lại cho họ lợi thế về tiền bạc. Trong động thái theo đuổi chiến thuật lợi thế về tiền bạc, Napoleon đã đe dọa sẽ khống chế Hà Lan, quốc gia sau này nằm dưới quyền điều phối của vua Louis, anh trai Napoleon. Napoleon biết rằng Hà Lan ngập trong nợ nần mà chủ nợ không ai khác chính là các nhà tài phiệt Anh. Nếu Hà Lan được sáp nhập vào Pháp, khoản nợ này sẽ không bao giờ được trả lại cho các nhà tài phiệt. Và vì thế Napoleon đã đề nghị với các nhà tài phiệt Anh rằng nếu họ thuyết phục chính phủ Anh chấp nhận hòa bình với Pháp, ông ta sẽ đồng ý để Hà Lan được yên. Pierre Cisola một nhà tài phiệt được Hà Lan cử đi làm nhiệm vụ chủ trì các cuộc thương thảo ngoài ra còn có francis baring bố vợ của labouk đồng thời cũng là một nhà tài phiệt ngân hàng mặc dù đây là một đề xuất hấp dẫn đối với các nhà tài phiệt ngân hàng ít nhất dựa trên nền tảng cơ sở các điều khoản ngắn hạn song điều này vẫn chưa phù hợp với bản chất của họ nhằm từ bỏ các khoản lợi nhuận khổng lồ mà chiến tranh và chủ nghĩa trọng thương mang lại vì thế họ ra soát lại đề xuất này nhằm tính đến một kế hoạch mà nhờ đó cả anh lẫn pháp đều có thể kết hợp lực lượng để phá hủy nước mỹ độc lập nhằm đưa lại một nửa quốc gia này về dưới sự thống trị của Anh. Kế hoạch lạ thường do Over, một nhà tài phiệt Pháp nghĩ ra, kêu gọi một cuộc tấn công chiếm đóng bằng vũ trang với sự phân chia chiến lợi phẩm. Nước Anh có thể nhận được các bang phía Bắc kết hợp với Canada, trong khi các bang miền Nam có thể thuộc về Pháp. Napoleon bị cám dỗ bởi lời hứa hẹn phong tước vua nước Mỹ. McNeil Wilson viết rằng, Ngày 21 tháng 3, Labuco viết cho Bering với một lưu ý cho Ngoại trưởng Anh được over đọc cho chép rằng từ một người chiến thắng, ông ta Napoleon trở thành người bảo quản, kết quả đầu tiên của cuộc hôn nhân với Marie Louise sẽ là những gì mà ông ta sẽ đề xuất hòa bình cho nước Anh. Điều này là vì lợi ích quốc gia, có nghĩa là lợi ích của nước Anh, nghĩa là sẽ có quyền làm chủ mặt biển, ngược lại, nước Pháp sẽ tiếp tục quan tâm tới chiến tranh, vì chiến tranh cho phép quốc gia này mở rộng biên giới đến vô hạn với quân đội hùng mạnh Tại sao nội các chính phủ Anh lại không đề xuất với Pháp kế hoạch phá hủy Hoa Kỳ và bằng việc biến nước này thành một quốc gia phụ thuộc vào Anh thuyết phục Napoleon cho vay các khoản viện trợ của mình nhằm hủy hoại sự nghiệp của vua Louis sáu? Đó là quyền lợi của Anh nhằm ký kết hòa bình và tân bốc hư danh của Napoleon bằng việc thừa nhận công sức và địa vị uy quyền của ông ta. Thật đáng tiếc là Napoleon đã phát hiện ra âm mưu đang được thực hiện và đã kịp phản đối kịch liệt kế hoạch hiệp lực chống phá nước Mỹ. Ông đã ra lệnh bắt Uvert sa thải và đầy ải Farge và sau đó cho in một câu chuyện về cảnh khốn cùng của Wesley và Bering không thể kết luận rằng napoleon là một người mẫu mực về đạo đức hoặc một chiến sĩ bảo vệ đồng tiền chân chính sự phản đối của ông ta đối với các nhà tài phiệt ngân hàng là bởi ông ta lo rằng quyền lực tiền tệ của các nhà tài phiệt này có khả năng đe dọa chủ quyền chính trị của bản thân ông ta ông ta cho phép họ có quyền hành tự do khi phụng sự mục tiêu của bang sau đó khi nhu cầu tài trợ quân sự giảm xuống ông ta lên án họ vì đã để xảy ra thua lỗ và nhân danh nhân dân tước hết những thứ này từ họ nếu chống đối các nhà tài phiệt ngân hàng có thể bị tống vào tù và như vậy sơ đồ cuộc chiến đã được phát thảo napoleon phải bị tiêu diệt bằng bất cứ giá nào để làm được điều này ngân hàng anh đã tạo ra một lượng lớn tiền pháp định nhằm mục đích cho chính phủ vay để tài trợ cho quân đội hùng mạnh một lượng vàng nhất định đã chảy ra khỏi biên giới đất nước để tài trợ cho các quân đội nga prussia và áo Nền kinh tế loạn choạng trong cơn nợ nần chiến tranh, và những người dân thấp cổ bé họng phải gồng mình trả thuế trong căm phẫn mà không hiểu vì sao. Wilson kết luận rằng, các nhà tài phiệt ngân hàng đã thắng, Louis XVI đã phục hồi lại vũ khí đạn dược cũng như nền ngoại giao của nước Anh. Các khoản cho vay đã được sử dụng tùy ý, mặc dù Napoleon đã tạo ra cho nước Pháp một sự cân bằng về tín dụng. Một năm sau, người đàn ông mà bất cứ nhà tài phiệt nào ở châu Âu cũng gọi là kẻ tím quyền đã lấy lại được ngai vàng với 800 đệ tử mà không cần tốn một viên đạn. Trong trường hợp này, ông ta không có một lựa chọn nào ngoại trừ việc đề xuất một khoản vay cho việc bảo vệ nước Pháp. Thành phố London, The City of London, thủ phủ của ngành ngân hàng, đã cung cấp cho ông ta 5 triệu bảng Anh. Với khoản tiền này, ông ta đã có điều kiện để trang bị cho quân đội, nhưng rốt cuộc đã bại trận trong cuộc chiến Waterloo với công thức Wellington thuần vàng cho công thức Wellington. Một trong những tình tiết bí mật thú vị nhất được lưu giữ bởi các nhà viết tiểu sử Rothschild có liên quan đến việc chở lậu một tàu vàng nhằm tài trợ cho công thức Wellington người từng tìm cách nuôi dưỡng và trang bị vũ khí cho quân đội ở Bồ Đào Nha cũng như ở miền núi Pyrenees giữa Tây Ban Nha và Pháp. Không hẳn là Wellington có khả năng đánh bại Napoleon trong trận chiến tới và công thức đã cố gắng hết sức để nài ép nhằm thuyết phục các nhà tài phiệt ở Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha chấp nhận lời hứa bằng văn bản rằng ông sẽ hoàn trả khoản tiền vay, ngay cả khi những lời hứa đó được chính phủ Anh chính thức bảo lãnh. Những đồng tiền này đã bị coi thường và Wellington chỉ còn biết hy vọng vào tiền vàng. Nathan Rothschild đã đề xuất các dịch vụ của mình cũng như của các anh mình. Với bộ máy buôn lậu hiệu quả hoạt động khắp châu Âu, Nathan có khả năng đề xuất các điều kiện tốt hơn nhiều cho Wellington trong khi vẫn tạo ra được lợi nhuận. Tuy nhiên, để thực hiện điều này, vàng phải được vận chuyển bí mật. Fred Morton đã mô tả cảnh này như sau. Đây chỉ có một con đường vận chuyển tiền mặt thông qua chính quân đội của Anh Pháp đang chiến đấu. Đương nhiên, bộ máy thoát khỏi sự phong tỏa của Rothschild đã vận hành một cách xuất sắc tại lãnh thổ các nước Đức, Scandinavia và Anh, thậm chí ở Tây Ban Nha và miền Bắc nước Pháp. Nhưng bộ máy mới vô cùng xảo quyệt lại là điều cần thiết trong nguồn lực của Napoleon. Xuất hiện Jacob từ nay về sau được gọi là James chính là người con trai út của Mayer. James mới 19 tuổi nhưng đã được ông bố truyền hết công phu mánh khóe lừa bịp anh chàng tới paris với hai nhiệm vụ cùng lúc trước hết anh ta cần phải cung cấp cho các cơ quan chức năng của pháp các bản báo cáo giả về tình trạng chuyển động vàng của anh đương nhiên là các bản báo cáo này có pha thêm một chút sự thật cốt sao nghe thuyết phục anh ta đệ trình cho chính phủ các bức thư giả mạo với các thông tin chỉ ra rằng chính phủ anh đang tạm ngưng việc lưu thông vàng vào pháp mánh khóe có hiệu lực khi các cơ quan chức năng của Pháp khuyến khích cộng đồng tài chính chấp nhận vàng của chính phủ Anh và biến đổi thành các tín phiếu ngân hàng mang tính thương mại. Thứ hai, James làm việc với tư cách là một điểm kết nối cơ bản trong đường dây tài chính nối liền giữa London và Paris. Anh ta có nhiệm vụ phải điều phối việc đưa vàng vào Pháp, chuyển đổi chỗ vàng này thành tín phiếu ngân hàng Tây Ban Nha đồng thời điều phối sự chuyển động của các tín phiếu này trên hành trình đến với Wellington. Anh ta làm tất cả việc này với tài khéo léo đến kinh ngạc nên nhớ là tuổi đời anh ta vẫn còn rất trẻ. Morton đã đưa ra nhận định như thế này. Trong khoảng vài trăm giờ đồng hồ, cậu con trai Úc của Mayor không chỉ nhận được số vàng từ Anh quốc vận chuyển qua Pháp mà còn tạo ra ảo tưởng tài chính cho Napoleon. Cậu con trai 19 tuổi của nhà Rothschild đã đánh lừa chính phủ hoàng gia khiến chính phủ này phải chấp thuận quy trình giúp đỡ anh ta phá hủy nó. Cổ máy của gia đình này bắt đầu chuyển động. Nathan cho chở một thuyền đầy tiền gan, đồng tiền vàng ngày xưa của anh có giá trị tương đương 21 xe Vàng thỏi Bồ Đào Nha, vàng khai thác từ London của Napoleon dọc theo eo biển Măng Sơ. James chuyển đổi các kim loại quý này thành tính phiếu ngân hàng. Ở phía nam thủ đô Tây Ban Nha, Carmen, một người con trai khác của Meyer, tiếp quản các tính phiếu này với các phiếu biên nhận của Wellington trong tay. Salomon, một người con trai khác, hiện diện khắp nơi để xử lý sự cố, đảm bảo rằng các điểm trung chuyển đã bị cứu tán nhằm che mắt Pháp. Angel các cứ ở Frankfurt, và giúp cha tuyển nhân sự cho các văn phòng chính. Những năm sau đó, trong một buổi tiệc, Nathan tình cờ nói về tình tiết này đơn thuần chỉ như một phần nghiệp vụ kinh doanh hàng ngày tốt đẹp như sau. Công ty đồng ấn, The East India Company, có một lượng vàng trị giá 800.000 bảng Anh để bán. Tôi đã mua hết chỗ vàng này. Tôi biết công thức Wellington muốn phải có được số vàng này. Tôi đã bán số vàng này cho chính phủ, nhưng họ đã không biết làm thế nào để nhận cho công thức Wellington ở Bồ Đào Nha. Tôi nhận làm tất cả và gửi chỗ vàng này qua ngã Pháp. Đây là phi vụ béo bở mà tôi từng thực hiện. Trận Waterloo Kết quả cuối cùng của trận Waterloo giữa Wellington và Napoleon là cốt yếu đối với châu Âu xét về cả khía cạnh chính trị lẫn kinh tế. Nếu Napoleon chiến thắng, nền kinh tế của nước Anh sẽ lâm nguy hơn bao giờ hết. Quốc gia này không những mất đi quyền lực và hình ảnh của mình trên trường quốc tế mà ngay tại đất nước mình. Thần dân của họ rất bất bình về sự mất mát tài chính của bản thân trong thời gian diễn ra chiến tranh. Như vậy, tại thị trường chứng khoán London, nơi trái phiếu chính phủ Anh được giao dịch với các cổ phiếu khác, mọi người đang nóng lòng chờ đợi tin tức chiến trường. Ai cũng biết rằng gia tộc Rothschild sử dụng một người chuyên đưa thư riêng người không chỉ chịu trách nhiệm vận chuyển vàng và các tài sản hữu hình khác mà còn chịu trách nhiệm chuyển tin tức hữu ích cho các quyết định đầu tư. Như vậy, mọi người mong đợi rằng Nathan lúc này đang ngồi tại sở giao dịch chứng khoán London sẽ là nhân vật đầu tiên biết được danh tính của người chiến thắng trong trận đánh Waterloo và mọi người đã không thất vọng. Tin tức đầu tiên về chiến thắng của Wellington đã vang tới Brussels vào giữa đêm ngày 18 tháng 6 năm 1815, nơi Rothwood, một đại diện của gia tộc Rochester, đang ngóng đợi. Ngay lập tức, anh ta phi ngựa như bay về phía cảng Austin, nơi có chiếc thuyền đợi sẵn và lập tức nhổ neo đi về phía eo biển Mang Tờ mờ sáng ngày 20 tháng 6, người đưa tin mệt mỏi đặt chân trước cửa nhà Nathan, nghĩa là sớm hơn 24 giờ trước khi Major Henry Percy, người đưa tin của công thức Wellington, về đến nhà. Ít nhất một chuyên gia viết tiểu sử đã nhận xét rằng, hành động đầu tiên của Nathan là chuyển giao tin tức cho Thủ tướng. Nhưng các quan chức chính phủ lại do dự không tin vào nguồn thông tin này, vì nó ngược với các báo cáo mà họ nhận được trước đó dự báo về sự thất bại của quân Anh. Và không còn nghi ngờ gì nữa, hành động thứ hai của Nathan trong buổi sáng này là khống chế thị trường chứng khoán, nhằm hiểu được vị thế trụ cột của mình mọi cặp mắt đổ dồn vào Nathan trong khi ông ta ngồi sụp xuống một cách chán nản, mắt dán xuống sàn nhà. Sau đó, ông ta liếc mắt nhìn các cộng sự lúc này đang đứng gần đó với ám hiệu tra lệnh bán. Tiếng thì thâm lan khắp phòng Nathan bán hả? Nathan, đang bán, chắc hẳn Wellington thua rồi. Trái phiếu chính phủ của chúng ta sẽ không bao giờ được chi trả nữa. Bán đi ngay. Bán. Bán. Giá cổ phiếu giảm xuống, và Nathan lại bán ra. Giá lao dốc không phanh, Nathan vẫn bán. Cuối cùng, khi giá đã chạm đáy, bằng một cử chỉ nhanh nhẹn, Nathan ra lệnh vét sạch toàn bộ thị trường trái phiếu chính phủ. Chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, Nathan đã sở hữu tất cả phiếu nợ của chính phủ Anh, Sidonia. Vào năm 1844, Benjamin Disraeli, Thủ tướng Anh, đã viết một cuốn sách có tên gọi là Coningsby, còn có tên gọi khác là The New Generation, Thế hệ mới. Đây là một tiểu thuyết chính trị trong đó tác giả thể hiện quan điểm của mình về các vấn đề hiện đại. Một trong những nhân vật chính của cuốn sách là nhà tài phiệt có tên Sidonia, nhưng mỗi một chi tiết trong hành động của Sidonia lại là bản sao của Rothschild, người mà Disraeli vô cùng ngưỡng mộ. Dưới cái vỏ tiểu thuyết, chúng ta biết được về việc di cư của gia tộc Rothschild từ Đức, mối quan hệ gia tộc và ngân hàng trên khắp lãnh thổ châu Âu, vai trò chủ chốt của Rothschild đối với việc cung cấp vàng cho Wellington, cũng như hành động táo bạo về tài chính của ông ta sau trận Waterloo. Disraeli đã viết như thế này. Châu Âu phụ thuộc vào tiền và Sidonia chuẩn bị sẵn sàng để cho châu lục này vay tiền. Nước Pháp cũng cần một số tiền, Áo cần nhiều hơn, Phổ cần một ít, Nga cần vài triệu. Sidonia có thể cung cấp cho tất cả các quốc gia này. Không khó để hình dung rằng, sau khi theo đuổi con đường sự nghiệp, Sidonia trở thành một trong những nhân vật tai to mặt lớn của châu Âu. Ông ta đã đặt anh trai mình hoặc một người họ hàng gần vào vị trí mà ông ta có thể phó thác tiền bạc, vốn liếng Ông ta là chúa tệ của thị trường tiền tệ thế giới, và đương nhiên, là chúa tệ của tất cả mọi thứ trên đời này. Ông ta nắm giữ lợi nhuận của vùng Nam Ý, và các quốc vương cùng các vị đại diện chính phủ của tất cả các quốc gia thì tìm cách tranh thủ lời khuyên của ông ta. Những gì mà Disraeli không thổi phòng đều được chính những lời ba hoa khoác lác của Rothschild minh họa rõ nét. Khi được Cục Ngân Khố Hoa Kỳ tiếp cận tại Paris vào năm 1842 với yêu cầu cho chính phủ Mỹ vay tiền, ông ta đã trả lời thẳng thắn rằng các ngài đã nhìn thấy một người đứng vị trí đầu tàu cho các vấn đề tài chính của châu Âu. Trên đời này luôn có những người đứng đúng vị trí của mình để làm giàu nhờ vào việc hợp tác với cả hai bên trong cuộc chiến. Gia tộc Rothschild cũng không là ngoại lệ, nhưng chắc chắn là họ đã hoàn thiện nghệ thuật này và trở thành hiện thân của dòng dõi đó. Họ không nhất thiết phải là những kẻ xấu xa về đạo đức. Những gì khiến họ bận tâm không phải là các vấn đề đúng hay sai, mà là lời hay lỗ. Sự dẫn dưng mang tính phân tích này Đối với sự chịu đựng của nhân loại được mô tả một cách phù hợp bởi một thành viên trong gia tộc Rothschild, khi các đường phố Paris xảy ra đổ máu, tôi sẽ mua vào trái phiếu. Họ có thể có quyền công dân ở quốc gia mà họ sinh sống, nhưng lòng yêu nước thì đã vượt ra ngoài phạm vi giới hạn của sự nhận thức của họ. Họ là những con người cực kỳ thông minh, nếu không muốn nói là xảo trá, và những tính cách này kết hợp với các nét đặc điểm đã khiến họ trở thành mô hình chủ chốt của những kẻ theo chủ nghĩa thực dụng những người thống soái thế giới chính trị và tài chính ngày nay. Disraeli đã mô tả một cách cụ thể loại người này khi nói về Sidonia. Ông ta là một người không gây được cảm tình. Có vẻ thô bị nếu nói ông ta là một kẻ ác nhân, vì ông ta khá nhạy cảm với những xúc cảm mạnh. Tuy nhiên, đó lại không phải là những xúc cảm của con người. Mọi người không bao giờ giao tiếp với ông ta. Với ông ta, đàn bà chỉ là trò chơi, còn đàn ông thì chỉ là một cỗ máy. Có vẻ như sự thiếu vắng lòng yêu nước và cách nhìn nhận sự việc với cái đầu lạnh mang tính phân tích đã giúp các nhà tài phiệt tránh được việc cho chính phủ vay tiền đặc biệt là các chính phủ nước ngoài những người vay cá nhân có thể sẽ phải hầu tòa và tài sản của họ có thể bị sung công nhưng các chính phủ kiểm soát việc sử dụng hợp pháp nguồn lực họ mới là các quan tòa mới là cảnh sát ai sẽ là người chiến hữu tài sản của họ câu trả lời là chính phủ khác nói về tiền lệ hiện đại có liên quan của nguyên tắc này ron Chernow giải thích rằng liên minh mới giữa các nhà nghiên cứu tiền tệ và chính trị có lợi thế tương hỗ washington cần khai thác quyền lực tài chính mới nhằm buộc các chính phủ nước ngoài mở cửa thị trường cho hàng hóa mỹ hoặc thông qua các chính sách thân mỹ đổi lại các ngân hàng cần các đòn bẫy nhằm thúc đẩy việc trả nợ và tiếp nhận các thế lực cảnh sát của chính phủ tại các khu vực xa xôi mối đe dọa từ việc can thiệp quân sự là phương tiện xuất sắc mà qua đó có thể đẩy nhanh tốc độ trả nợ khi quân Lớp xem xét khoản vay được ủng hộ bởi các khoản thu thuế cấp cho Cộng hòa Dominica, Jacob Schiff do hỏi một cộng sự người London của mình là Ernest Castle, nếu họ không trả thì ai sẽ là người đi thu các khoản thuế này? Castle trả lời, đội quân lính thủy đánh bộ của ngài và của chúng tôi. Một trong những bài toán đắt ốc của lịch sử là vì sao các chính phủ thường xuyên lâm vào cảnh nợ nần và ít khi muốn trả một cục cho chủ nợ câu trả lời là các vị chúa tể hay các chính trị gia không đủ dụng khí để đánh thuế các thần dân của mình với những khoản lớn như vậy những khoản mà có thể cần đến cho mỗi cuộc dàn xếp và như vậy ở đây còn có một câu hỏi sâu hơn nữa là vì sao các khoản chi lại thường cao trong vị trí đầu tiên căn cứ vào tâm tính của các vị chúa tể tài chính trên thế giới như disraeli đã mô tả họ có thể hiểu được rằng một chiến lược được tính toán một cách nhãn tâm đã được thiết kế trong nhiều năm trước đây nhằm bảo đảm kết quả này trên thực tế, bằng chứng lịch sử đã cho thấy một cách hùng hồn rằng, một kế hoạch như vậy đã được phát triển vào thế kỷ 18 tại châu Âu và hoàn thiện vào thế kỷ 20 tại Mỹ. Vì mục đích phân tích mang tính giả thuyết, hãy cho phép chúng tôi nhận diện chiến lược này như là công thức của gia tộc Rothschild. Kế hoạch của gia tộc Rothschild. Chúng ta hãy thử hình dung về một người đàn ông hoàn toàn theo chủ nghĩa thực dụng. Ông ta thông minh hơn và gian xảo hơn so với những người đàn ông khác và trên thực tế luôn tỏ ra coi thường họ ông ta có thể kính trọng một vài nhân vật tài năng trong số những người này nhưng lại ít quan tâm tới địa vị của loài người nói chung ông ta quan sát thấy rằng các vị chúa tể và các chính trị gia thường đấu đá nhau vì một vấn đề gì đó và rút ra kết luận rằng chiến tranh chắc chắn sẽ xảy ra ông ta cũng nhận thấy rằng các cuộc chiến tranh có thể mang lại nhiều lợi nhuận không chỉ bằng việc cho vay hay tạo ra tiền tệ nhằm tài trợ cho chiến tranh mà còn từ sự thiên vị của chính phủ trong việc cấp tiền trợ cấp thương mại hoặc độc quyền kinh doanh ông ta không có năng lực về cảm xúc căn bản như lòng yêu nước như vậy anh ta tự do tham gia vào việc cấp vốn cho bất cứ bên nào trong cuộc chiến và giới hạn chỉ bằng các yếu tố mang tính tư lợi nếu một người đàn ông như vậy muốn nghiên cứu thế giới xung quanh mình không khó để hình dung rằng ông ta sẽ rút ra các kết luận như sau những kết luận có thể trở thành định hướng chính cho sự nghiệp của bản thân một chiến tranh là kỷ luật nền tảng cho bất cứ một chính phủ nào nếu có thể đáp ứng được các thách thức của cuộc chiến tranh chính phủ đó sẽ tồn tại. Nếu không, nó sẽ bị diệt vong. Tất cả mọi thứ khác chỉ là thứ yếu. Sự thiên liêng của luật pháp chính phủ, sự thịnh vượng của các công dân và khả năng trả nợ của Bộ Tài chính sẽ nhanh chóng bị hy sinh bởi bất cứ chính phủ nào trong động thái đầu tiên của khát vọng tự tồn tại. Hai, Như vậy, tất cả những gì cần thiết nhằm bảo đảm rằng chính phủ sẽ duy trì hoặc nhân rộng các khoản nợ là kéo họ vào cuộc chiến hoặc đe dọa chiến tranh. Sự đe dọa và nguy cơ phá hủy của cuộc chiến càng lớn bao nhiêu thì nhu cầu vay nợ càng lớn bấy nhiêu. 3. Để lôi kéo một quốc gia vào cuộc chiến tranh hoặc đe dọa chiến tranh, cần phải có kẻ thù với nhu cầu quân sự đáng tin cậy. Nếu những kẻ thù như vậy đang tồn tại thì có nghĩa là mọi việc sẽ tiến triển tốt. Nếu kẻ thù có tồn tại nhưng không có thế mạnh quân sự, sẽ cần phải cung cấp tiền bạc cho họ nhằm xây dựng cỗ máy chiến tranh. Nếu không có kẻ thù hiện diện, cần phải tạo ra kẻ thù bằng việc hậu thuẫn tài trợ cho một chế độ thù địch. 4. Rào cản lớn nhất chính là chính phủ từ chối tài trợ cho chiến tranh thông qua các khoản nợ. Mặc dù điều này ít khi xảy ra, song khi nó xảy ra, cần phải kích động phe chính trị đối lập, kích động khởi nghĩa, nhằm thay thế chính phủ đó bằng một thể chế khác phù hợp với mong muốn của chúng ta. Việc mưu sát các thủ lĩnh của đất nước có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. năm Không một dân tộc nào có thể được phép duy trì một cách mạnh mẽ hơn đối thủ của nó, xét ở khía cạnh quân sự, vì điều đó có thể dẫn đến hòa bình và gây ra tình trạng giảm nợ để thực hiện được thế cân bằng về quyền lực cần tài trợ cho cả hai phía trừ khi một trong hai bên có đối lập với quyền lợi của chúng ta và vì thế phải bị tiêu diệt còn lại không bên nào được phép hưởng hòa bình hay bị thất bại tuyệt đối mặc dù lúc nào chúng ta cũng rêu rao mong ước hòa bình mục tiêu ngầm hiệu chính là cuộc chiến tranh liên miên cho dù bất cứ ai biến chiến lược này thành lời hoặc truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thì đó cũng không phải là điều quan trọng trên thực tế, điều này vẫn còn là một sự hoài nghi rằng nó liên tục vận hành theo cách đó. Cho dù đó là sản phẩm của việc lập kế hoạch có ý thức hoặc đơn thuần chỉ là hậu quả của sự phản ứng của con người, đối với cơ hội lợi nhuận có được từ tiền pháp định, những vị chúa tệ của thị trường tài chính thế giới đã hành động như thể họ đang theo đuổi một kế hoạch và điều này đặc biệt trở nên rõ ràng hơn kể từ khi cơ cấu ngân hàng trung ương Manred được tạo ra từ ba thế kỷ trước. Vấn đề cân bằng cán cân quyền lực đang ngầm diễn ra một số tài liệu lịch sử đưa ra khái niệm rằng đó có thể là bản chất hiện tượng xã hội điều mà không biết vì sao lại vận hành vì lợi ích của loài người điều thật tuyệt vời rằng sau tất cả các cuộc chiến tranh diễn ra ở châu âu làm thế nào mà không một dân tộc nào đủ mạnh để có thể hoàn toàn thống soái các dân tộc khác khi hoa kỳ nổi lên từ cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai với quyền thống soái như vậy thì đã có những lời phàn nàn và các bộ máy chính trị Tài chính đồ sộ như chiến dịch tài trợ nước ngoài hay vấn đề giải trừ quân bị được kích hoạt nhằm khôi phục lại cán cân quyền lực này. Điều đó trở thành học thuyết được sung kính của nền dân chủ quốc tế. Nhưng tầm quan trọng bị phớt lờ của quan điểm mang tính nhạy cảm này là chiến tranh giữa những kẻ ngang hàng đã trở thành bức tranh hiện tại của lịch sử. Điều này không có nghĩa là mỗi một nhóm hiếu chiến sẽ dễ dàng tìm được nguồn tài trợ từ các vị chúa tể hay các nhà tài phiệt. Điều này phụ thuộc vào những ai mà họ đe dọa và cách thức mà họ thực hiện để thành công. Ví dụ, vào năm 1830, Hà Lan đã phải đối mặt với cuộc nổi loạn của các thần dân nước mình tại Bỉ. Cả chính phủ cầm quyền lẫn các nhà cách mạng đều phụ thuộc vào nguồn tài trợ của gia tộc Rothschild cho cuộc chính biến này. Nhà cầm quyền Hà Lan là những khách hàng đáng tin cậy đối với các khoản vay và điều quan trọng là họ chính là những người đáng tin cậy trong việc thanh toán lãi suất tiền vay. Có vẻ là điên rồ khi cung cấp nhiều thứ đáng giá hơn sự hỗ trợ về tiền bạc cho những kẻ phiến loạn những kẻ. Nếu được nắm quyền sinh sát trong tay, có thể sẽ từ chối việc thanh toán đúng hẹn các khoản nợ của chế độ bù nhìn cũ. Salomon Rothschild giải thích rằng, những kẻ quyền quý này có lẽ sẽ không trông mong gì ở chúng ta trừ khi họ quyết định theo đuổi sự cẩn trọng, khôn ngoan và điều độ. Thiện ý của chúng ta là không giao cây gậy vào tay những kẻ có thể sẽ cuộc lại chúng ta, nghĩa là những kẻ cho vay tiền để kích hoạt chiến tranh và làm hủy hoại thanh danh mà chúng ta đã duy trì với tất cả nỗ lực và phương tiện của mình. Sau khi cuộc cách mạng được giải quyết bằng việc thương thảo thay vì gây chiến, chính phủ mới ở Brussels chính là mục tiêu đương nhiên của việc tiếp quản tài chính. James Rothschild đã trình bày chiến lược và chiến lược này đã trở thành mô hình của những phép tính kiểu như thế cho đến mãi về sau. Bây giờ chính là thời điểm mà chúng ta sẽ cần phải tận dụng lợi thế để biến mình thành ông chủ thực thụ của nền tài chính nước nhà. Giai đoạn thứ nhất sẽ cần được thiết lập dựa trên cơ sở quan hệ thân tình với tân bộ trưởng tài chính của Bỉ nhằm chiếm được sự tin tưởng của ông ta và nhằm rút hết các trái phiếu kho bạc mà ông ta có thể sẽ đề xuất cho chúng ta. Cuộc chiến tranh vĩnh viễn vào thế kỷ 18 tại Anh. Các cuộc chiến tranh dù lớn hay bé cũng thường là một thứ bệnh dịch đối với châu Âu, nhưng đó chưa phải là dịch bệnh cho đến khi họ thấy ung dung thoải mái, khi tài trợ cho cả hệ thống ngân hàng trung ương lẫn hệ thống tiền pháp định, mà theo đó, những cuộc chiến tranh này được coi là vĩnh viễn. Ví dụ Mục tính chiến sự dưới đây bắt đầu ngay sau khi ngân hàng Anh được thành lập ngân hàng, mà như bạn đã biết, được tạo ra cho mục đích đặc biệt là tài trợ chiến tranh. 1689 đến 1697, chiến tranh của Liên minh Oxford. 1702 đến 1713, chiến tranh giành quyền kế vị ở Tây Ban Nha. 1739 đến 1742, chiến tranh Robert Jenkins giữa Anh và Tây Ban Nha. 1744 đến 1748 chiến tranh giành quyền kế vị ở Áo. 1754 đến 1763, chiến tranh Pháp Ấn. 1793 đến 1801, chiến tranh chống lại cuộc cách mạng Pháp. 1803 đến 1815, chiến tranh Napoleon. Ngoài các cuộc chiến tranh châu Âu này, còn có hai cuộc chiến tranh khác nữa với Mỹ, chiến tranh độc lập và chiến tranh 1812. Trong 126 năm, từ 1689 đến 1815, nước Anh đã trải qua 63 năm trong cảnh khói súng chiến tranh. Điều này có nghĩa là cứ hai năm lại có một cuộc chiến tranh diễn ra tại xứ sở này. Còn các khoảng thời gian khác thì dành cho việc chuẩn bị chiến tranh. Trong các cuộc chiến tranh này, mục đích kế hoạch của gia tộc Rothschild là hiển nhiên. Người đời vẫn thường nhìn nhận rằng, nhiệm vụ của các nhà nghiên cứu tiền tệ là tài trợ cho cả hai bên tham gia cuộc chiến. Dù cuộc chiến kết thúc trong chiến thắng hay thất bại, thì tác động của nó cũng đơn thuần là nhằm duy trì và khôi phục cán cân quyền lực châu Âu và kết quả lâu dài của bất cứ cuộc chiến tranh nào trong số đó cũng là khoản nợ chính phủ được mở rộng cho tất cả các bên. Tổng kết Cuối thế kỷ 18, gia tộc Rothschild đã trở thành một trong những thể chế tài chính thành công nhất trên thế giới được người đời biết đến sự trỗi dậy một cách thần kỳ của gia tộc này có thể đóng góp vào nền công nghiệp tài chính cùng sự sắc sảo của năm người con trai trong gia tộc này những người đã tự thiết lập nền cơ nghiệp của mình tại nhiều thủ đô châu âu và tạo dựng hệ thống tài chính quốc tế đầu tiên của thế giới với tư cách là những người đi tiên phong trong lĩnh vực cho các chính phủ vay tiền họ đã nhanh chóng học được rằng điều này đã mang lại các cơ hội tuyệt vời độc nhất vô nhị nhằm đánh cược của cải vào quyền lực chính trị trước đó rất lâu Đa số các hoàng tử và thái tử của châu Âu luôn nằm trong tầm ảnh hưởng của gia tộc này. Gia tộc Rothschild cũng nắm giữ nghệ thuật buôn lậu ở quy mô lớn và thường nhận được sự ủng hộ ngầm của các chính phủ phạm luật. Điều này được nhận biết bởi tất cả các bên như một khoản lợi tức ngầm đối với việc cung cấp nguồn tài chính cần thiết cho các chính phủ, đặc biệt là trong thời gian diễn ra chiến tranh. Chi tiết cho rằng các chi nhánh của gia tộc Rothschild cũng tham gia vào việc cung cấp nguồn tài chính cho kẻ địch đã bị bỏ qua. Như vậy, thực tế mang tính truyền thống giữa cộng đồng các nhà tài phiệt đã được khai sinh, đạt hái lợi nhuận từ cả hai bên tham gia cuộc chiến. Gia tộc Rothschild hoạt động trong một hệ thống thu thập thông tin hiệu quả cao hệ thống vô giá có thể cung cấp cho các nhà tài phiệt những kiến thức xuất sắc của các sự kiện quan trọng để từ đó giúp họ đưa ra quyết định đầu tư. Khi người đưa thư mệt mỏi của Rothschild mang về tin tức đầu tiên của trận Waterloo, Nevin ngay lập tức khiến cho đám con buông trái phiếu London rơi vào cảnh hỗn loạn và điều đó đã cho phép ông ta chiếm giữ được một lượng lớn các phiếu nợ của anh. Việc nghiên cứu các sự kiện này thể hiện nhân cách cá nhân không chỉ của anh em nhà Rothschild, mà còn của những thế lực đặc biệt khác trong giới tài phiệt quốc tế những người mà thành công của họ phụ thuộc vào tính cách đặc điểm nhất định, tính khách quan lạnh lùng, không có lòng yêu nước, sự dẫn dưng thờ ơ đối với số phận của loài người. Những điều này là nền tảng cơ sở việc đề xuất một chiến lược mang tính học thuyết được gọi là kế hoạch Rothschild, kế hoạch kích thích những kẻ đẩy chính phủ vào vòng xoáy của chiến tranh nhằm thu lợi. Kế hoạch này có thể chẳng bao giờ được diễn đạt bằng lời song những sự kích động mang tính tiềm thức và những đặc điểm cá nhân của giới tài phiệt lại kết hợp nhuần nhị với nhau nhằm giúp họ thực thi kế hoạch đó một cách hiệu quả. Chừng nào bộ máy ngân hàng trung ương còn tồn tại, chừng đó còn có những kẻ rình rập để biến đổi nợ thành chiến tranh vĩnh cửu hoặc biến chiến tranh vĩnh cửu thành nợ. Trong các chương sau, chúng ta sẽ lần theo những dấu vết đặc biệt của kế hoạch Rothschild, vì nó vẫn còn hiện diện trong cuộc sống ngày nay của chúng ta. Chương 12 Đánh chim tàu Lusitania Vai trò của JB Morgan trong việc cung cấp các khoản vay cho Anh và Pháp trong Thế chiến thứ nhất, khoản vay khó đòi, vì rõ ràng là Đức sẽ thắng. Con tàu Anh bị chìm và cái chết của các hành khách Mỹ như một mưa mẹo đẩy nước Mỹ vào vòng xoáy chiến tranh, việc sử dụng các khoản thuế của Mỹ để trả nợ. Nguyên nhân của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất thường gắn với việc ám sát hoàng tử nước áo Francis Ferdinand của áo Hungary, vụ ám sát do một kẻ theo chủ nghĩa dân tộc người Shakespeare thực hiện vào năm 1914. Đó là một sự sỉ nhục kinh khủng đối với áo nhưng không phải là nguyên nhân để nhấn chìm cả thế giới vào một cuộc chiến tranh có quy mô lớn gây tử vong cho hơn 10 triệu sinh mạng và thương vong cho 20 triệu người khác. Các em học sinh ở Mỹ được dạy rằng chú Sam bước vào cuộc chiến tranh nhằm giữ cho thế giới này được an toàn và dân chủ. Nhưng, như chúng ta sẽ thấy, tiếng trống chiến tranh của Hoa Kỳ được giống lên bởi những kẻ ít có mục đích mang tính ghi tâm. Từ nửa sau thế kỷ 18, kế hoạch Rothschild đã kiểm soát bầu không khí chính trị của châu Âu các dân tộc càng ngày càng đương đầu với nhau trong các cuộc tranh luận về biên giới lãnh thổ, các khu vực thuộc địa và các lộ trình thương mại. Cuộc chạy đua vũ trang đã được khởi động cho nhiều năm, các quân đội có quy mô lớn được tuyển mộ và huấn luyện, các liên minh quân sự được luyện tập cùng nhau, tất cả đều sẵn sàng cho cuộc chiến tranh. Việc ám sát Ferdinand cũng được coi là một trong những nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Nó chỉ là một mùi lửa châm ngòi cho khẩu thần công. Đầu tư trong chiến tranh Tình trạng cấp bách của cuộc chiến tranh ở châu Âu đã khiến Anh và Pháp ngập trong nợ nần. Khi các ngân hàng trung ương và các ngân hàng thương mại của từng nước không thể đáp ứng được nhu cầu cho vay, các chính phủ bị bao vây quay sang cầu viện người Mỹ và chọn gia tộc Morgan, một đối tác làm ăn của gia tộc Rothschild, làm nơi bấu víu để có thể bán công trái chính phủ cho gia tộc này. Phần lớn tiền bạc có được từ hình thức này nhanh chóng được chuyển sang Mỹ nhằm giành lấy các nguồn lực, nguyên liệu nhạy cảm của chiến tranh và morgan được chọn như là một đại diện thương mại của hoa kỳ cho các công việc này khoản hoa hồng được trả cho tất cả các khoản giao dịch ở cả hai phương diện một khi tiền được vay mượn và một khi nó được chi ra hơn nữa không ít công ty nhận hợp đồng sản xuất lại chính là những công ty hoặc là bị chi phối hoàn toàn bởi gia tộc morgan hoặc là nằm trong quỹ đạo kiểm soát của các ngân hàng dưới sự sắp đặt như vậy chẳng hề ngạc nhiên chúng ta cũng hiểu được rằng gia tộc morgan không quá nôn nóng để nhìn thấy chiến sự đang cận kề Thậm chí phần lớn đám đàn ông danh giá cũng có thể bị hư hỏng trước bằng sự cám dỗ chết người của dòng tiền mặt khổng lồ. Trong một bài viết vào năm 1919, nghĩa là chỉ vài tháng sau khi cuộc chiến tranh kết thúc, John Mooney đã viết rằng Không chỉ Anh và Pháp chi trả cho những khoản cung tiền bạc từ phố Wall mà họ còn thực hiện việc mua bán thông qua trung gian. Chắc chắn là gia tộc Morgan đã được chọn cho mục tiêu quan trọng này. Như vậy, chiến tranh đã mang lại cho phố Wall một vai trò hoàn toàn mới. Cho đến nay, Phố Ngô vẫn là trung tâm của nền tài chính thế giới và giờ đây nó trở thành trung tâm buôn bán lớn nhất thế giới. Hơn nữa, nhằm phục vụ mục tiêu bán cổ phiếu, trái phiếu chính phủ, tài trợ cho công cuộc xây dựng đường ray xe lửa và thực thi các mục tiêu khác của hệ thống ngân hàng trung ương, Phố Ngô bắt đầu kinh doanh cả đạn dược, đại bác, tàu ngầm, chăn màn, quần áo, giày dép, thịt hộp, bột mì và hàng ngàn danh mục hàng hóa khác cần thiết cho việc tiến hành một cuộc chiến tranh. Một Tiền bạc bắt đầu chảy vào từ tháng Giêng năm 1915 khi gia tộc Morgan ký hợp đồng với Hội đồng Quân sự và Hải quân Anh. Thật lạ kỳ, thương vụ mua bán đầu tiên lại là ngựa chiến và số tiền đề xuất là 12 triệu đô la. Nhưng đó chỉ là giọt nước đầu tiên trước khi trận đại hồng thủy ập đến. Tổng giá trị các thương vụ này đã lên tới con số thiên văn 3 tỷ đô la. Công ty của Morgan trở thành khách hàng lớn nhất trên trái đất với khoản chi tới 10 triệu đô la trên ngày. Các văn phòng của Morgan tại 23 phố Wall luôn trong tình trạng quá tải. Vì đám môi giới, hai nhà sản xuất kéo đến đông như kiến cỏ nhằm kiếm một vài thương vụ làm ăn. Ngân hàng phải thuê bảo vệ đứng canh ngày đêm tại nhà ông chủ. Mỗi tháng, Morgan điều khiển việc kinh doanh với khối lượng tương đương với tổng sản phẩm quốc dân của cả thế giới chỉ một thế hệ trước đó. Trong suốt tất cả những việc này, Morgan luôn tuyên bố một cách hùng hồn rằng ông ta là một người theo chủ nghĩa hòa bình. Không một ai có thể ghét chiến tranh hơn bản thân tôi, Ông ta đã nói như vậy với Ủy ban Cung ứng Đạn Dược của Thượng nghị viện Mỹ. Tuy nhiên, những người trung thực trong giới này đã không chấp nhận kiểu hành xử này của Morgan. Lawson nhận xét. Khoản vay trị giá 1.500 triệu đô la được ký vào mùa thu năm 1915 đã mang lại cho nhóm tài phiệt ngân hàng. Đương nhiên Morgan là ông trùm trong nhóm họ một khoản lợi nhuận rồng là 9 triệu đô la. Lại nữa, vào năm 1917, chính phủ Pháp đã trả cho ngân hàng Morgan và các ngân hàng nát 1,5 triệu đô la hoa hồng và một năm sau lại trả thêm một triệu đô la tiền hoa hồng nữa. Bên cạnh lợi nhuận từ việc cho vay, gia tộc Morgan còn có một nguồn lợi nhuận khác nữa, buôn bán chứng khoán Mỹ với các nước đồng minh đã đầu hàng để thuyết phục họ mua vũ khí của Mỹ. Ước tính rằng, trong cuộc chiến tranh này, khoảng 2.000 triệu, 2 tỷ, đô la đã được vận hành theo cách này thông qua bàn tay đạo diễn của Morgan. Thậm chí, nếu khoản tiền hoa hồng quá nhỏ các giao dịch có giá trị như đã nói vẫn mang lại cho ông ta tầm ảnh hưởng đối với thị trường chứng khoán và đó mới là lợi thế thực sự. Lòng căm thù của Morgan đối với chiến tranh không ngăn cản được ông ta, công dân của một quốc gia trung lập, khỏi việc cung cấp các nguồn lực cho các bên tham chiến với 4.4 triệu khẩu súng trường trị giá 194 triệu đô la. Lợi nhuận thu được là để đền bù cho lòng căm hận của ông ta đối với chiến tranh ở một mức độ nào đó. Theo tính toán của bản thân, với tư cách là đại diện của chính phủ Anh và Pháp, Morgan, đã nhận được khoản hoa hồng 1% trên đơn hàng tổng trị giá 3 tỷ đô la. Như vậy, ông ta đã đút túi chừng 30 triệu đô la. Bên cạnh hai quốc gia chủ chốt này, Morgan, còn đại diện cho Nga, ông ta đã kiếm được 412 triệu đô la từ việc này, cho Ý và Canada, con số không được tiết lộ. Dì B. Morgan và một số cộng sự của ông ta trong ngân hàng chính là những cổ đông của các công ty. Những công ty chỉ quan tâm đến việc tạo ra lợi nhuận từ các đơn hàng mà ông ta có được với họ thật ngạc nhiên là tổ chức mua bán trung tâm lại được giao phó cho một đơn vị vừa đá bóng vừa thổi còi tàu ngầm đức gần như luôn chiến thắng trong chiến tranh tuy thế vẫn có một lớp mây đen bao phủ phố wall kể từ khi cuộc chiến tranh bắt đầu và diễn ra theo tình thế bất lợi cho các nước đồng minh thời gian trôi đi cùng với việc xem xét lịch sử thật dễ dàng để quên đi một điều rằng đức và phe liên minh trung tâm central powers hay còn gọi là liên minh ba nước bao gồm đế quốc đức đế chế Áo Hung và Ý hầu như luôn chiến thắng trong cuộc chiến trước khi Hoa Kỳ gia nhập vào. Sở hữu một hạm đội nhỏ bao gồm các loại tàu ngầm mới, Đức là nước có khả năng cắt đứt nguồn hỗ trợ của bên ngoài đối với Anh và các đồng minh của Anh. Quả là một kỳ công đáng ngạc nhiên và điều này đã thay đổi vĩnh viễn khái niệm về cuộc thủy chiến. Đức có tổng cộng 21 tàu ngầm, nhưng vì chúng cần phải được sửa chữa và bảo dưỡng, nên chỉ có tối đa 7 chiếc tham gia đánh trận trên biển. Từ năm 1914 đến 1918, tàu ngầm Đức đã đánh chìm hơn 5.700 tàu địch. Mỗi tuần có 300.000 tấn tàu của phe đồng minh bị đánh chìm xuống đáy biển. Cứ bốn tàu chạy bằng hơi nước nhổ neo từ quần đảo Anh, thì có một tàu không có cơ hội quay trở về đất liền. Trong những năm sau này, Arthur Balfour, thư ký ngoại vụ Anh viết rằng, lúc đó, dường như chúng ta đang cận kề với sự thất bại. 4. Trong cuốn Woodrow Wilson and World War I, Woodrow Wilson và Chiến tranh Thế giới thứ nhất, Robert Ferrell kết luận, Phe đồng minh đã tiến gần tới bờ vực của thảm họa với một chỗ bấu víu duy nhất là Đức. Năm, còn trong cuốn hồi ký của mình, William McAdoo, thư ký kho bạc thời bấy giờ, đồng thời là con rể của Wilson, viết rằng Khắp bờ biển là sự khiếp nhược của quân Anh sự khiếp nhược đã làm trầm trọng thêm thảm họa sắp ụp xuống. Đó là nỗi sợ hãi có cơ sở, rằng Anh có thể buộc phải đầu hàng một cách nhục nhã. Ngày 27 tháng 4 năm 1917, Đại sứ Walter H. Hedge đã gửi một báo cáo mật cho Tổng thống với thông tin rằng không còn đủ nguồn thực phẩm để tiếp tế cho dân chúng trên quần đảo Anh trong 6 tuần hoặc 2 tháng. Trong những hoàn cảnh này, điều đó đã trở thành bất khả thi đối với Morgan nhằm tìm kiếm khách hàng mới chịu mua trái phiếu của các quốc gia thuộc phe đồng minh tham chiến, cũng chẳng thể tìm kiếm khách hàng mới cho việc chuyển nợ thành mức lãi suất cố định hay bổ sung các trái phiếu cũ đã đến hạn thanh toán lãi suất và đối mặt với khả năng vỡ nợ. Đây thực sự là điều trầm trọng nếu việc bán trái phiếu bị tạm ngưng các nhà tài phiệt sẽ không có tiền để tiếp tục việc mua bán các nguyên vật liệu phục vụ chiến tranh và cuối cùng là các khoản hoa hồng cũng sẽ không còn nữa ngoài ra nếu như trái phiếu đã được bán đi trước đó cũng có khả năng lâm vào tình trạng vỡ nợ nếu như anh và pháp buộc phải chấp nhận hòa bình theo các điều khoản mà đức đặt ra thì các nhà đầu tư sẽ có thể phải chịu những khoản thua lỗ khổng lồ có điều gì đó phải được thực hiện nhưng là điều gì robert ferrell bóng gió Giữa thập niên 30, Ủy ban Thượng nghị viện dưới sự chỉ đạo của Gerald B. Na của khu vực tiểu bang Bắc Dakota đã điều tra thương vụ cung cấp vũ khí trước năm 1917 và đưa ra một khả năng là bộ máy của Wilson phải tham gia vào cuộc chiến tranh bởi vì các nhà tài phiệt ngân hàng Mỹ cần phải bảo vệ các khoản vay của các nước đồng minh. Như William McAdoo đã đề cập đến trước đây rằng, đại sứ Mỹ tại Anh lúc bấy giờ chính là Walter Hines Page, một nhân vật ủy thác của quỹ Rockefeller, có tên gọi là Hội đồng Giáo dục Tổng hợp General Education Board và Ủy ban đặc biệt về điều tra ngành công nghiệp vũ khí, Nike Committee, đã cho thấy rằng, ngoài mức lương chính phủ mức lương, mà Tate luôn mồm kêu là không đủ cao ông ta còn nhận được khoản trợ cấp 25.000 đô la trên năm, vào năm 1917 thì đây quả là một khoản tiền rất lớn. Từ Cleveland Dodge, Chủ tịch National City Bank của Rockefeller, vào ngày 15 tháng 3 năm 1917, Đại sứ Tate gửi một bức điện tới Quốc vụ Viện trình bày tình trạng khủng hoảng tài chính ở Anh, khi các nguồn lực tài chính mới đã cạn kiệt theo ông ta cách duy nhất để duy trì cuộc chiến tranh là kiếm được khoản trợ cấp trực tiếp từ kho bạc hoa kỳ nhưng vì điều này có thể vi phạm điều khoản trung lập của mình hoa kỳ buộc phải từ bỏ sự trung lập này và gia nhập vào cuộc chiến ông ta nói rằng tôi cho rằng áp lực của cuộc khủng hoảng cận kề đã vượt ra khỏi khả năng của đại diện tài chính của morgan đối với các chính phủ anh và pháp sự giúp đỡ vĩ đại nhất mà chúng ta có thể trao cho phe đồng minh có thể là khoản tín dụng trừ khi chúng ta liên minh với đức để tham chiến chắc chắn chính phủ của chúng ta sẽ không thể tài trợ trực tiếp các khoản tín dụng này nhóm morgan đã cho lưu hành một tỷ rưỡi đô la tiền cho vay cho chính phủ anh và pháp nhận ra rằng nguồn của cải của chiến tranh đang quay lưng chống lại mình các nhà đầu tư phải đối mặt với mối đe dọa từ các khoản thua lỗ như ferdinand lambert quan sát cùng với việc giải thoát nguồn tài sản của các công dân mỹ khỏi tình thế nguy hiểm việc tuyên bố chiến tranh do hoa kỳ khởi xướng cũng đã mở ra một viễn cảnh mới về lợi nhuận Đại tá House Một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất thời bấy giờ chính là Đại tá Edward Mando House, cố vấn riêng của Woodrow Wilson và sau này là gia tộc Franklin Delano Roosevelt. Người đàn ông này có mối quan hệ gần gũi với cả gia tộc Morgan lẫn các gia tộc khác trong ngành ngân hàng tại châu Âu. Ông ta đã có nhiều năm theo học phổ thông tại Anh và trong những năm sau đó, kết thân với các thành viên nổi trội của hội Forbien, Fabian Society một tổ chức trí thức tại Anh. Hơn nữa, ông ta là một nhân vật giàu có. Phần lớn tài sản của ông ta có được là từ cuộc nội chiến 1861 đến 1865. Thân phụ của ông ta, Thomas William House, đóng vai trò như một đại diện thân tín của Hoa Kỳ đối với các quyền lợi ngầm trong lĩnh vực ngân hàng tại London. Ông ta được coi là đại diện của gia tộc Rothschild. Mặc dù sinh sống ở Houston, bang Texas, người đàn ông này mong muốn con trai mình hiểu biết và phụng sự nước Anh. Ông ta là một trong số các công dân của Liên minh các tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ State, và là nhân vật nổi lên từ cuộc nội chiến với khối tài sản khổng lồ có một điều mà ai cũng biết là đại tá house chính là người bầu chọn wilson như một ứng viên cho vị trí tổng thống và là người được wilson cất nhắc bổ nhiệm 10. ông ta trở thành người bạn tâm phúc của wilson và tổng thống đã tự thú nhận rằng mình phụ thuộc vào ông ta khá nhiều để có được những lời tư vấn góp ý không ít các vị trí quan trọng trong nội các của wilson được chính house lựa chọn cùng với wilson thậm chí ông ta đã thiết lập nội quy riêng về giao tiếp để có thể tự do trao đổi qua điện thoại bản thân tổng thống đã viết rằng ngài house chính là cánh tay đắc lực của tôi ông là hiện thân của tôi ý nghĩ của ông cũng chính là ý nghĩ của tôi george virid một chuyên gia viết tiểu sử của đại tá house đã nói rằng house đã có được sự tín nhiệm của texas mặc dù là người khá kín đáo nhưng ông ta là nhân vật quan trọng nhất có khả năng bổ nhiệm hoặc không bổ nhiệm các vị trí thủ lĩnh của bang texas House chọn Wilson vì đánh giá người này như một ứng viên sáng giá nhất. Trong suốt 7 năm liền, đại tá House được coi như một bản sao của Woodrow Wilson. Trong 6 năm trời, ông ta tham gia mọi việc cùng Wilson, ngoại trừ chức thẩm phán. Trong 6 năm trời, hai văn phòng ở tòa nhà phía đông, North Wing, của Nhà Trắng hoàn toàn tùy ý ông ta sử dụng. Cũng chính House đã lập danh sách các ứng cử viên cho nội các chính phủ trình bày rõ ràng và chính xác các chính sách đầu tiên của chính phủ và gần như điều khiển các công việc ngoại giao của Hoa Kỳ. Quả thực, chúng ta đã có hai vị tổng thống cho một vị trí. Một vị đại sứ xuất sắc có thể trò chuyện ngang hàng với các bậc vua chúa. Ông ta chính là vị tổng tư lệnh tinh thần cho chính phủ và là vị thuyền trưởng chèo lái con thuyền của đất nước. Thỏa thuận bí mật nhằm đẩy Hoa Kỳ vào vòng xoáy chiến tranh. Khi cuộc bầu cử tổng thống cận kề đối với nhiệm kỳ 2 của Wilson, Đại tá House bắt đầu tham gia vào các cuộc đàm phán bí mật với William Wiseman, người gắn bó với đại sứ quán Anh tại Washington và đóng vai trò như là một nhân vật trung gian bí mật giữa Đại tá House và văn phòng ngoại vụ Anh. Charles Simmel viết giữa Đại tá House và Wiseman, có không ít bí mật chính trị. Điều này đã khiến cho William Jennings Bryan, bộ trưởng bộ ngoại giao cảm thấy lo lắng. Bà Bryan, đồng tác giả cuốn tự truyện của chồng, đã viết rằng: Trong khi Bryan đảm đương trọng trách của một bộ trưởng bộ ngoại giao, thì lại xảy ra những điều ông tiếng ve xung quanh mối quan hệ mơ ám giữa đại tá Hoss và tổng thống cùng các chuyến vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài. Những điều không được báo cáo với bộ trưởng bộ ngoại giao Brian, tổng thống đã bí mật liên hệ với các chính phủ nước ngoài. Vậy mục đích của các cuộc thương thảo này là gì? Không gì hơn là thực thi các cách thức để từ đó Hoa Kỳ có thể được tham gia vào cuộc chiến tranh. virus giải thích. Mười tháng trước khi cuộc bầu cử diễn ra vào năm 1916 cuộc bầu cử mà Wilson là người chiến thắng khi tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai của mình ở Nhà Trắng, vì ông ta đã không cho phép chúng ta tham dự vào cuộc chiến tranh, thay mặt Wilson, đại tá House đã bí mật thương thảo với Anh và Pháp với lời cam kết danh dự cho phép Hoa Kỳ can thiệp vào cuộc chiến nhân danh phe đồng minh. Ngày 9 tháng 3 năm 1916, Woodrow Wilson chính thức phê chuẩn cam kết này. Nếu như đến được tay người dân Mỹ trước khi cuộc bầu cử diễn ra, thì những lời gợi ý bóng gió trong các cuộc đàm phán giữa đại tá House và các nhà lãnh đạo chính phủ Anh, Pháp có thể đã khiến dân chúng đột ngột thay đổi ý kiến và quan điểm của mình. Nhờ cuộc đàm phán này và các cuộc thảo luận khác với Edward Grey người đã nuôi dưỡng và phát triển hiệp ước bí mật Secret Treaty, hiệp ước không được Thượng nghị viện Hoa Kỳ thông qua mà Woodrow Wilson và House đã trói buộc Hoa Kỳ vào cổ xe của khối hiệp ước Entente. Sau khi chiến tranh kết thúc, nội dung của bản thỏa thuận đã bị rò rỉ ra ngoài. Gray là người đầu tiên ngồi lê đôi mắt, thế thảo luận chi tiết Đại tá Hoss kể lại sự tình. C. Hartley Gretton kể lại chi tiết trong cuốn sách của mình vì sao chúng ta tham chiến. Mike Wefford. Nhưng, vì một nguyên nhân khó hiểu mà ý nghĩa to lớn của sự khám phá này sẽ chẳng bao giờ có thể ăn sâu vào nhận thức của người dân Mỹ. Các điều kiện cơ bản của thỏa thuận là chính phủ Hoa Kỳ có thể đề xuất nhằm thỏa thuận một giải pháp thiết lập hòa bình giữa Đức và phe đồng minh và đưa ra một đề xuất đặc biệt với các điều kiện cho giải pháp thiết lập hòa bình này. Nếu một trong hai bên từ chối chấp nhận đề xuất này, Hoa Kỳ sẽ tham gia vào cuộc chiến như là một đồng minh của bên kia. Thêm chút chính là các điều kiện của bản đề xuất được phát thảo cẩn thận chi tiết để Đức không thể chấp nhận các điều khoản này. Như vậy, đối với thế giới, điều này trông có vẻ như Đức chịu trách nhiệm về mọi sai lầm và Hoa Kỳ là quốc gia nhân đạo. Như vị đại sứ Page nhận xét trong giác thư của mình ngày 9 tháng 2 năm 1916. House là người có ý tưởng về việc đưa Hoa Kỳ can thiệp vào cuộc chiến. Kế hoạch đầu tiên của House là ông ta cùng với tôi và nhóm nội các chính phủ Anh, Cre, Asquith, Lloyd George Redding, V, VV, sẽ thảo ra một chương trình hòa bình điều mà phe đồng minh có thể sẽ chấp nhận, điều sẽ khó được Đức chấp thuận, và rằng Tổng thống sẽ tiếp nhận chương trình này và trình bày cho cả hai bên tham chiến hiểu, bên nào khước từ sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc tiếp tục chiến tranh. Đương nhiên, nhược điểm tai hại của sơ đồ trước đó là chúng ta sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của chiến tranh. Bên ngoài, có vẻ là nghịch lý rằng Wilson vốn là một người theo chủ nghĩa hòa bình, giờ đây không tham gia vào thỏa thuận bí mật với các thế lực nước ngoài, nhằm lôi kéo Hoa Kỳ tham chiến điều mà quốc gia này có thể dễ dàng tránh được. Điều cốt yếu đã để lộ bí mật này là Wilson cũng chính là một người theo chủ nghĩa quốc tế. Một trong những mối ràng buộc chặt chẽ nhất giữa House và Wilson chính là mong muốn chung về một chính phủ thế giới. Cả hai đều nhận ra một điều rằng người Mỹ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một khái niệm như thế trừ khi có các tình tiết giảm nhẹ. Họ lập luận rằng cuộc chiến tranh đẫm máu kéo dài có thể chỉ là một sự kiện có tác động quan trọng đối với tư duy của người dân Mỹ trong việc chấp nhận mất chủ quyền quốc gia, đặc biệt nếu như điều này được kết hợp với lời hứa chấm dứt mọi cuộc chiến trong tương lai. Wilson cũng biết rằng, nếu Hoa Kỳ tham chiến đủ sớm nhằm tạo ra sự khác biệt lớn trên cục diện chiến trường, và nếu như những khoản tiền khổng lồ của Mỹ có thể được mang đi cho các quốc gia phe đồng minh vay, ông ta sẽ tại vị sau khi cuộc chiến kết thúc nhằm tuyên bố các điều khoản hòa bình. Ông ta viết cho Đại tá house rằng, Anh và Pháp không có cùng quan điểm đối với vấn đề hòa bình như chúng ta. Khi cuộc chiến kết thúc, chúng ta có thể buộc họ tuân theo cách nghĩ của chúng ta, bởi vì vào lúc đó, số phận của họ sẽ do chúng ta định đoạt. 18. Và Wilson đã chịu đựng tình trạng cảm xúc lẫn lộn này, vì chính ông ta là kẻ bày mưu hiến kế chiến tranh như một điều không muốn, nhưng phải chấp nhận, nhằm mang lại những gì mà ông ta nhận thức được như một lợi ích tối thượng của chính phủ thế giới. Với năm 1917 đang đến, trong từng lời phát biểu trước công chúng, Tổng thống đã gieo vào đầu mọi người ý nghĩ về một cuộc chiến tranh và chính phủ thế giới. Trong một báo cáo điển hình được thực hiện vào tháng 3 năm đó, ông ta đã nói rằng các sự kiện bi thảm của 30 tháng hỗn loạn khoảng thời gian mà chúng ta đã trải qua đã biến chúng ta trở thành những công dân của thế giới. Chúng ta đã không có con đường thoái lui. Vận mệnh của chúng ta và vận mệnh của dân tộc đã gắn vào đây, và hoặc là chúng ta có điều đó, hoặc không, chứ không thể có con đường nào khác đây cũng là khoảng thời gian mà wilson triệu tập các vị lãnh đạo của đảng dân chủ của quốc hội hoa kỳ tới dùng bữa sáng kết hợp hội họp ở nhà trắng ông ta nói với họ rằng bất chấp cảm nghĩ của công chúng có khá nhiều lý do xác đáng đối với đất nước để tham gia vào cuộc chiến tranh và ông ta yêu cầu họ giúp đỡ mình bán kế hoạch này cho quốc hội và các cử tri harry M. burns cho biết những nhân vật này phản đối chiến tranh và vì thế đã bác bỏ đề xuất trong giận dữ wilson biết rằng đây là thời điểm xấu để chia rẽ trong chừng mực nào đó trước khi cuộc bầu cử diễn ra, và ông ta đã ngưng thảo luận vấn đề này với đại tá House, lập ra một nhóm những người theo chủ nghĩa hòa bình cho chiến dịch sắp tới. Martin Green, thủ hiến thành phố New York và thượng nghị sĩ Ali James của Kentucky được phái tới tham gia vào hội nghị ở Street. Louis, để diễn thuyết về các vấn đề quan trọng, những vấn đề được đưa ra dựa trên khẩu hiệu, ông ta sẽ bảo vệ chúng ta khỏi chiến tranh. Trước lễ tấn phong lần hai của Wilson, Người Đức đã làm lợi cho ông ta bằng việc thông báo khả năng tiếp tục của cuộc chiến tàu ngầm. Đây là vận may cho Anh và các nhà tài phiệt ngân hàng, vì người Đức đã thực hiện một sai lầm ngớ ngẩn khi Vương quốc Anh rút khoản tín dụng Mỹ trị giá 450 triệu đô la và các nhà tài phiệt đã gặp rắc rối trong việc luân chuyển các khoản cho vay cá nhân khổng lồ. Giờ đây cần thiết phải chuyển gánh nặng tài trợ cho phe hiệp ước Entente sang cho bộ tài chính, thuyết phục người Mỹ tham chiến thông qua các thỏa thuận bí mật và thủ đoạn quỷ quyệt. Hoa Kỳ đã bị kéo vào vòng xoáy chiến tranh, nhưng các nhà nghiên cứu chính trị và tiền tệ đã nhận ra rằng có điều gì đó phải được thực hiện nhằm thay đổi quan điểm của công chúng. Vậy làm thế nào để thực hiện được điều này? Việc giám sát của phố Wall đối với các mạng quan trọng của truyền thông là rất đáng kể. George Wheeler cho rằng, xung quanh khoảng thời gian này, công ty của Morgan đã chọn ra các nhà điều hành xuất sắc cho nhà xuất bản đang gặp nhiều rắc rối về tài chính là Harper và Brothers. Trong lĩnh vực báo chí, ở thời điểm này, Pippa Morgan đang kiểm soát rất hiệu quả tờ New York Sun, Boston News Bureau, tạp chí Barron và The Wall Street Journal. Ngày 9 tháng 2 năm 1917, đại diện Calloway từ Texas đã phát biểu ý kiến tại quốc hội với sự hiểu biết sâu sắc. Ông ta nói, tháng 3 năm 1915, các quyền lợi của J.P. Morgan như quyền lợi trong ngành công nghiệp thép, đóng tàu hay kinh doanh vũ khí. Và các công ty con của ông Trùm này đã có được 12 nhân vật cao cấp của làng báo chí xuất bản và tuyển dụng họ nhằm chọn ra những tờ báo có ảnh hưởng nhất tại Hoa Kỳ và giám sát chính sách truyền thông hàng ngày. Đó là một công việc cần thiết đối với họ để giám sát 25 tờ báo có ảnh hưởng nhất lúc bấy giờ. Và họ đã đạt được thỏa thuận, chính sách về báo chí đã được thông qua. Biên tập viên được cung cấp cho từng tờ báo nhằm giám sát một cách hợp thức các tờ báo này và biên tập thông tin liên quan đến các vấn để chuẩn bị sẵn sàng, chủ nghĩa quân phiệt, các chính sách tài chính và các vấn đề khác ở tầm quốc gia và quốc tế những vấn đề được coi là cốt yếu đối với các quyền lợi của những kẻ tham gia vào việc mua bán này. Charles S. Mellon của New Haven Railroad đã điều trần trước quốc hội rằng riêng hệ thống đường ray xe lửa của gia tộc Morgan do ông ta phụ trách đã có tới hơn 1.000 biên tập viên báo của khu vực Tân Anh các lợi, New England, ăn Lương để phục vụ hệ thống này với tổng quỹ lương lên tới 400.000 đô la trên năm. Hệ thống đường ray xe lửa cũng đã nắm giữ nửa triệu đô la trái phiếu do Boston Herald phát hành, 23. Gia tộc Morgan còn kiểm soát hàng trăm công ty bổ sung hoặc các ngân hàng đầu tư khác. Ngoài ra, gia tộc Morgan cũng kiểm soát cả ngành công nghiệp quảng cáo. Trong bài viết của mình vào năm 1937, Lambert cho rằng tập đoàn JB Morgan tập trung nhiều hơn cho việc kiểm soát ngành công nghiệp quảng cáo và đó chính là điều đã buộc các tổ chức ngân hàng phải chú ý hơn đến tất cả các cảnh báo của các tờ báo. Việc kiểm soát truyền thông của Morgan vào thời điểm này được văn bản hóa cẩn thận và chi tiết. Trong phiên tòa diễn ra vào năm 1912 do Ủy ban đặc quyền bầu cử trực thuộc Thượng nghị viện chủ trì, điều này đã được phát hiện ra rằng Joseph Sibley từ Pennsylvania đã đóng vai trò như là nhân vật giữ tiền cho Rockefeller để chi cho các thượng nghị sĩ quốc hội khác. Một bức thư do Sibley viết vào năm 1905 và được gửi cho Rondé Osborne, một nhân vật trong công ty Standard Oil của Rockefeller, và là người cung cấp tiền bạc. Trong bức thư này, Sibley viết rằng, một tổ chức chuyên viết lách hiệu quả là cần thiết, không chỉ nhằm phục vụ công việc hàng ngày, mà còn là nhằm giám sát tình trạng hiện tại của Associated Press, hoặc các tổ chức tương tự. Việc thực hiện điều này cũng khá là tốn kém, nhưng suy cho cùng, thì cũng rất rẻ. Lundberg nhận xét tiếp gia tộc rockefeller đã ngay lập tức từ bỏ chính sách cũ của mình đối với việc sở hữu các tờ báo và tạp chí và giờ đây phụ thuộc vào các ấn phẩm của tất cả các phe phái nhằm phục vụ quyền lợi tốt nhất của mình trong việc đổi lại các nguồn lợi nhuận khác từ dầu khí và quảng cáo dưới tầm kiểm soát của rockefeller sau khối jb morgan khối rockefeller cũng đã bước xa khỏi các nhóm khác về mạng quảng cáo và khi một mình quảng cáo không hiệu quả nhằm đảm bảo cho sự trung thành của các tờ báo các công ty của gia tộc rockefeller đã được biết đến trong việc tạo ra các khoản thanh toán trực tiếp nhằm có được quan điểm thân thiện của giới biên tập viên vì thế không có gì là ngạc nhiên rằng đa số báo chí truyền thông quốc gia đặc biệt là ở miền đông bắt đầu phản đối lan mạ đức kịch liệt các biên tập viên trở nên có khả năng hùng biện về nghĩa vụ yêu nước của tất cả người dân mỹ nhằm bảo vệ nền dân chủ thế giới các cuộc diễu hành duyệt binh thể hiện sự chuẩn bị rầm rộ đã được tổ chức nhưng điều đó thôi là chưa đủ bất chấp các chiến dịch quy mô này người dân mỹ vẫn không hào hứng các cuộc trưng cầu dân ý được thực hiện vào thời gian này đã cho thấy dân chúng vẫn tiếp tục duy trì quan điểm đứng ngoài cuộc chiến tranh châu âu rõ ràng điều cần thiết là những gì mạnh mẽ quyết liệt và ấn tượng nhằm thay đổi quan điểm của dân chúng sự kiểm soát của gia tộc morgan đối với ngành vận tải biển ngân hàng không phải là lĩnh vực kinh doanh duy nhất mang lại cho gia tộc morgan những lợi ích tài chính khổng lồ sử dụng việc kiểm soát của mình đối với ngành đường sắt quốc gia như một đòn bẩy tài chính Morgan đã tạo ra một sự tín nhiệm mang tầm quốc tế đối với lĩnh vực vận tải biển bao gồm hai tuyến đường thủy lớn nhất của Đức và một trong hai tuyến vận tải biển quan trọng của Anh là The West Star Lines. Vào năm 1902, Morgan đã cố gắng để tiếp quản công ty đóng tàu thủy còn lại của Anh The Cunard Company, nhưng đã bị Bộ Hải quân Anh chặn đứng. Cơ quan này muốn giữ tuyến đường thủy này khỏi sự kiểm soát của các thế lực nước ngoài và các con tàu vận chuyển của Bộ Hải quân Anh có thể bị buộc phải phục vụ các mục đích của Hải quân Anh trong thời chiến. Con tàu Lusitania và Motenia đã được hãng tàu Cunard đóng và trở thành những tàu chiến cạnh tranh quan trọng của tập đoàn Morgan. Đây là một lời chú thích thú vị của lịch sử rằng, theo quan điểm của Morgan, con tàu Lusitania chỉ là đồ bỏ. John Trudeau giải thích. Pipon đã lập một kế hoạch cho việc xây dựng uy tín của các công ty Mỹ trong lĩnh vực vận tải biển điều có thể nâng nguyên tắc nhóm quyền lợi của ông ta tức là sự hợp tác giữa các đối thủ cạnh tranh trong một lĩnh vực lên mức độ toàn cầu. Ông ta đã tạo ra một đế chế vận tải biển tư nhân lớn nhất thế giới. Một kiến trúc sư quan trọng của hãng tàu Hamburg America Steamship Line là Albert Ballen, một hãng tàu lớn với hàng trăm con tàu và là hãng vận tải biển lớn nhất thế giới. Sau cuộc chiến bua, tổ hợp của Morgan và Cunard đã phát kiệt sức của nhau trong cuộc chiến giảm lợi nhuận. Như đã chỉ ra trước đó, Morgan vẫn tiếp tục là một đại diện thương mại chính thức của anh Ông ta chịu trách nhiệm mua bán tất cả các nguyên vật liệu phục vụ chiến tranh tại Hoa Kỳ đồng thời điều phối mãn vận tải biển. Theo chân gia tộc Rothschild, ông ta học rất nhanh các mánh kiếm chắc từ việc buôn lậu thời chiến. Colin Simpson, tác giả của cuốn The Lusitania, đã mô tả hoạt động này như sau. Trong suốt giai đoạn nước Mỹ thể hiện mình như một quốc gia trung lập, các quân nhân trong trang phục dân sự là những người làm việc cho gia tộc Morgan. Nhóm tổ hợp ngân hàng này đã nhanh chóng thiết lập hệ thống mê cung của các nhà xuất nhập khẩu hay các tài khoản ngân hàng giả mạo và tất cả các trò buôn lậu khác. Và cho dù họ đã lừa gạt được người Đức, thì ở đây vẫn còn một số sự kiện đặc biệt nghiêm túc khi khiến cho bộ hải quân và QNET trở nên lúng túng nhằm tránh đề cập đến các hành khách không may mắn trên các chuyến tàu đang vận chuyển đồ buôn lậu. Con tàu Lusitania Lusitania là một con tàu chở khách của anh thường di chuyển theo lộ trình giữa cảng Liverpool, New York và ngược lại. Con tàu này thuộc quyền quản lý của Cunard Company, một hãng tàu chính, và là đối thủ cạnh tranh của tập đoàn Morgan. Con tàu này rời bến cảng New York ngày 1 tháng 5 năm 1915 và bị đánh chìm bởi lực lượng tàu ngầm nước ngoài bờ biển Ireland 6 ngày sau đó. Trong số 1.195 người thiệt mạng trong vụ chìm tàu này, có 195 người Mỹ. Hơn tất cả các sự kiện khác lúc đó, đây là một sự kiện đã cung cấp cho các luật sư thời chiến cương lĩnh thuyết phục cho quan điểm của họ và điều này trở thành bước ngoặt nơi người Mỹ bắt đầu chấp nhận một cách bất đắc dĩ không phải sự cần thiết chiến tranh, mà là khả năng chắc chắn xảy ra chiến tranh. Sự kiện tàu Lusitania là con tàu khách đã bị làm cho sai lệch. Mặc dù nó được đóng như một con tàu chở khách hạng sang sông đặc thù xây dựng con tàu này được thiết kế bởi Bộ Hải quân Anh và bởi vậy mà nó có thể được chuyển đổi thành tàu chiến trong trường hợp cần thiết. Mỗi chi tiết từ mã lực của động cơ con tàu và hình dạng thân tàu cho đến các khu vực cất giữ đạn dược trên thực tế đều được thiết kế theo mô hình quân sự. Con tàu được đóng theo cách đặc biệt để có thể chở được 12 khẩu pháo cao xạ. Chi phí đóng những chi tiết đặc biệt này do chính phủ Anh chi trả. Thậm chí trong thời bình, nhóm thủy thủ đoàn cũng phải là các quân nhân hoặc thủy thủ đang phục vụ trong Hải quân Hoàng gia. Tháng 5 năm 1913, con tàu này được đưa về xưởng sửa chữa và được trang bị thêm vỏ bọc sắt và các phụ tùng khác. Những chiếc thang máy để vận chuyển đạn dược tới vị trí các khẩu cao xạ cũng đã được lắp đặt. 12 khẩu thần công được giao cho xưởng sửa chữa tàu. Tất cả những điều này được lưu giữ trong hồ sơ của Bảo tàng Hàng hải Quốc gia tại Greenwich của Anh. Dù vấn đề những khẩu cao xạ có được lắp đặt thực sự trong thời gian này hay không vẫn còn gây ra nhiều tranh cãi. Không có chứng cứ rằng chúng đã được lắp đặt trong thời gian này. Trong bất cứ sự kiện nào, vào ngày 17 tháng 9, con tàu lusitania hướng ra biển trong hoàn cảnh khốc liệt của cuộc chiến và nó đã được đăng ký trong hồ sơ của bộ hải quân anh như một con tàu quân sự của quân đội mỹ đi giúp phe đồng minh chứ không phải là một con tàu chở khách đơn thuần kể từ đó lusitania được nằm trong danh sách của tờ james fighting ships như một con tàu quân sự và trong tờ tạp chí của anh the naval annual nó được đánh giá như một con tàu buôn có vũ trang Việc sửa chữa con tàu là nhằm chuyển tất cả các tiện nghi phòng khách xuống bom thấp hơn sao cho nó trông giống một con tàu vận tải quân sự. Như vậy, Lusitania đã trở thành một trong những con tàu vận tải quan trọng nhất chuyên chở các nguyên vật liệu phục vụ chiến tranh kể cả đạn dược từ Hoa Kỳ sang Anh. Ngày 8 tháng 3 năm 1915, sau một số cuộc gọi dày đặc với các tàu ngầm Đức, thuyền trưởng Lusitania nộp đơn từ chức. Ông ta muốn đối mặt với các tàu ngầm nhưng không muốn chịu trách nhiệm đối với việc để hành khách lẫn lộn với đạn dược và hàng buôn lậu churchill dương bảy từ quan điểm của nước anh điềm báo về sự diệt vong đã trở nên rõ ràng trừ phi có thể bị cuốn vào vòng xoáy của chiến tranh hoa kỳ chính thức yêu cầu hòa giải thách thức là làm thế nào để người mỹ rời bỏ vị thế của mình ở cương vị một quốc gia trung lập cứng đầu cách thức để điều này được thực hiện chính là một trong những khía cạnh gây tranh cãi của cuộc chiến quả là một điều kỳ lạ đối với nhiều người rằng các nhà lãnh đạo anh có thể mưu tính một cách chủ ý nhằm phá hủy một trong những con tàu của chính mình với các công dân mỹ trên bông như một phương tiện nhằm lôi kéo mỹ vào cuộc chiến như một đồng minh một cách chắc chắn bất cứ ý tưởng nào cũng đơn thuần chỉ là sự tuyên truyền của đức trong một bài viết trên tờ national geographic robert ballers đã nói rằng trong ngày con tàu bị đánh chìm những người ủng hộ đức tại mỹ đã nắm bắt được thuyết âm mưu họ cho rằng bộ hải quân anh đã đặt lusitania vào tình thế thiệt hại một cách có chủ ý với hy vọng rằng con tàu này sẽ bị tấn công và vì thế sẽ lôi kéo được Hoa Kỳ vào cuộc chiến. Hãy thử nhìn nhận thuyết âm mưu ở cự ly gần hơn. Winston Churchill, Bộ trưởng Hải quân vào thời gian này đã nói rằng có nhiều thủ đoạn trong chiến tranh, thủ đoạn trong ngoại giao, trong tâm lý, thủ đoạn để đưa một đồng minh vào tham chiến được coi là hữu ích điều có thể giúp ta chiến thắng trong một trận đánh lớn. Thủ đoạn để giành được một điểm chiến lược quan trọng có thể được coi là ít có giá trị hơn so với thủ đoạn xoa dịu hoặc tỏ ra kính nể tính trung lập nguy hiểm. Thủ đoạn mà Jojo chọn được coi là đặc biệt tàn nhẫn. Dưới cái gọi là Cruiser Rules, những con tàu chiến của cả Anh lẫn Đức đã mang lại cho thủy thủ đoàn của các con tàu buôn của kẻ thù một cơ hội trốn xuống tàu cứu sinh trước khi con tàu bị chìm. Nhưng, vào tháng 10 năm 1914, Churchill ban bố một số chỉ thị với nội dung rằng các con tàu buôn của anh cần phải tuân thủ mệnh lệnh của tàu ngầm khi buộc phải dừng lại hai lục soát. Nếu có vũ khí, họ được cho là kẻ thù. Nếu không có vũ khí, họ đang muốn đâm thủng tàu ngầm. Kết quả tức thời của việc thay đổi này là nhằm buộc tàu ngầm Đức hoạt động dưới mặt biển để bảo vệ và đánh chìm các con tàu khác mà không cần phải cảnh cáo. Vì sao anh lại muốn làm những việc ngớ ngẩn như vậy, những việc có thể dẫn đến sự mất mát mạng sống của hàng nghìn thủy thủ của mình? Câu trả lời là điều này không phải là một hành động ngớ ngẩn. Đó là một chiến lược máu lạnh. Churchill kiêu hạnh nói. Biện pháp đối phó đầu tiên của anh biện pháp được thực hiện từ trách nhiệm của tôi là nhằm ngăn cản sự tấn công trên biển của người Đức. Tàu ngầm dưới biển buộc phải dựa vào việc tấn công dưới nước và như vậy làm tăng rủi ro khả năng đánh nhầm tàu trung lập của anh cũng như thủy thủ các tàu trung lập khác, từ đó kéo Đức vào cuộc chiến tranh với các cường quốc khác. 33 nhằm tạo ra khả năng con tàu bị chìm một cách ngẫu nhiên từ các cường quốc trung lập churchill đã chỉ thị cho các con tàu anh chuyển tên đề trên thân tàu và dương cờ của thế lực trung lập lên khi cập bến mà ở đây có nghĩa là cờ của hoa kỳ như một hành động khiêu khích hải quân anh đã được chỉ thị nhằm xử lý các thành viên thủy thủ đoàn của tàu ngầm đức bị bắt giữ những người sẽ không bị xử lý như các tù nhân chiến tranh mà là như kẻ phạm tội nghiêm trọng những kẻ sống sót nên bị coi là tù nhân hoặc xử bắn theo cách nào tiện nhất các chỉ thị khác những chỉ thị giờ đây là một phần gây lúng túng trong hồ sơ lưu trữ chính thức của ngành hải quân đều tàn nhẫn trong tất cả các hành động cờ trắng nên được đốt một cách nhanh chóng chiếc bẫy đã được sắp đặt bố trí một cách cẩn thận hải quân đức đã bị kích động vào vị thế của kẻ châm hỏa cho cuộc chiến và với các điều kiện này rõ ràng mạng sống của người mỹ sẽ bị đe dọa kho vũ khí nổi sau nhiều năm điều tra giờ đây có thể xác định được loại hàng hóa đã được chất lên chiếc tàu chiến lusitania trong chuyến hành trình cuối cùng của mình. Đó là 600 tấn Paraxelene, thường được gọi là bông thuốc nổ. 36. 6 triệu viên đạn, 1248 hòm đạn chì, cộng thêm số lượng vũ khí chưa xác định chứa đầy khoang ở bông dưới cùng của con tàu, hoặc các khu vực để hành lý, hoặc các lối đi dành cho khách của bông ép. Ngoài ra còn có nhiều tấn bơ, mỡ heo, lông thú và các mặt hàng khác được dán nhãn mát một cách ngụy tạo. Đó chính là những mặt hàng buôn lậu, nếu không phải là vũ khí phục vụ chiến tranh tất cả hàng hóa này đều được vận chuyển thông qua công ty của jb morgan nhưng không một hàng hóa nào trong số đó bị dân chúng nghi ngờ ngay cả những người dân mỹ không may mắn đã mua vé cho một chuyến hải trình đến với cái chết cái chết cho bản thân và cho gia đình người thân của mình như những con mồi trong một trò chơi tài chính ở mức độ cao và trò chơi chính trị ở mức độ thấp mang tính toàn cầu đại sứ đức ở washington đã biết rõ về bản chất của hàng hóa đang chất lên chiến hạm lusitania và đã gửi đơn kiện đến chính phủ hoa kỳ vì hầu như tất cả những điều đó đã vi phạm các hiệp ước quốc tế về sự trung lập, sự phản hồi từ chính phủ Mỹ là hoàn toàn phủ nhận về con tàu này. Nhận thấy nội các của Wilson đang ngầm chấp thuận việc gửi hàng này, đại sứ quán Đức đã cố gắng một lần cuối cùng để ngăn ngừa thảm họa. Đại sứ quán Đức đã cho đăng quảng cáo trên các tờ báo của bờ Đông, bao gồm cả những tờ báo của New York City, với lời cảnh báo người dân Mỹ không mua vé lên tàu Lusitania mẫu quảng cáo đã được thanh toán trước và yêu cầu được bố trí trong chuyên trang về du lịch của các tờ báo một tuần trước khi con tàu nhổ neo những thông tin cảnh báo này được lưu giữ như sau thông báo các hành khách du lịch có ý định tham gia chuyến hải trình atlantic nên lưu ý đến tình trạng chiến tranh hiện hành giữa đức cùng các đồng minh của mình và anh cùng các nước đồng minh của anh lưu ý đến vùng chiến sự bao gồm các vùng biển gần với british isles rằng theo thông báo chính thức được đưa ra bởi chính phủ hoàng gia đức các con tàu dương cờ Anh hoặc bất cứ cờ của quốc gia đồng minh nào đều có khả năng bị phá hủy trên các vùng biển đó và các hành khách đi lại bằng tàu của Anh hoặc các nước đồng minh của Anh trong khu vực chiến sự xảy ra sẽ đối mặt với rủi ro của bản thân. Đại sứ quán Hoàng gia Đức Washington, DC, ngày 22 tháng 4 năm 1915 Mặc dù mẫu quảng cáo nằm trong tay các tờ báo đúng hạn để kịp thời hạn như yêu cầu, song Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn can thiệp vào khi làm tăng nỗi ám ảnh về nguy cơ bị kiện vì tội phỉ bán, đã khiến cho các nhà xuất bản lo sợ không dám in mẫu quảng cáo nếu chưa được các luật sư của Bộ Ngoại giao làm rõ. Trong khoảng 50 tờ báo, chỉ có tờ Des Register đăng mẫu quảng cáo trong ngày được yêu cầu. Những gì xảy ra tiếp đó được mô tả bởi Simpson. Vào ngày 26 tháng 4, George Virid, biên tập viên của một tờ báo do Đức sở hữu và là người thay mặt Đại sứ Quán Đức đã đăng quảng cáo trên các tờ báo, đã hỏi Bộ Ngoại giao vì sao quảng cáo của ông ta không được đăng lên. Cuối cùng, ông ta say sở để giành được cuộc phỏng vấn với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là William Jennings Bryan và chỉ cho ông ta thấy là trong tất cả các chuyến hải trình thời chiến, con tàu Lusitania đều vận chuyển vũ khí. Virus trưng ra các bản sao danh sách hàng hóa kê khai trên tàu những tài liệu được công khai trong cuộc điều tra. Điều quan trọng hơn, ông ta thông báo cho Brian biết rằng không dưới 6 triệu viên đạn đã được vận chuyển trên con tàu Lusitania vào ngày thứ Sáu sau đó và có thể được xem như đã được chuyển đi trên cầu tàu số 54. Brian bốc điện thoại lên và gọi cho tòa soạn chịu trách nhiệm cho việc đăng quảng cáo. Ông ta hứa với virus rằng mình có thể ráng sức để thuyết phục Tổng thống cảnh báo người Mỹ không nên mua vé lên tàu. Nhưng lời cảnh báo đó đã không được Tổng thống đưa ra. Chỉ có một điều chắc chắn là Tổng thống Wilson đã được thông báo về tính chất của loại hàng hóa trên tàu Lusitania này. Ông ta không làm gì cả, nhưng đã phải thừa nhận về cái ngày mình được thông báo về sự cố chim tàu điều biết trước này, đã khiến ông ta nhiều đêm mất ngủ. Thoạt nghe thì dường như Wilson là một người theo chủ nghĩa hòa bình, nhưng hoàn toàn không phải là một người làm chủ số mệnh của mình. Ông ta là một giáo sư giảng dạy tại Đại học Princeton, một người sùng bái chủ nghĩa quốc tế và mơ ước về việc tạo nên một chính phủ thế giới và mở ra một thiên niên kỷ của hòa bình cho nhân loại. Nhưng ông ta nhận ra rằng mình đang lệ thuộc vào những nhân vật đầy tham vọng và đầy mánh khóe chính trị cùng các nguồn lực tài chính hùng mạnh. Phản đối những nguồn lực này, ông ta có thể làm bất cứ điều gì nhưng lại bất lực trong hành động và đây là lý do xác đáng để tin rằng trong thâm tâm, ông ta đã phải chịu đựng nhiều sự kiện mà bản thân đã từng tham gia. Chúng ta có thể lên án người đàn ông này kẻ đã cố ý khước từ việc cảnh báo các thần dân của mình trong hoàn cảnh nguy hiểm đến tính mạng và đã khiến 195 công dân của đất nước mình bị chôn vùi dưới đáy biển chúng ta cũng có thể muốn biết làm thế nào mà người đàn ông này có thể đạo đức giả đến thế khi quy tội người Đức vì hành động này và rồi sau đó lại cố che giấu sự thật bằng cách ngăn cản người dân Mỹ tìm hiểu sự thật. Thật là ngạc nhiên nếu như ông ta chỉ thấy băn khoăn trong mấy giờ đồng hồ mất ngủ. Chuyến hải trình cuối cùng. Trong khi Morgan và Wilson đang sắp đặt một giai đoạn nguy hiểm cho phía Mỹ trong chuyến hải trình đại Tây Dương, Churchill lại phụ trách phần việc của mình cho phía châu Âu. Khi Lusitania rời cảng New York vào ngày 1 tháng 5, Lusitania được chỉ thị phải gặp Juno, tàu khu trục anh ngoài khơi biển Ireland, để có thể được yểm trợ về hải quân khi tiến vào vùng biển của kẻ địch. Tuy nhiên, khi tiến đến điểm gặp tàu khu trục, Lusitania lại không thấy đối tác của mình, và thuyền trưởng của con tàu đã giả định rằng cả hai tàu đã mất liên lạc vì lý do sương mù dày đặc. Trên thực tế, tàu khu trục Juno đánh tín hiệu liên lạc và rồi đã nhận được chỉ thị phải quay trở về Queenstown. Và điều này đã được thực hiện với sự chắc chắn rằng Lusitania đã đi thẳng vào khu vực đã định, nơi tàu ngầm Đức đang hoạt động. Để mọi việc trở nên tồi tệ hơn, Lusitania nhận được chỉ thị giảm bớt việc sử dụng than không phải với lý do thiếu nguyên liệu này, mà vì điều này sẽ giúp tiết kiệm hơn. Con tàu được yêu cầu phải ngưng bốn đầu máy và hậu quả là chỉ hoạt động được 75% tốc độ cho phép dưới mặt nước. Khi Lusitania tiến vào vùng biển của đối phương, hầu như ai cũng biết rằng con tàu này đang đi vào khu vực nguy hiểm. Các tờ báo ở London đã trở nên sôi nổi hẳn với câu chuyện về những lời cảnh báo của Đức và vụ chìm tàu vừa xảy ra. Trong phòng bản đồ của Bộ Hải quân Anh, Churchill đang lạnh lùng điều khiển mọi việc. Những nét bút khoanh tròn khu vực mà hai con tàu bị đánh chìm bằng ngư lôi ngày hôm trước. Một vòng tròn cho thấy khu vực mà tàu ngầm Đức chắc chắn đang hoạt động. Một bề mặt phẳng lớn hiển thị con tàu Lusitania đang đi qua khu vực Hải lý thứ 19 và thẳng tới vòng tròn. Đúng là không thể làm gì để cứu con tàu này đô đốc cốt của vùng Quisnax đang được huấn thị đại khái để bảo vệ con tàu với mọi cố gắng, nhưng ông ta đã không có phương tiện để thực hiện điều này. Và trên thực tế, không một ai băn khoăn ấy nấy nhằm cảnh báo cho thuyền trưởng tàu Lusitania rằng cuộc gặp gỡ giữa tàu Lusitania và tàu khu trục Juno đã bị hủy bỏ. Một trong các chuyên gia hiện diện trong phòng bản đồ trong cái ngày định mệnh đó là Trung tá Joseph Canrevi, người đã gọi cho Jocho nhằm đệ trình một văn bản về những gì có thể xảy ra từ khía cạnh chính trị sau vụ tàu Lusitania bị đánh chìm với các hành khách người Mỹ trên bông. Ông ta đã rời phòng bản đồ trong sự căm phẫn vì lời nhạo báng của cấp trên. Vào năm 1927, trong cuốn sách của mình, The Freedom of the Seas, Tự do trên biển, ông ta đã viết những dòng sau mà không cần bình luận. Tàu Lusitania đã bị chỉ thị đi chậm lại so với vận tốc cho phép vào vùng biển tàu ngầm Đức đang đợi mà không có tàu khu trục hộ tống đi kèm có lẽ chẳng cần thêm lời bình luận nào cho sự kiện này. trong lúc này, đại tá House đang ở Anh và vào ngày con tàu Lusitania bị đánh chìm, ông ta được thiết kế để gặp vua George năm. đi cùng với ông ta là ngày Edward Grey và trên đường đi, Edward đã hỏi đại tá House rằng Mỹ sẽ làm gì nếu người Đức đánh chìm tàu vận tải với các hành khách người Mỹ trên bông như cuốn nhật ký của đại tá House cho thấy, House đã trả lời rằng tôi nói với ông ta, Edward, nếu việc này được thực hiện ngọn lửa của lòng căm phẫn sẽ lướt khắp nước Mỹ và điều này có thể sẽ kéo chúng ta vào một cuộc chiến tranh. Một lần ở Điện Buckingham, vui George đã đề cập đến vấn đề này và thậm chí còn nói về mục tiêu có thể. Ông nói, tôi nghĩ là chắc họ đánh chìm con tàu Lusitania với các hành khách người Mỹ trên bông. Vụ nổ kinh hoàng, âm ti dưới đáy biển. Bốn giờ đồng hồ sau cuộc trò chuyện này, ngọn khói đen từ con tàu Lusitania đã được phát hiện ra phía chân trời qua kính viễn vọng của tàu ngầm Đức, U-20, con tàu rơi thẳng theo hướng tàu ngầm đức cho phép nó mở hết ga và chìm xuống. Ngư lôi đã tấn công vào mạng phải con tàu ở dưới mực nước biển 30 mét. Ngư lôi thứ hai đã sẵn sàng, nhưng không cần thiết. Ngay sau tiếng nổ, khi va đụng là tiếng nổ khủng khiếp thứ hai tiếng nổ đã nhấn chìm cả con tàu xuống đáy biển. Lusitania, một trong những con tàu lớn nhất được đóng thời bấy giờ, đã chìm nghiệm trong vòng 18 phút những người sống sót trong số thủy thủ đoàn những người đang làm việc trong phòng đầu máy khi vụ tấn công xảy ra đã chứng thực rằng bốn đầu máy của tàu đã không làm việc vào thời điểm đó. Simpson nói rằng, Ngư lôi gờ đã phóng không trúng buồn đầu máy số 1 và chỉ làm hư hỏng mũi tàu. Có thể đó là đạn súng cuối 3 in do công ty Bethlehem sản xuất, 6 triệu viên đạn súng trường, hoặc các kiện lông thú hay những thùng đựng bơ ngụy trang. Những người thợ lặng mò tàu đắm đã thừa nhận rằng, mũi tàu đã bị phá nổ bằng mình và những mảnh vỡ lớn của mũi tàu đã được tìm thấy cách thân tàu không xa. Khi nghiên cứu vụ đắm tàu vào mùa hè năm 1993, nhóm tìm kiếm từ Viện Hải dương học Kusho đã báo cáo, khi các camera của chúng tôi quét vào khoang tàu, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên, ở đây chẳng có lỗ thủng nào cả. Chúng tôi chẳng tìm thấy chứng cứ nào chứng tỏ rằng ngư lôi U20 đã phá nổ con tàu, và như vậy, điều này đã làm suy yếu giả thuyết vì sao con tàu bị chìm cũng chẳng khó khăn gì để chia sẻ sự ngạc nhiên của nhóm tìm kiếm này các chuyên gia chụp ảnh đã cho thấy rằng khu vực hư hại của con tàu thuộc về phần mạng phải tàu vì đây là phần bị tấn công bởi ngư lôi nên có thể suy ra rằng lỗ thủng có thể không được rõ ràng nó có thể nằm ở phần tiếp giáp với đáy biển nhóm tìm kiếm đã báo cáo rằng họ chỉ có thể điều tra phần thuộc về phía dưới thân tàu và đó là vì phần lớn các bộ phận của con tàu cộng thêm cả phần mạng phải tàu đều bị chôn vùi trong tình trạng hư hỏng khi ngư lôi tấn công 9 mét dưới nước biển, xét về logic, lỗ thủng không thể là bất cứ điểm nào gần đáy biển ngoại trừ một điểm giữa bông chính và bụng tàu. Sự thất bại trong việc nhìn ra lỗ hỏng cũng không làm sói mòn quan điểm cho rằng vụ nổ được thực hiện từ bên trong. Trong bất cứ sự kiện nào thì rõ ràng là con tàu Lusitania cũng không lặn xuống đáy biển trong 18 phút mà không bị thủng đâu đó. Thậm chí, đội tìm kiếm đã phải thừa nhận sự việc này một cách gián tiếp khi được hỏi về nguyên nhân gây ra tiếng nổ thứ hai trong một nỗ lực hiển nhiên nhằm tránh việc ủng hộ thuyết âm mưu bản báo cáo đã đưa ra kết luận rằng có thể nguyên nhân gây nên tiếng nổ là do bụi than chứ không phải do đạn dược trong bản phân tích cuối cùng người ta chỉ nhận thấy một sự khác biệt nhỏ giữa nguyên nhân gây nổ bởi bụi than hay đạn dược và khả năng tiếng nổ phát ra do đạn dược được coi là khả thi hơn cả vội vàng ém nhẹm dưới sự chỉ đạo của mercy một cuộc điều tra chính thức được tiến hành nhằm xác định các sự kiện chìm tàu và truy cứu trách nhiệm đó là một vụ gian lận ngay từ đầu tất cả các chứng cứ và lời khai đều được dàn dựng trước một cách kỹ lưỡng nhằm đảm bảo rằng không một điều gì được cho vào hồ sơ lưu trữ những điều có thể bộc lộ trò lá mặt lá trái của các quan chức anh hoặc mỹ trong các hồ sơ giấy tờ được trình cho mercy trước khi nộp cho tòa có một tài liệu từ thuyền trưởng richard webb một trong những người được lựa chọn bởi lực lượng hải quân nhằm hỗ trợ việc ém nhẹm vụ việc tài liệu này như sau tôi được ban chỉ huy bộ hải quan giao trọng trách nhằm thông báo với quý vị rằng điều này được coi như một mưu trước mang tính chính trị của thuyền trưởng Turner của tàu Lusitania và ông ta phải chịu trách nhiệm về thảm họa này. Báo cáo cuối cùng là một tài liệu thú vị nhất. Bất cứ ai đọc báo cáo này mà không rõ ngọn ngành sự việc sẽ dễ dàng rút ra kết luận rằng thuyền trưởng William Turner chính là kẻ phải chịu trách nhiệm về thảm họa chìm tàu. Thậm chí là Mercy cũng đã từng nỗ lực làm dịu cú sốc này. Ông ta viết rằng lẽ ra không nên đổ lỗi cho thuyền trưởng. Sự lơ là chảnh mãn của thuyền trưởng để nghe theo lời khuyên trong tất cả các khía cạnh không thể bị quy kết là do cậu thả hay kém cỏi. Và sau đó, ông ta còn bổ sung một dòng cuối cùng mà thoạt nhìn có vẻ là một sự quy tội cho người Đức. Nhưng nếu hiểu rõ sự việc theo trình tự logic, nó sẽ là một bản cáo trạng về chính bản thân Jojo, Wilson, House và Morgan. Ông ta viết rằng, việc quy tội trong vụ chim tàu thảm khốc phải được gắn liền với những kẻ bày mưu và những kẻ thực hiện tội ác liệu mercy có biết rằng những lời nói của ông ta ẩn chứa hai nghĩa có lẽ là không nhưng hai ngày sau khi đưa ra lời nhận xét đánh giá này ông ta viết thư cho thủ tướng asquith và yêu cầu được nhận phí dịch vụ trong những năm sau đó những lời nhận xét đánh giá của ông ta về sự kiện này là trường hợp tàu lusitania là một phi vụ làm ăn bẩn thỉu và tồi tệ than khóc cho cuộc chiến các mục tiêu của thuyết âm mưu lẽ ra phải được thể hiện một cách tốt hơn dùng người đức để đánh chìm một con tàu Mỹ. Nhưng trên thực tế, con tàu Anh với 195 hành khách Mỹ bỏ sát dưới lòng đại dương lại tỏ ra hiệu quả để thực thi nhiệm vụ này. Những tay chơi đã không phí thời gian trong việc thu phục tình cảm của dân chúng. Wilson đã gửi một bức điện bày tỏ sự phẫn nộ đối với chính phủ Hoàng gia Đức, và điều này đã được thể hiện trên các phương tiện truyền thông. Lúc này, Brian trở nên vỡ mộng hoàn toàn bởi trò lá mặt lá trái của chính phủ. Ngày 9 tháng 5, ông ta gửi một bức thư cho Wilson Đức có quyền ngăn chặn hàng lậu chuyển cho quân đồng minh và tàu chở hàng lậu đã chở khách đi cùng nhằm bảo vệ con tàu khỏi bị tấn công điều này khác gì việc đẩy đàn bà con trẻ ra chiến trường làm bia đỡ đạn điều này cũng không làm trì hoãn cam kết của Wilson bức thư thứ nhất được đưa ra bởi một nhân vật thậm chí còn có máu mặt hơn với giọng đe dọa bức thư được tranh luận một cách dữ dội tại cuộc họp nội các chính phủ vào ngày 1 tháng 6 Makedu, một nhân vật có mặt tại buổi họp này, đã nói Tôi nhớ là Brian có phát biểu gì đó ở cuộc họp này. Ông ta ngồi họp, mắt nhắm tích. Sau cuộc họp, ông ta có nói gì đó với Tổng thống Điều mà sau này tôi mới hiểu ông ta không muốn ký tên vào bức thư. Brian tiếp tục nói rằng ông ta nghĩ rằng vị trí Bộ trưởng Ngoại giao đã đến hồi kết thúc và ông ta xin được từ chức. Với yêu cầu của Wilson, McAdoo đã được phái đến nhà Brian nhằm thuyết phục vị Bộ trưởng Ngoại giao thay đổi ý định của mình vì sợ rằng việc từ chức của ông ta sẽ được coi là dấu hiệu của sự bất hòa trong nội các của Tổng thống. Brian đồng ý suy nghĩ thêm vài ngày nữa, nhưng vào buổi sáng hôm sau, ông ta vẫn không thay đổi quyết định của mình. Trong cuốn hồi ký được viết bởi phu nhân cựu Bộ trưởng Ngoại giao, bà Brian đã nói rằng chồng mình không chợp mắt được trong đêm hôm đó. Ông nhà tôi có vẻ buồn chồn không yên và tôi có khuyên ông đọc gì đó trước khi lơ mơ ngủ. Trong túi ông có một bản cuốn sách cũ được in vào năm 1829 có tên gọi Vòng Nguyệt Quế Vinh Danh của Andrew Jackson. Ông thấy cuốn sách này thật thú vị. Thật trớ trêu. Trong chương 17, chúng ta sẽ xem lại tổng mức lương của Tổng thống Jackson trong thời gian diễn ra chiến tranh so với Ngân hàng Hoa Kỳ, ông tổ của hệ thống Cục Dự trữ Liên bang, và chúng ta cũng sẽ được nhắc nhở rằng, ông tổ của hệ thống này chính là Jackson, người đã từng tiên đoán có phải là sẽ chẳng có một sự nguy hiểm nào cho sự tự do và độc lập của chúng ta trong ngân hàng điều mà về bản chất ít có sự ràng buộc với đất nước của chúng ta có phải là không có nguyên nhân trong cảm giác run sợ đối với sự trong sạch của các cuộc bầu cử trong hòa bình và đối với sự độc lập của đất nước chúng ta trong chiến tranh kiểm soát tiền tệ của chúng ta nhận những đồng tiền công khai và giữ hàng nghìn công dân trong sự lệ thuộc đúng là những chuyện ghê gớm dữ dội và nguy hiểm hơn cả quyền lực của hải quân hay quân sự của đối phương từ anh đại tá house gửi một bức điện cho tổng thống wilson và tổng thống đã đọc bức điện này cho các thành viên trong nội các chính phủ nghe và nó đã trở thành chủ đề chính cho hàng nghìn bài xã luận trên báo chí ông ta nói bằng giọng đạo đức giả nước mỹ đã tới chỗ ngoặt khi mà quốc gia này cần phải xác định vị trí của mình trong cuộc chiến khai hóa hoặc mọi rợ chúng ta không thể duy trì vị thế của một kẻ trung lập đứng ngoài cuộc chiến hành động của chúng ta trong cuộc khủng hoảng này sẽ xác định vai trò mà chúng ta tham gia khi hòa bình được thiết lập cũng như cách mà chúng ta có thể gây ảnh hưởng đến việc tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp cho loài người chúng ta có ảnh hưởng đến sự cân bằng này và vị thế của chúng ta trong cộng đồng các quốc gia được đánh giá bởi nhân loại trong một bức điện hai ngày sau đại tá house đã để lộ mình là một chuyên gia tâm lý chính trị lợi dụng bản ngã của wilson hệt như một nghệ sĩ dương cầm đánh đàn stradivarius vậy ông ta viết nếu bất đắc dĩ phải tham chiến tôi hy vọng rằng bạn sẽ cho cả thế giới thấy tính hiệu quả của hoa kỳ điều sẽ trở thành bài học cho cả thế kỷ hoặc hơn nữa nói chung cả châu âu tin rằng chúng ta chưa chuẩn bị sẵn sàng và điều này sẽ chiếm nhiều thời gian nhằm biến nguồn lực thành hành động rằng việc tham chiến của chúng ta sẽ tạo ra sự khác biệt trong sự kiện chiến tranh chúng ta sẽ thúc đẩy việc sản xuất thật nhiều đạn dược để có thể cung cấp không chỉ cho bản thân chúng ta mà cho cả phe đồng minh cả thế giới sẽ kinh ngạc về chúng ta quốc hội không thể chống cự được áp lực tổng hợp của báo chí và tổng thống. Ngày 16 tháng 4 năm 1917, Hoa Kỳ chính thức tuyên chiến với lực lượng phe trục Đức, Ý, Nhật. Tám ngày sau, quốc hội Mỹ thông qua đạo luật vay mượn thời chiến, Ngô loan át. Đạo luật được mở rộng phạm vi vay mượn tới 1 tỷ đô la tiền vay đối với phe đồng minh. Khoảng ứng trước đầu tiên 200 triệu đô la được chuyển thẳng cho anh ngay ngày hôm sau và được tính như là khoản thanh toán cho món nợ với Morgan. Vài ngày sau, 100 triệu đô la được chuyển cho Pháp với cùng mục đích. Trong vòng 3 tháng, anh đã chi trội tới 400 triệu đô la và công ty của Morgan đã phải trình với chính phủ để tìm biện pháp dàn xếp. Tuy nhiên, Bộ Tài chính lại không có khả năng chi trả khoản tiền này và điều đó sẽ có thể gây nguy hiểm cho các nguồn quỹ của mình. Vì thế mà bộ này đã từ chối chi trả. Nhưng vấn đề cũng được nhanh chóng giải quyết bằng một thủ đoạn sẽ được mô tả kỹ càng ở chương 10. Hệ thống cục dự trữ liên bang dưới thời Benjamin Strong đơn giản đã tạo ra đồng tiền cần thiết thông qua cơ chế Mandate. Nội các của Wilson ở vào vị trí tình thế khó xử khi phải cứu j p Morgan khỏi tình trạng nan giải Ferrovit, nhưng Benjamin Strong đề xuất giúp McAdoo thoát khỏi tình thế nan giải. Trong mấy tháng sau, trong khoảng thời gian 1917 đến 1918, Bộ Tài chính đã lặng lẽ trả cho Morgan từng phần một trong khoản bội chi. Khi chiến tranh kết thúc, Bộ Tài chính đã cho vay tổng cộng là 9 tỷ 466 triệu đô la, kể cả 2 tỷ 170 triệu đô la được giao sau, khi thỏa thuận ngừng chiến có hiệu lực. Và đó là dòng tiền mặt mà họ mong đợi từ lâu, nhằm bổ sung vào việc cứu các khoản cho vay của Morgan, thậm chí các khoản lợi nhuận khổng lồ cũng được tạo ra từ cuộc chiến. Chính phủ đang âm thầm chuẩn bị cho cuộc chiến trong vòng 6 tháng trước khi chính thức tuyên bố tham chiến. Theo Frank Hende, Roosevelt, người giữ chức trợ lý Bộ trưởng Hải quân lúc bấy giờ, vào mùa thu 1916, cục hải quân bắt đầu ráo riết thực hiện việc mua bán các thiết bị, máy móc phục vụ chiến tranh. Ferdinand Lundberg bổ sung cho quan điểm này. Không phải ngẫu nhiên mà tất cả các vị trí chiến lược của chính phủ mà hầu hết các vị trí này đều liên quan đến việc mua bán vũ khí, đạn dược đều phục vụ cho các nhân vật yêu nước phố Wall. Trong các cuộc gặp mặt quan trọng, Wilson hội ý với Dodge, chủ tịch HD của, T của National City Bank trực thuộc quyền kiểm soát của gia tộc Rockefeller, người đã tiến cử Bernard Brush, một nhân vật cho đến nay vẫn không để lộ tung tích và là một tay đầu cơ cổ phiếu các công ty khai thác quặng đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị của Ủy ban Công nghiệp Thời Chiến. Với tư cách là người đứng đầu Ủy ban Công nghiệp Thời Chiến, Baruch đã chi một nguồn tiền khổng lồ của chính phủ với mức 10 tỷ đô la trên năm. Baruch đã gắn chặt Ủy ban Công nghiệp Thời Chiến cùng các ban bệ của Ủy ban này với quá khứ và tương lai của những kẻ giật dây ở phố Wall, các nhà công nghiệp, tài chính, cùng các đại diện của họ những người lính Mỹ chiến đấu trên chiến hào, những người dân làm việc tại gia, cả dân tộc đều trong tư thế trang bị súng ống để chiến đấu không chỉ nhằm đánh bại nước Đức mà còn nhằm đánh bại chính mình. Vậy nên cũng chẳng có gì là trừu tượng về sự diễn giải này khi chúng ta nhận ra rằng tổng chi phí trong thời gian diễn ra chiến tranh của chính phủ Mỹ từ ngày 6 tháng 4 năm 1917 ngày 31 tháng 10 năm 1919 thời điểm mà đội quân pháo binh cuối cũng trở về từ châu Úc là 35 tỷ 413 triệu đô la nguồn lợi nhuận ròng của giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 1916 tháng 7 năm 1921 khi hoạt động công nghiệp thời chiến cuối cùng bị giải tán là 38 tỷ đô la hoặc xấp xỉ con số chi phí thời chiến. Thông qua việc kinh doanh của hệ thống cục dự trữ liên bang, tập đoàn ngân hàng buộc phải tạo ra tiền nhằm cung cấp cho Anh và Pháp và đến lượt mình hai quốc gia này lại hoàn trả món tiền trên cho các ngân hàng Mỹ chính xác như những gì đã được thực hiện trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai và cuộc đại suy thoái tài chính thập niên 80 đến 90. Đúng là vào năm 1917, thuế thu nhập được ban hành trở nên hữu ích cho việc tăng khoản thu nhập nhằm tiến hành chiến tranh và như Bill G. Rommel chỉ ra trong vài năm sau đó là nhằm lấy quyền lực cung ứng tiền tệ khỏi tay tầng lớp trung lưu. Giữa năm 1915 đến 1920, nguồn cung tiền tệ đã tăng lên gấp 2 lần từ 20,6 tỷ đô la lên 39,8 tỷ đô la. Ngược lại, trong suốt cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, quyền lực cung ứng tiền tệ đã giảm xuống gần 50%. Điều này có nghĩa là người Mỹ đã chi trả cho chính phủ một cách vô thức theo hệ số 1,5 cho mỗi đồng đô la lưu hành. Và điều này chính là khoản bổ sung cho khoản thuế của họ. Đặc tính này của tiền bạc chính là sản phẩm của cơ chế Manred. Các ngân hàng buộc phải thu lại suất trên tất cả các khoản này mối liên hệ truyền thống giữa các nhà nghiên cứu chính trị và nghiên cứu tiền tệ đã thực thi sứ mệnh này một cách nhịp nhàng tổng kết nhằm tài trợ cho các giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất anh và pháp đã buộc phải cổ vay nợ từ các nhà đầu tư mỹ và chọn gia tộc morgan làm nơi bấu víu cho các khoản vay trái phiếu morgan đóng vai trò như một đại diện mua bán vật tư của hoa kỳ và vì vậy mà thu được lợi nhuận từ cả hai đầu dòng tiền mặt khi tiền được cho vay và khi nó được chia ra các khoản lợi nhuận khác được chuyển hóa từ các hợp đồng sản xuất diễn ra trong khuôn khổ các công ty thuộc quỹ đạo của gia tộc morgan nhưng cuộc chiến tranh bắt đầu diễn tiến theo chiều hướng xấu cho phía đồng minh khi các tàu ngầm của đức giành quyền kiểm soát các tuyến vận tải đường biển khu vực đại tây dương vì anh và pháp sắp bại trận hoặc buộc phải thỏa thuận hòa bình theo các điều kiện của đức nên trái phiếu của hai quốc gia này nằm trong cảnh chợ chiều có bán cũng hiếm có kẻ mua mà nếu không có trái phiếu thì sẽ không có tiền và dòng tiền mặt của morgan cũng sẽ bị đe dọa hơn nữa nếu các trái phiếu đã bán trước đó lâm vào cảnh vỡ nợ tổ hợp của gia tộc morgan phải đối mặt với những tổn thất nặng nề khó lường cách duy nhất để cứu hoàng gia anh nhằm khôi phục lại giá trị của trái phiếu và nhằm duy trì dòng tiền mặt của morgan là chính phủ mỹ phải cung cấp tiền bạc nhưng vì các quốc gia trung lập bị cấm thực hiện việc này bởi hiệp ước hoa kỳ phải được kéo vào tham chiến một thỏa thuận bí mật cho vụ việc này đã được thực hiện giữa các quan chức anh và đại tá house với nhất trí của tổng thống từ đây trở về sau wilson bắt đầu gây áp lực với quốc hội để nước mỹ tuyên bố chiến tranh điều này đã được thực hiện bất cứ lúc nào ông ta xuất hiện cho chiến dịch tái bầu cử của hoa kỳ với slogan tổng thống bảo vệ chúng ta khỏi nguy cơ chiến tranh đồng thời morgan đã đạt được quyền kiểm soát đối với một số mảng trong lĩnh vực truyền thông và bí mật dàn xếp một cuộc vận động xã luận chấp nhoáng chống lại đức kêu gọi chiến tranh như một hành động chứng tỏ lòng yêu nước. Morgan đã tạo ra một tập đoàn vận tải xuyên quốc gia, bao gồm các tàu buôn đức dưới mát hạm đội hải quân, và những con tàu này được coi là lực lượng thống soái trên biển. Chỉ có công ty vận tải Anh Cunard Lines là không tham gia vào tập đoàn này. Tàu Lusitania thuộc quyền sở hữu của Cunard và hoạt động cạnh tranh với tập đoàn vận tải của Morgan. Tàu Lusitania được đóng theo quy chuẩn và đặc thù quân sự và được đăng ký với bộ hải quân anh như là một con tàu hỗ trợ của nước ngoài có vũ trang đến giúp các nước trong phe đồng minh lusitania chở khách như là bình phong nhằm che giấu sứ mệnh thực của mình là chuyên chở lậu các vật tư thiết bị phục vụ chiến tranh từ mỹ sự việc này cũng được wilson và những thành viên khác trong nội các chính phủ biết nhưng họ không hề nhấc tay động chân để ngăn chặn nó khi đại sứ quán đức nỗ lực đưa ra lời cảnh báo cho các hành khách mỹ bộ ngoại giao đã can thiệp và ngăn chặn các tờ báo đăng các mẫu tin quảng cáo này khi rời cảng New York cho chuyến hải trình cuối cùng của mình, con tàu Lusitania thực chất chỉ là một kho đạn dược nổi mà thôi. Đức Anh biết rằng, việc lôi kéo Mỹ vào cuộc chiến có thể mang một ý nghĩa khác biệt giữa bại trận và chiến thắng, và bất cứ điều gì có thể được thực hiện cũng đều bền vững, thậm chí là sự hy sinh lạnh lùng đầy tính toán trong việc đẩy một trong những con tàu hoành tráng nhất của mình cùng các hành khách người Anh xuống đáy biển. Nhưng mánh lới là nhằm kéo cả hành khách Mỹ lên bong, để tạo ra những hiệu ứng tình cảm trong cộng đồng dân chúng Mỹ. Khi tàu Lusitania tiến vào vùng biển của đối phương, nơi mà các tàu ngầm của Đức đang hoạt động, đô đốc hải quân thứ nhất của anh lúc này là Wilson Churchill đã ra lệnh cho tàu khu trục đi theo bảo vệ bỏ rơi nó. Cùng với việc con tàu nhận được chỉ thị di chuyển với vận tốc chậm lại, hành động này đã khiến cho con tàu trở thành một mục tiêu tấn công dễ dàng. Sau tiếng nổ của một trong những ngư lôi đã được dàn xếp trước, tiếng nổ khủng khiếp thứ hai cũng đã diễn ra trong vỏ con tàu đã bị xé toát, và con tàu mà chẳng ai tin rằng nó sẽ bị chìm, đã bị đánh chìm xuống đáy biển chỉ trong vòng 18 phút. Chiến công này đã được thực hiện và nó đã tạo ra một làn sóng e ngại và căm phẫn người Đức. Những làn sóng này rốt cuộc đã tràn ngập cả Washington và cuốn cả Mỹ vào tham chiến. Trong vòng mấy ngày tuyên chiến, Quốc hội đã biểu quyết trợ cấp 1 tỷ đô la cho Anh và Pháp. 200 triệu đô la đã được lập tức chuyển cho Anh và được tính vào tài khoản của Morgan. Một lượng lớn tiền bạc cần để tài trợ cho chiến tranh được cục dự trữ liên bang tạo ra. Và điều này có nghĩa rằng những khoản tiền đó được thu từ người dân Mỹ thông qua việc đánh thuế ngầm. Trong vòng 5 năm, khoản thuế này đã có giá trị cao hơn 1,5 lần so với những gì mà người dân Mỹ tiết kiệm được. Giá phải trả cho máu của người dân Mỹ được đính vào hóa đơn đánh thuế của chính phủ. Như vậy, chúng ta cũng đã nhận ra các động cơ khác nhau trong tính cách của Winston Churchill, J. b Morgan, Đại tá House và Woodrow Wilson, những kẻ đã rắp tâm đại nước Mỹ vào vòng xoáy của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Churchill đã bày mưu quân sự, Morgan trình cơ hội kiếm lợi nhuận từ chiến tranh, đại tá House Moodle để giành quyền lực chính trị, và Wilson mơ tưởng tới cơ hội thống soái liên minh các dân tộc thời hậu chiến. Chương 13 Vũ hội hóa trang ở Markoskova Một tổ chức bí mật được Cicero sáng lập cho mục đích thống trị thế giới việc thành lập một chi nhánh của tổ chức này ở Mỹ với tên gọi Hội đồng quan hệ quốc tế, vai trò của các nhà tài phiệt trong phạm vi tổ chức này đối với việc tài trợ cho cuộc cách mạng tại Nga. Mục tiêu sứ mệnh của tổ chức chữ thập đỏ tại Markovskova như một tấm bình phong cho âm mưu đó. Một trong những câu chuyện thú vị nhất của lịch sử hiện đại là cuộc cách mạng Bolshevik tại Nga chính là cuộc nổi dậy của tầng lớp bị áp bức chống lại giai cấp thống trị hà khắc của Nga Hoàng. Tuy nhiên, như chúng ta sẽ thấy, trong quá trình cách mạng, nước Nga đã phải nhận nguồn tài chính từ các nước Đức, Anh và Mỹ. Hơn thế nữa, chúng ta sẽ thấy rằng kế hoạch của Rothschild đóng vai trò chủ chốt trong việc định hình những sự kiện này. Câu chuyện này bắt đầu với cuộc chiến tranh giữa Nga và Nhật vào năm 1904. Jacob Schiff, người phụ trách công ty đầu tư của Kuhn, lốt tại New York, đã tăng vốn cho khoản vay kha khá của Nhật nhằm phục vụ chiến tranh. Nhật Bản xứng đáng được hưởng khoản vay này vì có khả năng phát động một cuộc tấn công gây choáng váng chống lại Nga tại cảng Anker và trong năm kế tiếp, hủy diệt các tàu hải quân Nga. Năm 1905, Mikado trao tặng huân chương hạng 2 của Cục Ngân khối Nhật Bản cho Rekapsis nhằm công nhận vai trò quan trọng của ông ta cho chiến dịch tài chính. Trong suốt hai năm diễn ra chiến sự, hàng nghìn binh lính và thủy thủ Nga đã bị bắt làm tù binh. Các nguồn lực bên ngoài lãnh thổ nước Nga vốn đối địch với chế độ sa hoàng đã được chi trả cho việc in ấn tài liệu tuyên truyền tư tưởng cách mạng và chuyển cho các trại giam. Những người làm cách mạng nói tiếng Nga đã được huấn luyện và được cử đi rải truyền đơn trong cộng đồng các tù nhân nhằm truyền bá tư tưởng cách mạng. Khi chiến tranh kết thúc, những người này trở về nhà và trở thành những hạt giống chống lại sa hoàng. Họ đóng vai trò chủ chốt nhiều năm sau đó trong việc tạo dựng một cuộc cách mạng nhằm tiếp quản nước Nga. Trotsky đóng vai trò như một đại diện nhiều mang. Một trong những nhà cách mạng nổi tiếng nhất của Nga vào lúc này chính là Leon Trotsky. Tháng Giêng năm 1916, Trotsky bị trục xuất khỏi Pháp và đến Mỹ. Có nhiều thông tin cho rằng Chi phí cho việc di chuyển từ Pháp đến Mỹ của Trotsky được Jacob Schiff chi trả. Không có tài liệu nào chứng minh được điều này ngoại trừ một chứng cứ chi tiết có thể chỉ đích danh người tài trợ giàu có ở Mỹ. Ông ta duy trì mối quan hệ với Nga trong nhiều tháng khi viết cho một trong những tờ báo nổi tiếng của Nga lúc này là tờ Novimir, Thế giới mới, với những bài phát biểu đầy tính cách mạng tại các cuộc meeting ở New York. Theo Trotsky, trong nhiều dịp, chiếc xe limousine có tài xế luôn túc trực để phục vụ. Đưa đón ông ta và người đứng ra cung cấp chiếc xe này không ai khác ngoài ông bạn giàu có với tên gọi bí ẩn là bác sĩ M. Trong cuốn sách Cuộc đời tôi, Milet Trotsky viết Phu nhân bác sĩ rủ vợ tôi cùng con trai lái xe ra ngoài và tỏ ra rất thân thiện với họ. Nhưng bà ta là một người ghê gớm, trong khi tay tài, tài xế lại giống như một pháp sư hay một người khổng lồ. Với một cử chỉ vẫy tay, ông ta khiến chiếc xe phải ngoan ngoãn phục tùng mọi yêu cầu mệnh lệnh của ông ta. Được ngồi cạnh ông ta quả là một niềm hãnh diện tột độ. Khi họ bước vào phòng trà, các bé trai thường ngạc nhiên hỏi mẹ, vì sao chú tài xế lại không ngồi cùng với chúng ta hả mẹ? Ngày 23 tháng 3 năm 1917, một cuộc mệt tinh quần chúng đã được tổ chức tại đại sảnh Carnegie nhằm kỷ niệm sự kiện từ ngôi của vua Nikolai đệ nhị có nghĩa đó là sự thoái vị của chế độ sa hoàng tại Nga. Hàng nghìn người theo chủ nghĩa xã hội đã tụ tập đông đủ để chào mừng ngày lễ. Hôm sau, trên tờ New York Times xuất hiện trang đôi với bức điện chúc mừng từ Jacob Ship bức điện đã được đọc trước công chúng. Ông ta biểu lộ sự tiếc nuối rằng đã không tham dự được buổi lễ này và sau đó đã mô tả cuộc cách mạng thành công ở Nga như những gì mà chúng tôi hy vọng và cố gắng phấn đấu trong nhiều năm trời. Khi trở về Petrograd vào tháng 5 năm 1917, nhằm tổ chức thời kỳ Bolshevik cho cuộc cách mạng Nga, Trotsky mang theo 10.000 đô la Mỹ làm chi phí đi lại, nghĩa là một khoản tiền rất lớn. Nếu tính đến giá trị của đồng đô la thời bấy giờ, số tiền này được biết đến vì Trotsky đã bị các sĩ quan hải quan Anh và Canada bắt giữ khi con tàu mà ông ta ngồi trên đó SS Christianian cập cảng Halifax, và khoản tiền mang theo người của Trotsky đã lập tức bị đưa vào hồ sơ chính thức. Nguồn gốc của khoản tiền này đã trở thành tâm điểm của nhiều suy đoán, nhưng chứng cứ đã thuyết phục một cách chắc chắn rằng nguồn gốc của số tiền này là từ chính phủ Đức, và đó là một khoản đầu tư lớn. Trotsky không bị bắt một cách bất chợt Ông ta bị coi là mối đe dọa đối với quyền lợi béo bở nhất của anh, đất mẹ Canada ở khối Thịnh vượng chung, gồm Vương quốc Anh, một số quốc gia độc lập và phụ thuộc khác đê. Nga là một đồng minh của anh trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất vốn đang diễn ra ác liệt ở châu Âu. Bất cứ điều gì có khả năng làm suy yếu Nga, đương nhiên kể cả cuộc cách mạng nội địa đều có tác dụng làm cho đất mạnh lên và làm suy yếu anh. Tại New York, vào đêm trước khi khởi hành, Trotsky đã có một bài phát biểu với những lời lẽ như sau: tôi sẽ quay trở lại nước Nga để đánh bại chính phủ lâm thời và chấm dứt chiến tranh với Đức. Ba, như vậy, Trotsky đã cho thấy mối đe dọa thực tế đối với nỗ lực chiến tranh của anh. Ông ta đã bị bắt như một đặc vụ của Đức và bị đối xử như một tù binh chiến tranh. Với những điều này trong ý nghĩ, chúng ta có thể đánh giá sức mạnh vĩ đại của các nguồn lực bí hiểm này của cả Anh lẫn Hoa Kỳ. Ngay lập tức, các bức điện bắt đầu bay tới tấp đến Halifax từ các nguồn khác nhau, ví dụ từ một luật sư không mấy tiếng tăm ở New York từ phó tổng cục trưởng cục bưu điện Canada và thậm chí là từ một viên sĩ quan cao cấp của quân đội Anh. Tất cả đều muốn biết về tình hình của Trotsky và đề nghị phóng thích ông ta ra khỏi ngục tù. Giám đốc cơ quan mật vụ Anh ở Mỹ lúc này là William Wiseman, người vô tình ngự trong căn hộ ngay bên trên căn hộ của Edward Mandel House và đồng thời trở thành bạn thân thiết của ông ta. House đã khuyên Wiseman rằng Tổng thống Wilson muốn Trotsky được phóng thích. Wiseman hội ý với chính phủ mình và ngày 21 tháng 4, Bộ Hải quân Anh đã ra chỉ thị cho phép Trotsky được hồi hương. 4. Đây là một quyết định mang tính định mệnh có thể có tác động không chỉ đến cục diện chiến tranh mà còn có tác động đến tương lai của cả thế giới. Có thể sẽ là sai lầm để kết luận rằng Trotsky và Đức là những kẻ đạo diễn duy nhất trong tấn bi kịch này. Trotsky không thể đi đâu xa khỏi thành phố Halifax nếu không có hộ chiếu Mỹ và điều này đã được can thiệp bởi chính tổng thống Wilson. Giáo sư Anthony Sutton cho rằng Tổng thống Woodrow Wilson như cha đỡ đầu người đã cấp hộ chiếu cho Trotsky để giúp ông này trở về Nga nhằm đảm nhận trách nhiệm tiến hành cuộc cách mạng. Cũng lúc này, các quan chức quan liêu của Bộ Ngoại giao những người quan tâm đến các cuộc cách mạng diễn ra ở Nga đã nỗ lực xúc tiến các thủ tục cấp hộ chiếu. Những gì nổi bật lên từ ví dụ tiêu biểu này chính là mô hình rõ ràng của việc ủng hộ mạnh mẽ phong trào Bolshevik đều có được từ các trung tâm tài chính và chính trị quyền lực của Hoa Kỳ hoặc từ những nhân vật tai to mặt lớn đó là một điều cho người mỹ nhằm hủy hoại nước nga sa hoàng và như vậy đã gián tiếp giúp đức trong cuộc chiến vì người mỹ lúc đó chưa tham gia vào nhưng đối với các công dân anh thì việc làm như vậy được coi như một hành động bội tính để hiểu được điều gì cao hơn cả lòng trung thành đã thúc ép họ phản bội lại đồng minh chiến đấu của mình để hy sinh máu xương của đồng bào mình chúng ta phải xem xét lại tổ chức độc nhất vô nhị mà họ là thành viên hội kính Alfred Milner chính là nhân vật chủ chốt trong việc tổ chức một hội kín tổ chức mà vào thời điểm này đã có lịch sử 16 năm tồn tại. Mục đích của việc thành lập tổ chức này cũng không nằm ngoài việc cúng tế của thế giới. Sự chinh phục nước Nga được coi như bước đầu tiên của kế hoạch. Kể từ khi xuất hiện cho đến nay, tổ chức này vẫn không ngừng phát triển để hướng đến mục tiêu của mình. Và điều quan trọng là chúng ta không quên gắn kết lịch sử phát triển của tổ chức đó trong cuốn sách này. Một trong những công trình tham khảo xác thực về lịch sử của tổ chức này có thể kể đến cuốn bi kịch và hy vọng Tragedy and Hope của tiến sĩ Carol Quigley. Tiến sĩ Quigley là giáo sư giảng dạy môn lịch sử tại Đại học Georgetown University, nơi Tổng thống Bill Clinton từng là sinh viên. Ông là tác giả của cuốn sách nổi tiếng sự tiến hóa của văn minh nhân loại, Evolution of Civilization. Ông cũng là thành viên của ban biên tập tờ Current History, đồng thời là giáo sư giảng dạy chuyên gia tư vấn của các nhóm như trường công nghiệp trực thuộc lực lượng vũ trang, viện Brookings, The Brookings Institution, phòng thí nghiệm vũ khí Bộ Hải quân, trường cao đẳng Hải quân, viện Smithsonian và Bộ Ngoại giao. Nhưng tiến sĩ Quigley không chỉ đơn thuần là một học giả mà còn cộng tác với nhiều gia tộc giàu có. Ông khoe rằng mình là người trong cuộc có cái nhìn sâu sắc nhất về cơ chế và quyền lực tiền bạc của thế giới. Cuốn sách của tiến sĩ Quigley, dày 1.300 trang đầy tính học thuật về lịch sử đương nhiên không thể dành cho số đông độc giả, mà chỉ để dành cho những thành phần tinh hoa nhất của xã hội. Tuy nhiên, ông cũng đã cho thấy rằng mình là người biện hộ thân thiện cho nhóm người tinh tú này và ủng hộ mục tiêu của tổ chức đó. Tiến sĩ Quigley viết rằng, Tôi biết về hoạt động của mạng lưới này bởi vì tôi đã nghiên cứu tổ chức đó trong 20 năm và vào năm 1960 thì được phép thẩm tra giấy tờ hay các tài liệu mật tôi không hề ác cảm với tổ chức này và trong phần lớn cuộc đời mình tôi đã có mối quan hệ thân thiết với tổ chức đó hoặc với các văn kiện của nó nói chung sự khác biệt lớn của tôi trong quan điểm chính là những gì mà tổ chức đó mong muốn giữ bí mật như đã nói cuốn sách của quigley dự kiến sẽ chỉ dành cho các độc giả thuộc tầng lớp tinh tú của xã hội bao gồm các học giả và những người thuộc mạng lưới này nhưng thật ngạc nhiên là cuốn sách này lại bắt đầu được trích dẫn trong các tạp chí của tổ chức John Bush, Tổ chức nhận thức một cách đúng đắn rằng tác phẩm của Quigley cung cấp một cách nhìn có giá trị đối với các công trình nội bộ của cơ cấu quyền lực ngầm. Hành động bị phơi bày này làm nảy ra một nhu cầu của mọi người đối với cuốn sách những người chống đối mạng lưới đó và muốn biết người trong cuộc sẽ nói gì về nó. Điều này không tuân thủ kế hoạch ban đầu. Những gì xảy ra tiếp theo sau đó đã được Quigley mô tả một cách xuất sắc. Trong một bức thư đề ngày 9 tháng 12 năm 1975, ông viết Cảm ơn Ngài đã có lời khen ngợi cuốn bi kịch và hy vọng một cuốn sách đã khiến tôi đau đầu vì nó đã hé lộ những thông tin mà những kẻ tai to mặt lớn không muốn cho ai biết đến. Nhà xuất bản đã ngừng bán cuốn sách này vào năm 1968 và nói với tôi rằng họ muốn tái bản. Nhưng năm 1971 họ nói với luật sư của tôi rằng họ đã hủy các bản kẽm của cuốn sách vào năm 1968 giá của cuốn sách quý này tăng lên 135 đô la và một phần đã được tái bản mà không có bản quyền. Nhưng tôi chẳng thể làm gì vì tin vào nhà xuất bản, trong khi họ lại không hành động gì thậm chí khi sách lậu bày bán công khai. Chỉ khi thuê luật sư vào năm 1974 thì tôi mới nhận được câu trả lời cho câu hỏi. Trong một bức thư cá nhân khác, Quigley bình luận về trò gian trá của nhà xuất bản. Họ nói dối tôi trong vòng 6 năm khi cho rằng họ có thể tái bản nếu có được 2.000 đơn đặt hàng điều không bao giờ xảy ra, vì họ đã nói với bất cứ ai có mong muốn mua sách rằng họ đã ngừng xuất bản cuốn sách này và khả năng tái bản là không xảy ra. Họ phủ nhận điều đó với tôi cho đến khi tôi gửi họ bản copy, những câu trả lời trong các thư viện, và họ đã trả lời tôi rằng đó chỉ là lỗi của nhân viên. Nói cách khác, họ đã nói dối tôi, nhưng lại ngăn trở tôi đòi lại bản quyền. Giờ đây tôi tin chắc rằng bi kịch và hy vọng thực sự bị thu hồi. Để hiểu được vì sao những kẻ quyền lực muốn thu hồi cuốn sách này, hãy lưu ý đến những dòng dưới đây. Tiến sĩ Quigley đã mô tả mục tiêu của mạng lưới tài phiệt tài chính này như sau. Không có gì đáng làm hơn bằng việc tạo ra một hệ thống kiểm soát tài chính thế giới trong tay nhằm thống xóa hệ thống chính trị của mỗi một quốc gia và nền kinh tế của cả thế giới. Hệ thống này phải được kiểm soát theo mô hình phong kiến bởi các ngân hàng trung tâm của thế giới bằng những thỏa thuận bí mật hiện diện trong các cuộc họp riêng được tổ chức thường xuyên. Mỗi một ngân hàng trung ương những ngân hàng nằm trong sự kiểm soát của các ông trùm như Montague Norman của ngân hàng Anh, Benjamin Strong của ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang New York, Charles Ritz của ngân hàng Pháp và Hillamer Schatz của Rice Bank tìm cách nhằm thống lĩnh chính phủ của quốc gia mình bằng khả năng kiểm soát các khoản cho vay của kho bạc, thao túng việc thu đổi ngoại tệ, tạo ra ảnh hưởng tới các hoạt động kinh tế trong nước và tạo ra ảnh hưởng đối với các chính trị gia bằng các giải thưởng kinh tế đi kèm trong thế giới kinh doanh. Và đây chính là thông tin mà những kẻ quyền lực không muốn bất cứ một người bình thường nào biết đến. Nên nhớ là Quigley cho rằng nhóm này chính là mạng lưới. Đó là cách chọn từ ngữ chính xác và đây là điều quan trọng để hiểu nguồn lực tài chính quốc tế. Mạng lưới mà Quigley đề cập đến không phải là hội kín. Đó là những thành viên nắm giữ những vị trí chủ chốt trong mạng lưới. Tuy nhiên, chúng ta có thể chắc chắn rằng ở đây có nhiều người trong mạng lưới biết chút ít hoặc thậm chí là không hề biết gì về hệ thống kiểm soát ngầm. Để giải thích vì sao điều này lại trở nên có thể xảy ra, chúng ta hãy cùng nhau quay trở về nguồn gốc hình thành và phát triển của hội kính. Ruskin, Rose và Milner Năm 1870, một người theo chủ nghĩa xã hội gốc Anh có tên là John Ruskin được bổ nhiệm làm giáo sư giảng dạy môn hội họa tại trường đại học tổng hợp Oxford, London. Ông dạy cho các sinh viên hiểu rằng chính phủ cần phải giành quyền kiểm soát mọi phương tiện sản xuất và tổ chức chúng thành hàng hóa cho cộng đồng ông chủ trương việc đặt sự kiểm soát của nhà nước vào tay một nhóm nhỏ những người thuộc giai cấp thống trị. Ông nói, mục tiêu liên tục của tôi đạt được là nhằm tỏ rõ quyền lực của một số hay thậm chí là một nhân vật đối với kẻ khác. Tuy nhiên, khi quay trở lại với chủ đề nguồn gốc của nhóm tin anh này, tiến sĩ Quigley cho biết, Ruskin phát biểu trước các sinh viên trường đại học Oxford những người được coi như thành viên của tầng lớp thống trị. Ông ta nói với họ rằng họ là những người sở hữu truyền thống cao đẹp trong học tập cái đẹp, quyền lực pháp luật, tự do, lễ nghi và kỷ luật. Nhưng truyền thống này có thể được mở rộng tới các giai cấp thấp hơn ở Anh và đối với quần chúng không phải là người Anh trên toàn thế giới. Thông điệp của Ruskin đã có một tác động kỳ lạ. Bài giảng nhân lễ nhậm chức của ông ta được một sinh viên sắp tốt nghiệp tên là Cecil Rose chép tay người đã giữ bài giảng này của ông thầy bên mình suốt 30 năm liền. Cecil Rose đã tạo ra được một trong những nguồn tài sản lớn nhất thế giới. Với sự hợp tác với ngân hàng Anh, và các nhà tài phiệt ngân hàng khác như Rothschild. Ông ta có khả năng thiết lập một đế chế độc quyền khai thác kim cương và vàng ở Nam Phi. Phần cơ bản trong nguồn thu nhập khổng lồ này được chi cho việc thanh toán trước cho các ý tưởng về giai cấp thống trị của John Ruskin. Tiến sĩ Quigley giải thích rằng, các suất học bổng của Rose được xác lập bởi các điều khoản trong di chúc thứ bảy của Cecil Rose được mọi người biết đến rộng rãi. Những gì không được biết đến rộng rãi là trong năm di chúc trước đó của mình, Rose đã để lại nguồn tài sản nhằm lập ra một hội kín một tổ chức được lập ra nhằm cống hiến cho việc bảo tồn và mở rộng Vương quốc Anh. Và những gì dường như không được mọi người biết đến là hội kín này được Rose và Milner người được ủy thác thành lập và tồn tại cho đến ngày hôm nay. Trong cuốn sách của mình về di chúc của Rose, ông ta, Steph, thành viên của nhóm này, viết rằng Rose là một nhân vật hơn cả sáng lập viên của đế chế này. Ông ta khao khát được trở thành người sáng tạo nên một trong những tổ chức gần giống tôn giáo hoặc chính trị những tổ chức giống như Hiệp hội giê -xu, đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử thế giới. Nói chính xác hơn, ông ta mong muốn tìm ra một sắc lệnh như một văn kiện thể hiện mong muốn của triều đại. Trong hội kính này, Rose đóng vai trò như một thủ lĩnh, Stad, Red, quân tước Asher, và Miner, đảm trách việc thành lập một ủy ban điều hành, Quân tước Arthur Balfour, hầu tước Harry Johnston, quân tước Rothschild. Huân thức Albert Grey và các nhân vật tiềm năng khác của nhóm những người đã qua vòng thủ giáo, trong khi ở đây lẽ ra phải là là một nhóm được biết đến với cái tên hiệp hội những người hỗ trợ, sau này được NN cơ cấu như một tổ chức bàn tròn. Mô hình của âm mưu. Như vậy, ở đây đã hình thành mô hình của một âm mưu chính trị. Đây là cấu trúc đã khiến cho Quinley có khả năng phân biệt giữa mạng lưới quốc tế và hội kín trong phạm vi mạng lưới này ở giữa trung tâm luôn là một nhóm nhỏ nắm quyền kiểm soát hoàn toàn với một nhân vật thủ lĩnh tiếp theo là mối quan hệ thứ cấp không dính dáng gì đến hạt nhân bên trong những âm mưu này được tạo ra đúng lúc từ trung tâm và tạo ra những vòng tròn bổ sung trong tổ chức những người nằm ở vòng ngoài cùng về cấp bậc chính là những người theo chủ nghĩa duy tâm với khát khao chân thật nhằm hoàn thiện thế giới họ không bao giờ ngờ vực sự kiểm soát các mục tiêu khác bên trong và chỉ có một số người những kẻ biểu lộ sự nhẫn tâm nhằm giành được mối quan hệ ở mức cao hơn bao giờ cũng được phép đảm đương việc đó. Sau khi Cecil Rose chết, hạt nhân bên trong của hội kín này rơi vào tay huân tức Alfred Milner, thống đốc cao ủy Nam Phi. Với tư cách là giám đốc của nhiều ngân hàng công và sáng lập viên của Milan Bank, Anh, ông ta trở thành một trong những thế lực chính trị và tài chính lỗi lạc nhất trên thế giới. Milner đã tuyển vào hội kín nhiều thanh niên trẻ trung, phần lớn là những chàng trai đến từ Oxford hoặc Tony Hall, và theo tiến sĩ Quigley thì Thông qua tầm ảnh hưởng của ông ta, những nhân vật này có khả năng giành được những vị trí chủ chốt trong chính phủ cũng như trong giới tài chính và trở thành thế lực chi phối trong các sự vụ ở tầm quốc gia và tầm quốc tế cho tới năm 1939. Từ năm 1909 đến 1913, họ đã tổ chức các nhóm gần giống như hội kín chẳng hạn như nhóm bàn tròn. Tiền bạc cho các hoạt động mở rộng của tổ chức này chủ yếu do Rolls-Royce hoặc do các hiệp hội giàu có khác cung cấp ví dụ như Bed Brothers, hầu tước F. Bailey, và sau năm 1915, do gia đình Astor, hoặc do các quỹ, hoặc các công ty phối hợp với các những đoàn thể ngân hàng, đặc biệt là Carnegie United Kingdom Trust, và các tổ chức khác phối hợp với jB Morgan, gia tộc Rockefeller, hay gia tộc Whitney, Hiệp hội Lazar Brothers, và Morgan, Grenfell and Company, cung cấp. Cuối năm 1914, rõ ràng là tổ chức của hệ thống này đã phải được mở rộng. Một lần nữa, nhiệm vụ được giao phó cho Lionel Curtis, người thành lập một tổ chức ở Anh cho nhóm bàn tròn. Tổ chức này được gọi là Viện Hoàng gia về các vấn đề ngoại giao với hạt nhân trong từng lĩnh vực của nhóm bàn tròn. Ở New York, tổ chức này được biết đến như là Hội đồng quan hệ quốc tế và là mặt trận của công ty JB. Morgan với sự phối hợp cùng nhóm bàn tròn Mỹ. Hội đồng quan hệ quốc tế là một chi nhánh tách ra do sự thất bại của các cường quốc thế giới khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc nhằm gây áp lực với hội quốc liên vốn được coi như là một chính phủ thế giới thực thụ. Đối với các chuyên gia lập kế hoạch thì rõ ràng là họ là những kẻ thiếu thực tế khi mong đợi được chấp thuận nhanh chóng. Nếu được thực thi thì kế hoạch của họ sẽ được triển khai dựa trên cơ sở của phương pháp tiệm tiến luận với biểu tượng của con rùa của nhóm Fabian, nhóm những người chủ trương cải cách từng phần ở ND. Rose Martin nói rằng, Đại tá House chỉ là một nhân vật, trong khi chúng ta cần nhiều người như vậy ông ta đã lập ra mô hình và mục tiêu cho tương lai và ông ta có một vài sơ đồ trong đầu trên thực tế ông ta nhìn thấy trước rằng điều đó sẽ là cần thiết cho nhóm pha biên nhằm phát triển nhóm hoạch định cao cấp anh mỹ trong lĩnh vực quan hệ quốc tế điều có thể tạo ra một chính sách có tầm ảnh hưởng ngầm và dần dần rèn luyện quan điểm công chúng đối với các thành viên pha biên trẻ tuổi và đầy tham vọng cả người anh lẫn người mỹ những người tụ tập tham dự các cuộc hội thảo về hòa bình chẳng hạn như các chuyên gia kinh tế hoặc các quan chức nhỏ điều này sẽ nhanh chóng trở thành chứng cứ rằng sắc lệnh New York, New York Order, không phải được soạn thảo ở Paris. Đối với họ, Đại tá House đã dàn xếp một buổi ăn tối tại khách sạn Majestic vào ngày 19 tháng 5 năm 1919 cùng với một nhóm thành viên được lựa chọn từ hội pha biên những chàng trai người Anh đặc biệt là Anatomy, R.H., Tony và John Maynard Keynes. Vì nhiều nguyên nhân, tất cả đều vỡ mộng bởi tầm quan trọng của hòa bình họ đã đưa ra một lời hứa quân tử trong việc thành lập một tổ chức với các chi nhánh ở Anh và Mỹ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu khoa học về các vấn đề quốc tế. Và kết quả là, hai tổ chức có uy lực và có liên quan đến nhau trong việc đưa ra quan điểm đã được thành lập. Chi nhánh tại Anh được gọi là viên hoàng gia về các vấn đề quan hệ quốc tế. Chi nhánh tại Mỹ vốn được biết đến như Viện Quan hệ Quốc tế, được tái cơ cấu lại vào năm 1921 với tên gọi Hội đồng Quan hệ Quốc tế điều này được thực hiện thông qua nhóm tiền tiêu có tên gọi là hội đồng quan hệ quốc tế và tầm ảnh hưởng của nó đối với truyền thông các quỹ được miễn trừ thuế các trường đại học học viện và các tổ chức chính phủ những tổ chức mà các nhà tài phiệt quốc tế đã chi phối được các chính sách đối nội và đối ngoại của hoa kỳ từ đó cho đến nay chúng ta có thể nói nhiều về hội đồng quan hệ quốc tế ngoại trừ điểm trọng tâm của chúng ta cho vương quốc anh và cụ thể hơn là về sự giúp đỡ những người làm cách mạng tại nga của hầu tức alfred Milner cùng mạng lưới các hội kính của ông ta đại diện bàn tròn tại nga trước và trong khi diễn ra cuộc cách mạng tại nga đã có nhiều nhà quan sát trong nước khách du lịch và đại diện giới truyền thông những người đưa ra báo cáo rằng các hãng thông tấn anh và mỹ đã có mặt khắp nơi các thành viên bàn tròn lại tiếp tục bắt tay với cả hai bên tham chiến nhằm làm suy yếu và lật đổ chính phủ mục tiêu sa hoàng nikolai có đủ lý lẽ để tin rằng kể từ khi anh trở thành đồng minh của nga trong cuộc chiến chống lại đức các quan chức anh sẽ là những nhân vật cuối cùng trên trái đất hiệp lực chống lại ông ta bản thân đại sứ anh đã đại diện cho một thế lực ngầm trong việc tài trợ nguồn tài chính cho việc lật đổ chế độ các đại diện của bàn tròn từ mỹ không có lợi thế trong việc sử dụng hoạt động ngoại giao để làm bình phong và vì thế mà phải vận dụng đến nhiều mưu trí khéo léo họ xuất hiện không giống như những nhà ngoại giao hay các thương gia có quan tâm đến hoạt động kinh doanh mà ngụy trang thành những quan chức của hội chữ thập đỏ với sứ mệnh nhân đạo Nhóm này bao gồm các nhà tài phiệt, luật sư, các kế toán viên từ các ngân hàng hoặc các tổ chức đầu tư New York. Họ thâu tóm hết quyền lực của tổ chức chữ thập đỏ Mỹ với các khoản đóng góp kết xù và trên thực tế là họ đã thực hiện việc nhượng quyền nhằm kinh doanh dưới tên tuổi của hội này. Giáo sư Sutton nói rằng, Chiến dịch tăng ngân quỹ của hội chữ thập đỏ vào năm 1910 cho khoảng tiền 62 triệu đô la Mỹ đã thu được thắng lợi chỉ bởi vì điều đó được các ông trùm tài phiệt của New York hỗ trợ. Bản thân JB Morgan đóng 100.000 đô la Mỹ. Henry B. Davidson, một đối tác của Morgan, là chủ tịch hội đồng quản trị của Ủy ban kêu gọi tăng vốn New York năm 1910 và sau này trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của hội đồng chiến tranh trực thuộc tổ chức chữ thập đỏ Mỹ. Tổ chức chữ thập đỏ này không có khả năng đương đầu với các nhu cầu của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và trên thực tế đã được tiếp quản bởi các nhà tài phiệt ngân hàng New York. Đối với thời hạn chiến tranh, tổ chức chữ thập đỏ đã được lập ra trên danh nghĩa là một bộ phận của lực lượng vũ trang và cơ quan giám sát quản chế các đơn hàng từ các tổ chức quân sự có thẩm quyền không rõ là các tổ chức quân sự này là những cơ quan nào và thực tế thì chẳng hề có một đơn hàng nào nhưng việc dàn xếp đã khiến cho thủ tục này trở nên dễ dàng và khả thi hơn đối với các thành viên tham gia nhằm nhận được những khoản hoa hồng quân sự và khoác lên mình quân phục của các sĩ quan quân đội hoa kỳ chi phí của phái đoàn chữ thập đỏ tại nga kể cả việc mua bán quân phục được thanh toán bởi đại tá william boyce thompson một nhân vật được tổng thống wilson bổ nhiệm vào chức vụ trưởng phái đoàn thompson là một tiếp người cổ điển của mạng lưới bàn tròn bắt đầu sự nghiệp như là một nhà đầu cơ mỏ quặng thompson nhanh chóng bước chân sang thế giới tài chính ông ta tái đầu tư vào công ty len hoa kỳ american woolen company và công ty thuốc lá tobacco products company giành được công ty mía đường cuba cuban cane sugar company mua bán quyền kiểm soát trong công ty ô tô Pierce, Pierce Aero Motor Car Company, tổ chức ra công ty cổ phần tàu ngầm, The Submarine Boat Corporation và công ty chế tạo máy bay Wright-Martin, Wright-Martin Aeroplane Company, trở thành giám đốc của công ty đường sắt Chicago Rock Island và Pacific, The Chicago Rock Island và Pacific Railway, công ty đường sắt Madma Arizona, The Madma Arizona Railway và công ty bảo hiểm nhân thọ Metropolitan, The Metropolitan Life Insurance Company là một trong những cổ đông nặng ký nhất của Chase National Bank, là đại diện của Morgan trong các hoạt động kinh doanh chứng khoán ở Anh, trở thành giám đốc đầu tiên của Ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang New York và đương nhiên là đã đóng góp 250.000 đô la cho tổ chức chữ thập đỏ. Khi đến Nga, Thompson thanh minh thanh Nga rằng ông ta không phải là đại diện của tổ chức chữ thập đỏ. Theo Herman Hagedon, chuyên gia viết tiểu sử của Thompson thì, ông ta chủ tâm tạo ra một kiểu ngụy trang hình thức được các ông trùm tài phiệt Hoa Kỳ mong đợi thuê một căn phòng trong khách sạn Gia Europe, mua một chiếc limousine Pháp, nghiêm trang đến quầy tiếp tân và phòng trà, tỏ vẻ quan tâm đến hội họa. Thấy vị khách này có vẻ là một người đàn ông quyền lực, các chính khách hoặc quan khách trú ngụ tại khách sạn đều tìm cách kéo đến làm quen. Ông ta thích giải trí tiêu khiển ở các đại sứ quán, tại nhà của các vị bộ trưởng dưới chế độ Krensky. Mọi người nhận ra ông ta là một tay sưu tập nghệ thuật, và những kẻ đầu cơ đồ cổ lạc vặt liền vây quanh ông ta với các đề nghị cung cấp các bức tiểu họa gốm sứ Dresden, thảm thêu, thậm chí là cả một vài lâu đài. Khi đến xem opera, Thompson được ngồi vào hàng ghế chỉ dành riêng cho vua chúa. Dân chúng gọi ông ta là Sa Hoàng Mỹ. Và theo George Kennan, thì không có gì là ngạc nhiên rằng ông ta được các nhân vật quyền lực dưới thời Krensky xem như là một vị đại sứ thực thụ của Hoa Kỳ. Cũng có nhiều tài liệu cho rằng Thompson tổ chức việc mua bán trái phiếu Nga ở phố Wall với trị giá 10 triệu trúc, 18. Ngoài ra, Ông ta còn cung cấp trên 2 triệu rút cho Alexander Kerensky cho việc truyền bá mục đích của mình ra ngoài lãnh thổ Nga, đặc biệt là ở Đức và Áo. Ví dụ thực tế của lý thuyết ở Nam Phi. Thoạt nhìn thì có vẻ như phi lý rằng nhóm Morgan sẽ cung cấp tài chính cho Kerensky. Những nhân vật này có thể là những nhà cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhưng họ tách rời ra trong kế hoạch của mình cho tương lai, và trên thực tế là đối thủ trong việc kiểm soát chính phủ mới. Nhưng chiến thuật của việc cung cấp tài chính cho cả hai bên trong ngữ cảnh chính trị đã được các thành viên của bàn tròn suy tính kỹ và nâng lên thành một nghệ thuật. Một ví dụ điển hình của thủ đoạn này đã diễn ra tại Nam Phi trong cuộc chiến bua, bô hùa cuộc chiến tranh của người Phi gốc Hà Lan trong việc tranh giành quyền khai thác quặng kim cương, vàng, vào năm 1899. Anh và Hà Lan đã rất tích cực trong việc chiếm Nam Phi làm thuộc địa trong hàng thập kỷ. Người Hà Lan đã phát triển các tỉnh Transvaal và bang Orange Free trong khi anh chiếm giữ các vùng Rhodesia, Cape Hope, Basutoland, Swaziland và Bakunaland. Mâu thuẫn giữa hai nhóm thực dân là không tránh khỏi bất cứ khi nào cạnh tranh nguồn tài nguyên trong cùng một khu vực và sự mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi một mỏ vàng ở khu vực Whitewater thuộc Transvaal được phát hiện và điều này chính là nguyên nhân cơ bản dẫn đến cuộc chiến tranh tương tàn giữa hai bên. Xét về khía cạnh chính trị, Transvaal là khu vực thuộc quyền kiểm soát của người Bua, hậu duệ của thực dân Hà Lan. Nhưng sau khi mỏ vàng này được phát hiện, các bãi vàng đã được mở mang liên tục chủ yếu bởi thực dân Anh. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi một trong những người tham gia chủ chốt nhất trong cuộc chơi này lại là Cecil Rose người gần như giành được độc quyền trong việc khai thác các mỏ kim cương dưới sự kiểm soát của Anh. Nhà sử học Henry Pat cho rằng, với việc phát hiện ra mỏ vàng tại Transvaal, Rose đã bộc lộ mình là kẻ vô cùng hám lợi. Mối căm thù của ông ta đối với Paul Kruger thống đốc vùng tự trị Transvaal của Nam Phi gốc U, chủ yếu là người gốc Hà Lan, rất sâu sắc. Ông ta phân đối sự độc lập của khu vực này và coi điều này như là một rào cản chính trong nỗ lực thôn tính cả Nam Phi dưới luật lệ của thực dân Anh. Năm 1895, Rose lên kế hoạch nhằm thôn tính chính phủ của Kruger bằng việc tổ chức một cuộc khởi nghĩa giữa các cư dân Anh tại Johannesburg. Cuộc khởi nghĩa được tài trợ bởi Rose với thủ lĩnh là Frank, anh trai ông ta, và những người ủng hộ trung thành khác. Sự việc này được diễn ra sau cuộc xâm chiếm quân sự vùng đất Transvaal của các đội pháo binh Anh đóng tại Bacornalan và Rhodesia do hầu tước Leander Jameson. Cuộc khởi nghĩa đã thất bại và kết thúc bằng việc Jameson bị bắt và thất sủng. Nhưng Rose cương quyết giành bằng được Transvaal và ngay lập tức chuẩn bị âm mưu thứ hai. Với ảnh hưởng của Rose, hầu tước Alfred Milner được bổ nhiệm vào vị trí ủy viên hội đồng cao ủy Anh ở Nam Phi. Tại London, hầu tước Asher, một thành viên khác của hội kính trở thành cố vấn chính trị của vua Edward và thường xuyên liên hệ với đức vua trong giai đoạn này và đây chính là sự tham gia từ phía anh liên quan đến phía người bua giáo sư quigley đã kể lại một câu chuyện thú vị như sau trong một quy trình mà đến nay các chi tiết của nó vẫn chưa được làm sáng tỏ thì một sinh viên trẻ tuổi thông minh của trường đại học cambridge tên là james mutt người ủng hộ rose mạnh mẽ và đóng vai trò như là đại diện của ông ta tại kimberley mỏ kim cương lớn nhất ở nam phi vào cuối năm 1895 và là một trong những thành viên quan trọng của nhóm Rose Milner trong giai đoạn 1908-1950 đã đến Transvaal và bằng cuộc vận động mạnh mẽ chống lại Anh đã trở thành bộ trưởng ngoại giao của nước này. Mặc dù là thần dân của Anh, đồng thời giữ chức cố vấn chính trị cho Tổng thống Kruger, Miner đã tạo ra phong trào khiêu khích binh lính dọc biên giới của người bua thay vì yểm trợ hay bảo vệ cho vị tướng chỉ huy của mình tại Nam Phi người lúc này đang cần được chuyển đi. Và cuối cùng, Cuộc chiến tranh đã bị dồn vào tình trạng khó khăn không lối thoát khi Smuts đưa ra tối hậu thư với yêu cầu rằng các chiến dịch quân sự của binh lính Anh phải được ngừng và điều này đã bị Miner phản đối. Như là kết quả của việc sắp đặt kế hoạch một cách cẩn thận kỹ càng bởi các thành viên bàn tròn cho cả hai phía một phía tạo ra các nhu cầu lớn và bên kia đáp ứng các nhu cầu đó bằng cách giả bộ làm ra vẻ căm phẫn cuộc chiến tranh cuối cùng đã bắt đầu với việc xâm lược của quân Anh vào tháng 10 năm 1899. Sau hai năm rưỡi chiến đấu ác liệt, Người Bua đã buộc phải đầu hàng và Milner đã cai quân nước Cộng hòa này như một lãnh thổ chiếm đóng quân sự. Các thành viên bàn tròn vốn được biết đến như một vương trẻ của Milner, đã được bố trí tất cả các vị trí chủ chốt trong chính phủ, còn các bãi khai thác vàng cuối cùng cũng được bảo vệ an toàn, đánh cược cho tất cả ngựa. Một khía cạnh khác, tại thành phố New York, chiến thuật tương tự trong việc bắt tay với cả hai bên tham chiến đã được áp dụng với độ chính xác tuyệt vời bởi các thành viên bàn tròn dưới trướng JB Morgan. Giáo sư Quigley đã viết rằng Đối với Morgan thì tất cả các đảng phái đơn thuần chỉ là các tổ chức mà ông ta có thể sử dụng và công ty của ông ta luôn tỏ ra thận trọng để tham gia vào công việc nội bộ của tất cả các bên. Bản thân Morgan, Dwight Morrow và các đối tác khác chính là đồng minh của phe Cộng hòa, Russell C. Laffinwell đứng về phe Dân Chủ, Grayson Murphy đứng về phe Cực Hữu, còn Thomas V. Kep, Lamont đứng về phe Phái Tả. Cũng lúc này, Morgan tài trợ cho các nhóm Bolshevik và thành lập United Americans nhằm làm cho mọi người tin rằng những người Bolshevik đang chuẩn bị sẵn sàng để giành được thành phố New York. Tổ chức này đã đưa ra những bản báo cáo gây sốc cảnh báo về nguy cơ sụp đổ tài chính đang treo lơ lửng, nạn đói hoành hành khắp nơi. Trớ trêu thay, các nhân viên của tổ chức này là Alan Walker của Guarantee Trust Company, công ty đóng vai trò như một đại diện tài chính của Liên bang viết tại Mỹ. Daniel Willard, chủ tịch của Baltimore và Ohio Railway Company, mà sau này rất tích cực trong việc phát triển hệ thống đường ray của Liên bang Xô Viết, gia tộc huyện H. Westin của Westinghouse Airbread Company, công ty sau này mở nhà máy tại Nga, và Arthur H. Con của quân, lốp và company một trong những đơn vị hỗ trợ tài chính chủ chốt của chế độ Xô Viết. Thậm chí ngay trong lòng nước Nga, tổ chức bàn tròn cũng đã đưa ra nhiều sự cá cược. Ngoài việc tài trợ như đã đề cập trước đó cho những người buôn Bolshevik và các đối thủ của họ những người theo chủ nghĩa Menshevik, Morgan còn tài trợ cho các lực lượng vũ trang của đô đốc Kojak người chiến đấu chống lại Bolshevik ở Siberia. Không hề ngạc nhiên khi Kojak cũng nhận được tiền tài trợ từ các ông trùm tài phiệt Anh, kể cả Alfred Miner. Người ta cho rằng ý định ban đầu của tổ chức chữ thập đỏ ở Moscow là nhằm ngăn cản chính phủ Nga thiết lập hòa bình riêng với Đức Điều có thể khiến binh lính Đức chiến đấu chống lại Anh và Pháp. Theo giả thuyết câu chuyện câu chuyện mô tả chân dung các diễn viên giống như những người yêu nước đang cố gắng hết sức mình vì cuộc chiến thì mục tiêu đầu tiên là nhằm hỗ trợ Sa Hoàng. Khi Sa Hoàng thất bại, họ quay sang ủng hộ những người theo chủ nghĩa Menshevich vì đã cam kết sẽ tiếp tục tham chiến. Khi những người Menshevich bị hất cẳng, họ tiếp tục ủng hộ Bolshevich nhằm giành được tầm ảnh hưởng nhất định trong việc thuyết phục tổ chức này không tham gia tài trợ cho Đức. Đại diện bàn tròn của Anh Sau khi những người Bolshevich giành được quyền lực ở Nga, George Nusenen được phong làm đại sứ Anh và được thay thế bởi một thành viên của vườn trẻ Miner, một nhân vật trẻ tuổi có tên là Bruce Lockhart. Trong cuốn sách của mình, Điệp vụ Anh, British Agent, Lockhart đã mô tả tình huống của mình. Phát biểu tại cuộc gặp với Thủ tướng Lloyd George, ông ta viết Tôi thấy rằng quyết định của ông ta đã được đưa ra. Ông ta thật sự cảm kích như huân tước Miner nói với tôi sau đó bởi bài phỏng vấn với đại tá Thompson của tổ chức chữ thập đỏ Hoa Kỳ người vừa trở về từ Nga và thẳng thắn tuyên bố về sự điên rồ của quân đồng minh trong việc triển khai các chương trình thương thảo với Bolshevik. Ba ngày sau, tất cả mọi sự hoài nghi của tôi đã được giải tỏa. Tôi phải tới Nga với tư cách như một người chịu trách nhiệm cho sứ mệnh đặc biệt nhằm thiết lập mối quan hệ phi chính thức với những người theo chủ nghĩa Bolshevik. Tôi đã được chọn cho sứ mệnh Nga này không phải bởi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, mà cả bộ chiến tranh chính xác là bởi huân tước Miner và Lloyd George. Tôi vẫn thường nhìn thấy huân tước Miner hàng ngày. Năm ngày trước khi sang Nga, tôi đã ngồi ăn tôi cùng ông tại nhà Brook. Ông đang trong tâm trạng hưng phấn. Ông nói với tôi bằng một giọng chân thành thật dễ chịu về chiến tranh, tương lai của nước Anh, về con đường sự nghiệp của mình và về các cơ hội của tuổi trẻ. Ông cũng không tỏ ra là phần tử hiếu chiến hay phản động. Ngược lại, nhiều quan điểm của ông về xã hội lại được coi là hiện đại. Ông tin vào chính quyền của mình một chính quyền được tổ chức chặt chẽ và khoa học nơi mà sự phục vụ, tính hiệu quả và sự cần cù làm việc chính là những yếu tố quan trọng hơn cả tiền bạc, đại diện Hoa Kỳ của tổ chức bàn tròn. Khi Thompson trở về Mỹ, nhân vật mà ông ta chọn để thay thế bản thân mình với tư cách là người chịu trách nhiệm chính cho tổ chức chữ thập đỏ Mỹ chính là vị phó của ông ta Raymond Robbins. Không có thông tin gì về Robbins ngoại trừ một chi tiết rằng ông ta là người được đại tá Edward Mandelhaus bảo trợ và ông ta có thể vẫn là một kẻ vô danh tiểu tốt trong tấn bi kịch này đồng thời là một trong những nhân vật chính trong cuốn sách của Bruce Lockhart. Hãy thử xem một số thông tin về ông ta. Một người quen khác trong những ngày này ở St. Petersburg là Raymond Robbins, nhân vật chủ chốt của tổ chức chữ thập đỏ Hoa Kỳ. Ông ta là nhân vật trọng yếu của chiến dịch Bournemouth, nay đầu bị, trong đợt bầu cử Tổng thống Mỹ năm 1912. Mặc dù rất giàu có song ông ta vẫn là một nhân vật chống chủ nghĩa tư bản, cho đến nay, hai người hùng của ông ta là Roosevelt và Cecil Rose. Ở một khía cạnh khác, Robbins có một sứ mệnh tương tự với sứ mệnh của tôi. Ông đóng vai trò trung gian giữa những người Bolshevik và chính phủ Mỹ và ông ta đã đặt ra một nhiệm vụ cho mình trong việc thuyết phục Tổng thống Wilson nhằm thừa nhận chế độ Xô Viết 26. Những gì được coi là khám phá thú vị đã ẩn chứa trong những ngôn từ này. Trước hết, chúng ta hiểu được rằng Robbins là một nhà lãnh đạo nhóm phụ trách chiến dịch bầu cử năm 1912 cho Tổng thống Woodrow Wilson. Và chúng ta cũng hiểu được rằng, ông là một người chống lại chủ nghĩa tư bản. Thứ ba, chúng ta khám phá ra rằng một người chống chủ nghĩa tư bản có thể sùng bái Cecil Rose. Và cuối cùng, chúng ta biết được rằng, dù là một thành viên trong nhóm được tài trợ bởi các nhà tài phiệt ngân hàng phố Wall, song trên thực tế, ông ta vẫn đóng vai trò như một đại diện môi giới giữa những người theo chủ nghĩa Bolshevik và chính phủ Mỹ. Cecil Rose là một trong những nhân vật vĩ đại nhất của Robbins và có một tầm quan trọng đặc biệt trong câu chuyện này. Trong đêm trước khi rời đi Nga, Robbins đã ăn tối với Lockhart. Khi mô tả tình huống này, Lockhart đã nói, ông ta đã nghiên cứu về cuộc đời của Rose và sau bữa ăn trưa đã đưa ra một mô tả tuyệt vời về tính cách của Rose. Như vậy, cả Lockhart và Robbins được coi là những môn đệ của Cecil Rose và cả hai đã trở thành thành phần không thể thiếu được của mạng lưới quốc tế mạng lưới mà giáo sư Quigley đã đề cập đến có thể là những thành viên của tổ chức bàn tròn. Lockhart báo cáo cho nhóm Anh trong khi Robbins báo cáo cho nhóm Mỹ, nhưng cả hai đều phối hợp chặt chẽ vì những mục tiêu xác định và thực hiện những mục tiêu đó bằng bàn tay vô hình. Những người theo chủ nghĩa Bolshevik cũng nhận thức được quyền lực của những nhân vật này và không có cánh cửa nào đóng lại đối với họ. Họ được phép tham gia các cuộc họp của Ủy ban điều hành Trung ương, Central Executive Committee, và được cố vấn về các quyết định quan trọng. 29. Nhưng có lẽ cách thức tốt nhất để đánh giá quy mô ảnh hưởng của các nhà tư bản so với những người chống chủ nghĩa tư bản là để kể về câu chuyện của bản thân mình. Đó là quyền lực non nớt mong manh được che đậy sau vẻ ngoài ngây thơ của tổ chức chữ thập đỏ Mỹ. Thế giới thậm chí giờ đây không có ý niệm mơ hồ về thực tế của mình. Đó là một bí mật được che đậy cẩn thận và thậm chí là nhiều người đã từng biết rõ điều này cũng không được nhìn thấy. Trợ lý của William Thompson ở Nga là Cornelius Callagher. Trong những năm sau đó, khi phản ánh sự ngây thơ khờ khạo của tiến sĩ Franklin Billings, người phụ trách nhóm y tế của phái đoàn chữ thập đỏ, Callagher viết Billings tội nghiệp tin tưởng mình sẽ được phụ trách phái đoàn khoa học của tổ chức chữ thập đỏ tại Nga. Trên thực tế, Ông ta chẳng có vai trò gì cả ngoại trừ một chiếc mặt nạ của phái đoàn chữ thập đỏ Hoa Kỳ. Mục đích của chiếc mặt nạ đương nhiên là để che đậy một điều gì đó. Và như vậy, chúng ta có một câu hỏi khác. Điều được che đậy phía sau chiếc mặt nạ là gì? Đâu là động cơ và mục tiêu thực sự của vũ hội hóa tranh này? Chúng ta sẽ trở lại với chủ đề này ở phần sau. Tổng kết Cuộc cách mạng của những người Bolshevik tại Nga đã được các thế lực bên ngoài ủng hộ, đặc biệt là các nước Đức, Mỹ và Anh. Đó cũng chính là một ví dụ điển hình của công thức Rothschild được thể hiện dưới dạng hành động. Nhóm này tụ tập xung quanh các hội kính do Cecil Rhodes, một trong những nhân vật giàu có nhất thế giới tạo dựng nên. Mục tiêu của nhóm này không có gì hơn là thống trị thế giới và lập ra xã hội phong kiến hiện đại được kiểm soát bởi các ngân hàng trung ương thế giới. Có trụ sở chính tại Anh, ban điều hành của Rose được gọi là tổ chức bàn tròn. Tại các nước khác, các cơ cấu thành viên của tổ chức này được gọi là nhóm bàn tròn nhóm bàn tròn tại mỹ được biết đến với tên gọi hội đồng quan hệ quốc tế một tổ chức ban đầu nằm dưới quyền chi phối của jb morgan và sau đó là rockefeller chính là nhóm có thế lực nhất tại mỹ hiện nay thậm chí thế lực này còn mạnh hơn cả chính phủ liên bang vì hầu như tất cả các vị trí chủ chốt trong chính phủ đều được các thành viên của nhóm này nắm giữ nói cách khác đó chính là chính phủ hợp chủng quốc hoa kỳ các đại diện của hai nhóm này hợp lực khăng khít với nhau trước cuộc cách mạng nga và cụ thể là sau khi sa hoàng nga bị lật đổ lực lượng quân sự Mỹ tại Nga cải trang dưới hình thức phái đoàn chữ thập đỏ tổ chức được coi là đang thực thi sứ mệnh nhân đạo tại đây và cuối cùng họ đã đạt được mục tiêu của mình. Chương 14. Những con cáo già phía sau chiếc mặt nạ. Cuộc cách mạng tại Nga, vai trò của các nhà tài phiệt New York, những người giả trang thành các quan chức của phái đoàn chữ thập tại Nga sự nổi lên của kẻ thù đáng tin trong mối tương quan với kế hoạch Roster. Trong phần trước, chúng ta đã thấy rằng, phái đoàn chữ thập đỏ tại Nga không phải là một tổ chức hay cơ quan nhân đạo gì cả, mà là một mặt nạ trá hình. Điều này dẫn đến một câu hỏi mang tính logic, đâu là động cơ và mục tiêu thực sự ẩn giấu đằng sau chiếc mặt nạ đó? Trong những năm sau này, điều đó có thể được giải thích bởi những người đã từng tham gia vào phái đoàn đó rằng họ chỉ đơn thuần thực hiện các sứ mệnh nhân đạo nhằm bảo vệ Nga khỏi nguy cơ chiến tranh với Đức đồng thời nhằm giúp sự nghiệp tự do của Anh và các đồng minh của mình. Đối với Jacob Schiff và các nhà tài phiệt ngân hàng gốc do Thái khác ở New York, ở đây có một sự giải thích bổ sung rằng họ chống lại Sa Hoàng vì phong cách chống xe mít của ông ta. Đương nhiên, những điều này đều là động cơ tuyệt vời và chúng được chấp nhận bởi các nhà sử học chủ đạo. Thật đáng tiếc các giải thích chính thức lại không phù hợp với các sự kiện, những lưu ý từ cuốn nhật ký của Lincoln Steffens. Động cơ thuyết phục của các nhà tài phiệt ngân hàng New York đã được thể hiện trong cuốn nhật ký của Lincoln Steffens, một trong những nhà văn cánh tả nổi tiếng của Hoa Kỳ thời bấy giờ. Steffens có mặt trên bon tàu Christianian khi Trotsky bị bắt ở Halifax. Ông ta đã ghi lại nội dung câu chuyện của mình với các hành khách khác những người đang phải đương đầu với một nước Nga xung đột. Một trong những người này là Charles Crane phó chủ tịch của Crane Company. Crane là một trợ thủ đắc lực của Woodrow Wilson và cựu chủ tịch hội đồng quản trị của Ủy ban Tài chính Đảng Dân Chủ. Ông ta cũng đã thành lập Westinghouse Company tại Nga và đã thực hiện không dưới 23 cuộc viếng thăm. Con trai ông ta, Richard Crane, là một trợ thủ ngầm cho Bộ trưởng Ngoại giao Robert Lansing. Thật thú vị khi đọc những dòng lưu ý của Stephens liên quan đến quan điểm của các hành khách du lịch. Ông ta viết, tất cả đều nhất trí rằng cuộc cách mạng mới chỉ đang trong giai đoạn đầu tiên, và nó sẽ phải phát triển lớn mạnh kren và những người theo chủ nghĩa cấp tiến nga trên con tàu này nghĩ rằng chúng ta sẽ phải có mặt tại petrograd cho một cuộc cách mạng mới chính xác là như vậy cuộc cách mạng mới là mong đợi và là mục tiêu chứ không phải là sự loại trừ những kẻ chống lại chủ nghĩa xemít liên quan đến yêu sách của thompson rằng ông ta muốn bảo vệ nước nga trong cuộc chiến tranh chống đức ở đây có một logic của các sự kiện thực tế bác bỏ điều này krensky và chính phủ lâm thời đã sẵn sàng cho các nỗ lực chiến tranh tổ chức chữ thập đỏ giả trang đã thể hiện sự hỗ trợ mạnh mẽ nhất của mình đối với những người buôn xe vít. Lý do của họ là những người buôn vít sẽ kiểm soát chính phủ mới và họ sẽ tìm kiếm cơ hội cho tương lai. Họ nói rằng họ không giống như những người buôn xe vít, nhưng lại giao dịch với những người buôn vít một cách thực dụng. Trên thực tế, ở đây có một nguyên nhân nhỏ vượt ra ngoài sự hỗ trợ của các nhà tài phiệt New York nhằm bảo đảm rằng họ có thể có tiếng nói ảnh hưởng tới nước Nga. Nhưng, nếu chúng ta đưa ra một giả thuyết rằng những người đàn ông này là những chính trị gia láo cá những kẻ có khả năng nhìn thấy trước tương lai, chúng ta vẫn còn phải đương đầu với những rào cản nghiêm trọng. Ví dụ, tháng 2 năm 1918, Arthur Bullock có mặt ở Nga với tư cách là trưởng chi nhánh của Ủy ban Thông tin Công chúng, một tổ chức tuyên truyền chiến tranh của chính phủ Mỹ. Bullock được George Kennan, một sử gia mô tả như nhân vật của đảng tự do theo chủ nghĩa xã hội, một nhà văn tự do, tài mắc của đại tá House. Với tư cách chính thức của mình, ông ta có nhiều cơ hội để cố vấn cho Raymond Robbins và trong một báo cáo mô tả một trong những cuộc trò chuyện này, Bullen viết Ông ta, Robbins, thể hiện sự e dè một cách cụ thể là sự thừa nhận những người Bolshevik là hơi quá và điều này nên tác động ngay lập tức và Mỹ cũng đã thừa nhận những người Bolshevik. Tôi tin rằng chúng ta có thể kiểm soát được các nguồn tài nguyên dư thừa của Nga cũng như kiểm soát được các sĩ quan tại tất cả các điểm của trận tuyến. Những con cáo già phía sau mặt nạ Một năm sau đó, Thượng nghị viện Hoa Kỳ thực thi một cuộc điều tra về vai trò của các công dân nổi bật của nước này trong việc hỗ trợ cuộc cách mạng của những người Bolshevik. Một trong những tài liệu lưu giữ được là bản thông cáo mà Robbins gửi cho Bruce Lockhart. Trong đó Robbins viết, Ngài sẽ nghe nói rằng tôi chính là đại diện của phố Wall, rằng tôi là đệ tử của William B. Thompson trong việc giành lấy mỏ đồng Antha ở Nga cho ông ta, rằng tôi có 500.000 ha rừng tại Nga, rằng tôi đã thoát khỏi trách nhiệm với Trans-Siberian Railway rằng họ cho tôi độc quyền khai thác Platon ở Nga, rằng điều này giải thích cho việc tôi làm việc cho chính quyền Xô Viết. Ngài có thể nghe mọi chuyện. Bây giờ, tôi không cho rằng điều đó là đúng, thưa ngài, nhưng hãy cho phép chúng ta giả định rằng điều đó là đúng. Hãy giả định rằng tôi có mặt ở đây là nhằm giành được nước Nga cho phố Vô và các nhà tài phiệt Hoa Kỳ. Hãy giả định rằng ngài là một con cáo già Anh và tôi là một con cáo già Mỹ. Và khi cuộc chiến tranh này kết thúc, chúng ta sẽ sâu xé nhau để tranh giành thị trường Nga hãy cho phép chúng ta làm như vậy một cách thẳng thắn. Nhưng đồng thời hãy thử giả định rằng chúng ta là những con cáo già thông minh và chúng ta biết rằng nếu mình không cùng nhau săn mồi thì ngay lập tức con cáo già Đức sẽ sực mất cả hai chúng ta. Giáo sư Sutton đã đặt tất cả những điều này vào một viễn cảnh. Trong một đoạn sau đó, ông nói về William Thompson, nhưng những chỗ nhấn mạnh của ông lại có tác động đến Robbins và tất cả các nhà tài phiệt khác những thành viên đắc lực của phái đoàn chữ thập đỏ tại Nga các động cơ của Thomson mang tính chất tài chính và thương mại. Đặc biệt, Thomson quan tâm đến thị trường Nga và làm thế nào để các nhà tài phiệt phố Ngô có thể tác động đến thị trường này nhằm giành quyền khai phá nó thời hậu chiến. Thomson coi Đức như một kẻ thù kẻ thù kinh tế và thương mại hơn là kẻ thù chính trị. Nền công nghiệp và ngành ngân hàng Đức chính là kẻ thù thực sự của Anh và Mỹ. Để gạt Đức ra khỏi cuộc chơi, Thomson muốn rót tiền vào bất cứ bộ máy thế lực chính trị nào giúp ông ta đạt được mục tiêu. Nói cách khác, Thompson là một người theo chủ nghĩa đế quốc Mỹ chiến đấu chống lại những kẻ theo chủ nghĩa đế quốc Đức. Thompson không phải là người theo chủ nghĩa Bolshevik và cũng chưa bao giờ là người ủng hộ Bolshevik đồng thời cũng không bao giờ là người ủng hộ Krensky hay Hoa Kỳ. Động cơ cao hơn của ông ta là chiếm giữ thị trường Nga thời hậu chiến. Điều này là mục tiêu thương mại. Hệ tư tưởng có thể thống trị các nhà thực thi cách mạng như Krensky, chứ không phải là các nhà tài phiệt. Năm, vậy những con cáo già của nhóm bàn tròn có thực sự thành công với mục tiêu của mình hay không trên thực tế họ có chiếm giữ được các nguồn tài nguyên dư thừa của nước nga hay không câu trả lời cho câu hỏi này không hề hiện diện trong các cuốn sách lịch sử của chúng ta câu trả lời phải được lần theo dấu vết các sự kiện và những gì mà chúng ta cần tìm kiếm chính là câu trả lời đó nếu kế hoạch không thành công chúng ta sẽ kỳ vọng vào việc tìm ra sự biến cách trong các mối quan tâm về tài chính nếu không phải là một sự thù địch hoàn toàn mặt khác nếu điều đó thành công, chúng ta sẽ chờ xem không chỉ sự ủng hộ tiếp tục, mà còn một số chứng cớ về lợi nhuận được các nhà đầu tư mang đi, như một sự đền bù cho những nỗ lực và rủi ro của họ. Với những dấu vết này, hãy thử quay trở lại với cái nhìn tổng quan về những gì đã thực sự xảy ra kể từ khi những người theo chủ nghĩa Bolshevik được mạng lưới bàn tròn hỗ trợ. Tin tức, sau cách mạng tháng 10, tất cả các ngân hàng ở Nga đều đã bị tiếp quản và quốc hữu hóa ngoại trừ một chi nhánh của ngân hàng National City Bank thuộc quyền kiểm soát của gia tộc Rockefeller tại Petrograd. Tin tức, ngành công nghiệp nặng tại Nga cũng được quốc hữu hóa ngoại trừ nhà máy Westinghouse, nhà máy được thành lập bởi Charles Crane, một trong những người đã có mặt trên bon con tàu SS Christianian trong chuyến hành trình đến nước Nga cùng Trotsky nhằm chứng kiến cuộc cách mạng. Tin tức, năm 1922, chính quyền Xô Viết thành lập ngân hàng quốc tế thứ nhất. Ngân hàng này không thuộc quyền sở hữu và vận hành của nhà nước như lý thuyết đưa ra, mà được vận hành bởi các nhà tài phiệt ngân hàng. Những nhân vật này bao gồm không chỉ là các nhà tài phiệt ngân hàng của chế độ Sa Hoàng cũ, mà còn có các đại diện của các ngân hàng Đức, Thụy Điển và Mỹ. Phần lớn nguồn vốn nước ngoài đến từ Anh, kể cả vốn của chính phủ Anh. Nhân vật được bổ nhiệm làm giám đốc bộ phận đối ngoại của ngân hàng chính là Max May, phó chủ tịch của Guarantee Trust Company của Morgan tại New York. Tin tức, trong những năm sau cách mạng tháng 10 xuất hiện một loạt các hợp đồng béo bở được các công ty của Liên Xô, Anh hoặc Mỹ ký kết, những hợp đồng này đều được mạng lưới ban tròn thiết kế và đạo diễn, dù trực tiếp hay gián tiếp. Hợp đồng lớn nhất trong số các hợp đồng này trị giá 50 triệu bảng Anh với hàng thực phẩm cung cấp của Morris và Company, một công ty thực phẩm đóng hộp có trụ sở ở Chicago. Edward Morris cưới Helen Swift, người có anh trai là Harold Swift. Harold Swift từng được coi là ông trùm trong phái đoàn chữ thập đỏ tại nga. Tin tức trong việc thanh toán cho các hợp đồng này và nhằm chuyển các khoản vay của các nhà tài phiệt. Những người buôn xe vít tham gia khai thác vàng bao gồm cả nguồn dự trữ khá lớn của chính phủ Sa Hoàng và chuyển về các ngân hàng Anh hoặc Mỹ. Chỉ riêng năm 1920, một chuyến tàu đến Mỹ qua ngã Stockholm trị giá 39 triệu quô rôn Thụy Điển. Ba chuyến tàu cập bến với 540 thùng vàng trị giá 97 triệu 200 nghìn rúp vàng, cộng thêm ít nhất là một chuyến tàu khác trị giá 20 triệu đô la Mỹ. Hãy lưu ý rằng đây là giá trị của năm 1920. Việc cập bến của các con tàu này được điều phối bởi khuôn. Lop và Company của Jacob Schiff với các khoản tiền do Guarantee Trust của gia tộc Morgan chi trả. Tin tức, lúc này, nội các của Tổng thống Wilson đã chuyển 700.000 tấn thực phẩm tới Liên Xô. Bộ Thực phẩm Hoa Kỳ đơn vị phụ trách phi vụ tầm cỡ này cũng đã thu được một khoản lợi nhuận béo bở. Tin tức, những con cáo già Mỹ, Anh và Đức cũng đã gặt hái được nhiều lợi nhuận từ việc buôn bán với chế độ Viết mới thành lập. Standard Oil và General Electric cung cấp cho nước này một khoản máy móc trị giá tương đương 37 triệu đô la từ năm 1921 đến 1925. Và điều này cũng chỉ mới là bắt đầu. Đám địa chủ aircraft ở Đức đã dựng nên một thể chế hàng không Soviet. Về kép Averell Harriman, một đại gia trong ngành vận tải đường sắt và ngân hàng tại Mỹ người sau này trở thành đại sứ tại Nga, đã giành được độc quyền khai thác tất cả măng gan của Nga trong vòng 20 năm. Armand Hammer, một đại gia khác cũng đã kiếm được một khối tài sản khổng lồ nhất thế giới bằng việc khai thác mỏ Emian tại Nga. Hậu cảnh bổ sung, nhân vật mù vừa câm vừa điếc. Trong những năm trước đó, những người buôn xe vít không được tiếp cận với hàng hóa, dịch vụ và vốn đầu tư nước ngoài. Họ biết rằng mình có thể bị lừa bởi cái mát hợp tác tư bản, nhưng đó là hợp tác như thế nào, đó không phải là tiền bạc của họ. Trong một dịp, Lenin đã giải thích nhân tố căn bản cho việc chấp nhận các điều khoản của phố Wall. Ông nói, trong hành trình chinh phục thị trường nga tư bản chủ nghĩa trên thế giới và chính phủ của họ sẽ nhắm mắt ra dấu và biến thành một kẻ vừa câm vừa điếc họ sẽ gia hạn tín dụng điều sẽ củng cố thế mạnh của đảng cộng sản tại đất nước họ và cung cấp vật liệu cùng công nghệ cho chúng ta những thứ mà chúng ta đang thiếu họ sẽ khôi phục lại ngành công nghiệp quân sự của chúng ta ngành công nghiệp trọng yếu đối với sự tấn công các nhà cung cấp của chúng ta trong tương lai nói cách khác họ sẽ làm việc để chuẩn bị cho sự tự sát của chính họ arthur bullock người được nhắc đến trước đây như một đại diện của Ủy ban Thông tin Công chúng tại Nga đã hiểu rõ chiến lược của đảng Bolshevik. Thậm chí vào đầu tháng 3 năm 1918, ông ta đã gửi một bức điện tính tới Washington với lời cảnh báo rằng chúng ta đã làm đúng khi sẵn sàng giúp đỡ bất cứ chính phủ tử tế nào có nhu cầu. Tuy nhiên, ông nói, các nhân vật và tiền bạc được chuyển tới những nhà lãnh đạo hiện hành tại Nga sẽ được sử dụng để chống lại người Nga và người Đức. Tôi đã khăng khăng khuyên họ phản đối lại sự giúp đỡ chính phủ Nga hiện hành những yếu tố mang điểm xấu ở nước Nga Xô Viết có vẻ đã được kiểm soát. Thật đáng tiếc, Bullet chỉ là một con tốt nhỏ trong cuộc chơi này và ý kiến của ông ta đã được chọn lọc bởi những kẻ khác. Bức điện này được gửi cho cấp trên của ông ta và đó chính là đại tá Edward Mandelhaus với hy vọng rằng nó sẽ có tác động tới Tổng thống. Vậy nhưng, thông điệp đó đã không được chuyển đi. Chuyến hành trình bên lề cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Quay trở lại với dấu vết của các sự kiện kể từ thời gian này chúng ta hãy thử làm một chuyến hành trình ngắn đến với cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Việc tài trợ và thu lợi nhuận từ cả hai phía tham chiến luôn được dự kính. Tin tức, kể từ khi Hitler trỗi dậy nắm quyền, ngành công nghiệp Đức được tài trợ chủ yếu bởi các nhà tài phiệt Mỹ và Anh. Đa số công ty, tập đoàn lớn của Mỹ được biết đến như những đơn vị đầu tư vào ngành công nghiệp chiến tranh. IG, Farben là tập đoàn công nghiệp lớn nhất và là nguồn tài trợ chủ lực về chính trị cho Hitler chính Farben đã tuyển dụng và đào tạo bộ phận tình báo của Hitler và vận hành các trại lao động khổ sai của Đức Quốc xã như một nguồn nhân lực bổ sung cho các nhà máy Đức. Thậm chí Farben còn thuê hãng cung cấp dịch vụ PR tại New York của Ivy Lee, người đã từng đảm nhiệm trọng trách chuyên gia PR cho John Rockefeller nhằm làm tăng hình ảnh của Hitler đối với công chúng tại Mỹ. Ngẫu nhiên mà Lee được sử dụng nhằm giúp bán chế độ Viết cho công chúng Hoa Kỳ trong cuối thập niên 20. Tin tức phần lớn nguồn vốn cho việc mở rộng công ty hóa chất IG. Farben được cung cấp bởi phố Wall, chủ yếu là ngân hàng National City của Rockefeller, Dillon, Red và Company, cũng là một công ty của Rockefeller, Equitable Trust Company của Morgan, Harris Forbes và Company, và Kuhn, Loeb và Company. Tin tức, trong thời gian quân đồng minh tấn công dội bom vào nước Đức, dưới sự hướng dẫn của Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ, các nhà máy và khu nhà hành chính của công ty hóa chất LG, Farbank đã thực hiện chính sách tiết kiệm dự phòng. Bộ chiến tranh được tự do tuyển chọn nhân viên những người không phải là quân nhân, nhưng có hợp tác với các công ty đầu tư được nhắc đến trước đó. Ví dụ, Bộ trưởng Bộ chiến tranh lúc này là Robert B. Patterson. James Forrestal là Bộ trưởng Bộ Hải quân và sau này trở thành Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cả hai người đều đến từ Dillon Red and Company và trên thực tế, Forrestal đã trở thành chủ tịch của hãng này. Tin tức, trong chiến tranh thế giới thứ hai, với chương trình cho vay Lease Program, Hoa Kỳ đã chuyển cho Liên Xô hơn 11 tỷ đô la tiền tài trợ, kể cả 14.000 máy bay, gần nửa triệu chiếc xe tăng và các xe quân sự khác, hơn 400 tàu chiến và thậm chí là một nửa nguồn cung uranium thứ cần thiết cho việc phát triển bom hạt nhân. Nhưng một phần ba các chuyến tàu cho vay trong giai đoạn này bao gồm thiết bị công nghiệp và nguồn cung lại được sử dụng cho việc phát triển nền kinh tế Nga sau chiến tranh. Và khi cuộc chiến tranh kết thúc, chương trình cho vay này tiếp tục được thực hiện hơn một năm trời. Cuối năm 1946, Nga đã nhận được điều khoản cho vay tín dụng có thời hạn 20 năm với mức lãi suất 2%, một mức khá thấp. Cơ cấu chuyển tiền. Khi chương trình cho vay hết hiệu lực, người ta nghĩ ra một cơ chế mới, nhằm hậu thuẫn nước Nga Xô Viết cùng hệ thống các nước vệ tinh. Một trong những cơ chế mới này là bán các hàng nhu yếu phẩm với giá thấp hơn giá thị trường và trên thực tế là thấp hơn giá mà người Mỹ phải trả cho những món hàng đó những người dân xô viết thậm chí không cần phải có tiền để mua những mặt hàng đó các thể chế tài chính mỹ chính phủ liên bang và các đại diện quốc tế những tổ chức được tài trợ bởi chính phủ liên bang như quỹ tiền tệ và ngân hàng thế giới đã cho họ vay tiền hơn nữa tỷ suất cho vay cũng thấp hơn mức lãi suất thị trường và gần như tất cả các khoản vay này đều được bảo đảm bởi chính phủ hoa kỳ nói cách khác cơ chế mới cơ chế mà người ta thường nhầm lẫn với thương mại cũng chỉ là những phương cách giả trang mà theo đó các thành viên bàn tròn những kẻ trực tiếp điều hành chính sách quốc gia đã chi hàng tỷ đô la cho việc chuyển tiền bạc và các nguồn lực khác cho Nga. Điều này buộc các thể chế bước vào hợp tác với các doanh nhân Hoa Kỳ phải cung cấp các dịch vụ cơ bản. Và chu kỳ được hoàn tất, người dân Mỹ lớn hơn chính phủ Mỹ lớn hơn các quốc gia khác lớn hơn các doanh nhân Mỹ lớn hơn các nhà tài phiệt Mỹ, những người tài trợ cho dự án và tạo ra tầm ảnh hưởng để khiến cho quy trình này trở nên khả thi. Tin tức Liên hợp công nghiệp của chính phủ Mỹ đã cung cấp cho chính phủ Xô Viết tiền tệ, công nghệ và giúp nước này xây dựng hai nhà máy hiện đại nhất thế giới Kama River và Diu. Cả hai nhà máy này sản xuất trên 150.000 xe tải hạng nặng mỗi năm cộng thêm 250.000 động cơ diesel. 45% chi phí của dự án này đều được trích từ Ngân hàng xuất nhập khẩu Hoa Kỳ, một đại diện của chính phủ liên bang. 45% khác từ Jess Manhattan Bank của gia tộc Rockefeller, chính phủ Soviet chỉ đóng góp 10%. Tin tức khi Boris Johnson nắm quyền lãnh đạo đất nước. Một trong những hành động chính thức của vị tổng thống này là cho phép các doanh nghiệp nước ngoài chuyển lợi nhuận về nước. Từ quan điểm kinh doanh, điều này là tốt vì nó thúc đẩy đầu tư nước ngoài. Jane Igram cung cấp một số thông tin như sau. Trong năm 1992, chính quyền Anson đã có các vụ thương thảo với các hãng dầu khí như Shell, BB, Amaco, Texaco và Exxon. Chevron mở liên doanh để khai thác và phát triển mỏ dầu Tengiz BP International, Marathon Oil và Mitsui đã ký hợp đồng với chính phủ Nga để khai thác khí đốt tự nhiên ngoài khơi Sakhalin. Chevron và Oman lập ra một tổ hợp nhằm xây dựng đường ống dẫn dầu từ Kazakhstan tới biển Đen, Địa Trung Hải và Vịnh Ba Tư. Occidental Petroleum ký hợp đồng với Nga nhằm hiện đại hóa hai mỏ dầu ở Siberia. Newman ký hợp đồng khai thác vàng ở Uzbekistan chủ tịch hội đồng quản trị của Merrill Lynch đã ký hợp đồng với tư cách là nhà tư vấn trong việc hỗ trợ quá trình tư hữu hóa quỹ bất động sản nhà nước ukraine giám đốc điều hành của at và t đã ký hợp đồng nhằm cung ứng các hệ thống mạch điện cho kazakhstan miền tây hoa kỳ ký một loạt hợp đồng làm ăn với chính phủ hungary nhằm khai thác hệ thống viễn thông quốc gia phó chủ tịch của gm tham gia dự án sản xuất xe hơi cho hungary và năm tư còn giám đốc điều hành của je mua lại phần lớn cổ phần của ngành công nghiệp chiếu sáng của Hungary. Một loạt tên tuổi khác của Mỹ trong nhiều ngành công nghiệp như Dow Chemical, Eastman Kodak, SC Johnson và Son, Xerox, American Express, Procter và Gamble, Philip Morris, Ford, Compact Computer cũng đều có mặt. Tin tức, tháng 2 năm 1996, chính quyền Clinton đã cho hãng Aeroflot vay 1 tỷ đô la để hãng hàng không này có thể cạnh tranh với các hãng khác của Mỹ như Boeing trong việc sản xuất máy bay chở khách hạng nặng. Cuối năm, các quốc gia thuộc Liên Xô cũ đã nhận được khoản tiền 3 tỷ đô la từ Ngân hàng Thế giới. Giữa năm 2000, các quan chức Nga lại nhận thêm 7 tỷ đô la từ IMF thông qua Ngân hàng New York. Tin tức, ngoài cả thập kỷ của việc đảm bảo thương mại, tín dụng toàn cầu, Hoa Kỳ đã chuyển 10 tỷ đô la tiền viện trợ không hoàn lại. Tháng 6 năm 2000, tổng thống Clinton phát biểu trước Quốc hội Nga rằng Hoa Kỳ muốn nhìn thấy một nước Nga hùng mạnh. Ngày hôm sau, ông ta tuyên bố rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ cấp 78 tỷ đô la nhằm hoàn thiện nhà máy nguyên tử hạt nhân Chernobyl của Ukraine. Mạng lưới bàn tròn đã thành công trong việc khai thác thị trường Đông U và sẽ còn tiếp tục sự nghiệp của họ. Vẫn là trò bình cũ, rượu mới. Ban đầu, dì bê, Morgan chi phối hội đồng quốc tế. Đương nhiên, các nhà tài phiệt quốc tế cũng chính là những người giữ vai trò kiểm soát đối với hội đồng này. Nhóm Morgan dần dần được thay thế bằng tổ hợp Rockefeller và sứ mệnh của nó đã không còn mang hình bóng của tổ chức chữ thập đỏ quốc tế nữa, mà là của tổ chức thương mại đông tây. Các chính trị gia thích thú với những bài thuyết giảng về sự cần thiết của hòa bình thế giới. Trên thực tế, chúng ta đang sống trong kỷ nguyên tơi tả chiến tranh, không một lục địa nào, kể cả nam cực, có thể thoát khỏi vòng kim tỏa của chiến tranh. Hàng ngày, có từ 25 đến 40 cuộc chiến vũ trang đang diễn ra đâu đó trên thế giới. Kể từ chiến tranh thế giới thứ hai, đã có 150 cuộc xung đột vũ trang với hơn 20 triệu người thiệt mạng. 15. Chúng ta không thể không nhận thấy rằng đây cũng chính là giai đoạn mà nợ chính phủ tăng lên và tiền pháp định được tạo ra. Thuật giả kim mới Các nhà giả kim thời cổ đại kiếm tìm một cách vô vọng hòn đá phù thủy mà họ tin là sẽ biến thành vàng. Có tồn tại một loại đá như vậy hay không? Có thể tồn tại điều này chẳng. Các nhà giả kim của thời đại chúng ta đã nghiên cứu cách chuyển đổi chiến tranh thành nợ, nợ thành chiến tranh cũng như cả nợ cả chiến tranh lẫn nợ thành vàng cho chính họ. Trong phần trước, chúng ta tạo ra các lý thuyết về chiến lược, đặt tên cho kế hoạch của Rothschild. Theo đó, âm mưu trong lĩnh vực tiền tệ thế giới đã cố ý kích động chiến tranh như một phương tiện khuyến khích nền công nghiệp sản xuất vũ khí siêu lợi nhuận và giữ cho các quốc gia vận hành trong vòng tròn nợ nần. Đó không phải là việc kiếm tìm lợi nhuận, mà là tội diệt chủng. Đó không phải là một chuyện tâm thương để tìm hiểu khả năng rằng trên thực tế, các nhà lãnh đạo được chọn lựa và không được chọn lựa của chúng ta đang thực thi kế hoạch Roster. Tin tức, chúng ta hãy quay trở lại với những cuộc chiến tranh tại Trung Đông và sự trỗi dậy của trào lưu đạo hồi chính thống. Iran, Iraq, Syria, Algeria, tổ chức giải phóng Palestine và các nhóm chống Mỹ tương tự đều nhận vũ khí, tiền bạc và sự hỗ trợ bí mật từ chính phủ Mỹ. Trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh, mỗi một nỗ lực được đưa ra là nhằm bảo đảm rằng chế độ Hussein phải được duy trì nhưng không được sụp đổ cơ sở quân sự và phần lớn vũ khí của nước này đều được để dành. Sau lệnh ngừng bắn, quân đội nước này được phép giữ gìn và bảo vệ các tàu quân sự chở súng ống đạn dược mà họ đã sử dụng nhằm dẹp yên cuộc nổi loạn trong nước ở quy mô lớn. Điều sỉ nhục lớn nhất mà nước này phải cố nước là trong nhiều năm trời, Hussein được coi là tài sản đối với các nhà hoạch định toàn cầu ở phương Tây và họ thực hiện tất cả những gì có thể để giữ vững chiếc ghế của ông ta. Chỉ đến khi từ chối cho phép các công ty Mỹ chi phối ngành sản xuất dầu của Iraq thì ông ta mới trở thành một mục tiêu nghiêm trọng. Trước đó, ông ta hoàn toàn vô sự, chính xác là bởi được coi là một kẻ thù ti tiện. Như đã đề cập trước đó, nhóm người tài năng để thực thi chiến lược này chính là Hội đồng quan hệ quốc tế. Năm 1996, tổng biên tập của tờ Foreign Affairs là Fritz Zakaria, người đưa ra cách giải thích duy lý hóa như sau. Đúng, thật là liều lĩnh để tống cổ Sodom. Nhưng hành vi tồi tệ của ông ta thực sự phục vụ cho các mục tiêu của Mỹ trong khu vực. Nếu Saddam Hussein không tồn tại, chúng ta sẽ tạo ra một nhân vật như vậy. Sự kết liễu số phận của Saddam Hussein sẽ là sự kết liễu của liên minh chống lại Saddam. Không có gì phá hủy được liên minh bằng sự biến mất của kẻ thù. Việc duy trì sự hiện diện dài hạn của lính Mỹ tại vùng Vịnh sẽ trở nên khó khăn khi có sự đe dọa trong khu vực. Đó là tuyên bố rõ ràng của kế hoạch Rothschild. Nhiều người không thể tin rằng đó là điều nghiêm túc thậm chí cả các nghị sĩ. Ví dụ, khi phát biểu trước hạ nghị viện, James Trafficken từ Ohio đã kêu lên. Hoa Kỳ đã chuyển cho Nga hàng tỷ đô la. Với nguồn tài chính của Mỹ, Nga đã sản xuất ra tên lửa và bán chúng cho Trung Quốc. Và Trung Quốc quốc gia kiếm được 45 tỷ đô la từ việc xuất khẩu hàng hóa rẻ như bèo sang Mỹ lại đẩy số tên lửa được sản xuất tại Nga sang Iran. Và giờ đây, với số vũ khí Nga được ông bạn Trung Quốc chuyển sang, Iran bắt đầu đe dọa Trung Đông. Như vậy, chú Sam, lại điều thêm nhiều binh lính cũng như đổ thêm nhiều tiền bạc cho khu vực này. Thưa Chủ tịch Hạ nghị viện, đây không phải là chính sách đối ngoại, mà là sự ngớ ngẩn. Tấm bia mà Trafficant nhắm đến là nhận diện vấn đề, nhưng ông ta đã bỏ qua điểm đen của bia tập bắn. Các nhà hoạch định chính sách của Hội đồng quan hệ quốc tế không phải là những kẻ khờ. Họ đang thực thi kế hoạch Rothschild để bào chữa cho chính phủ thế giới. Cần phải có chiến tranh, chiến tranh đòi hỏi phải có kẻ thù và vũ khí gây sợ. Iran chính là một trong những kẻ thù tốt nhất mà tiền bạc có thể mua được. Tin tức, hành động mới nhất trong màn kịch này là việc tạo ra vấn đề Bắc Triều Tiên. Trong khi Tổng thống Bush nói rằng Bắc Triều Tiên là một phần của trục ma quỷ mà nội các của ông ta đang phái các chuyến tàu có tên cứu trợ nhân đạo tới đó và với việc sử dụng sự hỗ trợ này, chế độ sẽ củng cố quyền kiểm soát của mình. Nguyên nhân thứ năm nhằm bãi bỏ hệ thống cục dự trữ liên bang. Có một số nhà sử học không thừa nhận rằng việc tài trợ cho cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất chiến tranh thế giới thứ hai, chiến tranh Triều Tiên đã được thực hiện bởi cơ chế Manred thông qua hệ thống dự trữ liên bang. Cái nhìn tổng quan về các cuộc chiến tranh kể từ khi Ngân hàng Anh được thành lập vào năm 1694 cho thấy rằng hầu hết những cuộc chiến tranh này đều đã được giảm bớt độ khốc liệt hoặc không diễn ra nếu thiếu tiền pháp định. Đó là khả năng của các chính phủ nhằm giành được tiền mà không cần đóng thuế trực tiếp điều khiến cho cuộc chiến hiện đại trở nên khả thi và Ngân hàng Trung ương trở thành phương pháp được ưa chuông trong việc thực thi điều này chúng ta có thể tranh cãi về sự cần thiết hoặc ít nhất là tính chắc chắn của tiền pháp định trong thời chiến như là một phương tiện của sự sinh tồn đó là bản năng cơ bản của cả cá nhân lẫn chính phủ chúng ta sẽ nhường lại sự phán xét này cho các triết gia nhưng ở đây có thể không có cuộc tranh luận nào liên quan đến sự kiện rằng trong thời bình tiền pháp định không có sự biện hộ nào như vậy hơn nữa khả năng của chính phủ và các thể chế ngân hàng trong việc sử dụng tiền pháp định nhằm tài trợ cho các cuộc chiến tranh và các quốc gia khác là sự cám dỗ ghê gớm đối với họ để trở nên bị lôi kéo vào các cuộc chiến này vì lợi ích tài chính, hoặc chính trị, hoặc vì các lý do khác. Hệ thống dự trữ liên bang luôn phục vụ chức năng này. Chiến lược liên tục xây dựng năng lực quân sự của các quốc gia đối đầu với Hoa Kỳ không tạo ra lý do để chúng ta tin rằng mình đã chứng kiến cuộc chiến tranh cuối cùng. Như vậy, không quá cường điệu khi nói rằng hệ thống dự trữ liên bang chính là thể chế khuyến khích chiến tranh. Tổng kết. Sau khi cuộc cách mạng tháng 10 diễn ra thành công, phái đoàn chữ thập đỏ của các nhà tài phiệt New York đã ủng hộ những người buôn vít và đổi lại, họ đã nhận được các quyền lợi khai thác nguồn tài nguyên từ nước này cũng như các hợp đồng xây dựng và cung ứng. Sự tham gia vào quá trình phát triển kinh tế của Nga và đông Ukr từ thời gian này cho thấy rằng mối quan hệ đã tồn tại cho đến ngày nay. Các nhà tài phiệt không phải là những người ủng hộ chế độ xã hội chủ nghĩa, mối quan tâm duy nhất của họ là lợi nhuận và quyền lực và họ đang làm việc để đưa cả Nga và Mỹ tham gia vào chính phủ thế giới mà họ sẽ là những kẻ cầm cương kiểm soát chiến tranh và các mối đe dọa chiến tranh chính là các công cụ kích động dân chúng chấp nhận mục đích này như vậy điều cơ bản là hoa kỳ và các quốc gia công nghiệp hóa trên thế giới đã có những kẻ thù xác thực cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi kênh Akosha Books, nơi chia sẻ những cuốn sách hay về phát triển con người, những hướng dẫn về cách nâng cao rung động của bản thân, hòa với nhịp điệu vũ trụ.